Trấn Nam Yêu Quốc. Bất chi bất giác, xí thiên giới giận đụng Thiên Trụ Sơn đã qua hơn 9 tháng. Chí Tôn Hoàng Đạo không hề bình tĩnh, trăm vạn dặm Thương Huyền Đại Lục đều lôi vào bên trong bầu không khí ngột ngạt. Đây nhất định là màn đêm trước tờ mờ sáng. Tất cả mọi người đều là nghĩ đến như thế này. Bất luận là xí thiên giới, hay là Chí Tôn Hoàng Đạo, khẳng định đều đang chuẩn bị cái gì đó. Có thể là Chí Tôn Hoàng Đạo phản kích, có thể là xí thiên giới chinh chiến. Nhưng, người bình thường là kiềm chế, Trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc lại là khẩn trương và đau đớn. Bọn hắn thật sự không cách nào làm ra lựa chọn trực tiếp được. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm nếu làm ra lựa chọn. Dù sao đây không phải việc nhỏ, mà là lựa chọn sinh tử tồn vong, nếu như đứng sai đội, thật sẽ chôn vùi cơ nghiệp mà liệt tổ liệt tông gây dựng. Thậm chí bọn hắn đều mong mỏi xí thiên giới, hoặc là Chí Tôn Hoàng Đạo, ai đó có thể tới trước áp chế bọn hắn, ép buộc bọn hắn tỏ thái độ. Như thế này mặc kệ cuối cùng phát triển đến đâu, bọn hắn cũng đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nếu như thất bại, cũng có thể cầu khẩn phe thắng lợi, chúng ta là bị ép buộc. Rốt cuộc, Trấn Nam Yêu Quốc cũng chờ được, áp chế, mà bọn chúng muốn. Khi đặc sứ của Chu Thiên Thần Điện giáng lâm, Hoàng Kim Sư Tộc, Khiếu Nguyệt Lang Tộc, Đại Địa Hùng Tộc, Thiểm Điện Kim Điêu Tộc, cùng nhau vây quanh cửu thủ liệt dương xà, lại đề phòng nghiêm ngặt Chu Thiên Nhị Trưởng Lão đang tiếp kiến trong Hoàng Thành. Chúc mừng yêu hoàng đã thức tỉnh đầu liệt dương xà thứ 9. Nhị trưởng lão đứng trong cung điện cỡ lớn rộng rãi mà bao la hùng vĩ, trực diện với đám cự thú uy phong lẫm lẫm. Hắn rất bất ngờ mà ngước nhìn đại xà lại tăng lên đến 9 cái đầu, giống như là 9 mặt trời treo ở đỉnh cung điện, cường quang tỏa sáng, rọi khắp thâm cung, nhiệt độ cao mãnh liệt đều muốn làm cho không gian vặn vẹo. Thời kỳ đặc thù, bất đắc dĩ thôi. Liệt dương xà tộc là yêu tộc đầu tiên của Trấn Nam Yêu Quốc từ xưa đến nay, cùng Hoàng Kim Sư tộc đều thuộc về yêu tộc huyết mạch đặc thù có nhiều đầu, nhưng bởi vì bọn chúng được thiên cực giới bí mật đến đỡ, thường xuyên có thể hưởng dụng ân huệ nhỏ đến từ cửu thủ thiên long nơi đó, cho nên huyết mạch lại càng dễ thức tỉnh. Trước đó nó vẫn là liệt dương xà 8 đầu, nhưng khi thấy Thương Huyền gió nổi mây phun, liền vận dụng trí bảo phong tồn, khôi phục cái đầu rắn thứ 9, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Trấn Nam Yêu Quốc quả nhiên có nội tình. Nhị trưởng lão đảo ánh mắt sáng tỏ qua các đại yêu tộc, số lượng thánh linh cảnh và bán thánh rõ ràng đều đã tăng hơn nhiều. Hiển nhiên đều là các tộc cho dùng bảo bối được phong tồn để tăng cường thực lực, ứng biến nguy cơ. Mà yêu thú không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại càng dễ kích phát huyết mạch, tăng lên cảnh giới. Các ngươi rất rõ ràng mục đích ta tới nơi này, tỏ thái độ đi. Nhị trưởng lão rất hài lòng về thực lực của Trấn Nam Yêu Quốc, tuyệt đối là phồn thịnh gần gấp đôi so với bình thường. Nếu như có thể biểu hiện tốt một chút, hẳn là có thể ứng phó một uy lực lượng cường đại nào đó trong xí thiên giới. Cửu thủ liệt dương xà khôn khéo, há có thể trực tiếp tỏ thái độ, nó ra vẻ do dự lại ngắm nhìn yêu tộc ở xung quanh, mất nửa ngày sau mới nói. Ngài là đến để Trấn Nam Yêu Quốc hiệu chung. Rất xin lỗi, chúng ta thuộc về Hoàng tộc Nam Bộ. Là chịu thiên cực giới quản thúc. Đương nhiên, từ trước tới giờ thiên cực giới không để ý tới chuyện hạ giới, càng không có chỉ huy qua chúng ta, chỉ là quản thúc trên danh nghĩa, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ đều không trực tiếp chỉ huy, không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý làm bậy. Ngài là trưởng lão Chu Thiên Thần Điện, đột nhiên đến nơi đây bảo chúng ta tỏ thái độ, có phải có chút? Không thể nào nói nổi hay không? Mặc dù thiên cực giới không có quản thúc các ngươi, nhưng các ngươi có thể tự giác như vậy. Thiên cực giới hẳn là sẽ được an ủi. Ngươi cứ việc yên tâm, trước khi tới chúng ta đã chào hỏi cùng thiên cực giới. Vì sao thiên cực giới không tự mình tới? Do chúng ta tới, càng lộ vẻ coi trọng, huống chi các cao tầng thiên cực giới đều đã tề tụ về Thiên Trụ Sơn, không có tinh lực sai khiến các ngươi. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, là nguyện ý phối hợp với các hoàng đạo Thương Huyền, vây bắt xí thiên giới, hay là muốn đứng ở bên xí thiên giới? Là địch với các hoàng đạo Thương Huyền. Tha thứ ta mạo muội, các ngươi muốn vây bắt xí thiên giới. Một khi nơi đó khai chiến, tất nhiên Thiên Trụ Sơn sẽ sụp đổ, con đường giữa hạ giới và thiên khải liền phải tách ra. Đây không phải vấn đề ngươi cần suy tính, ta đang chờ đáp án của ngươi. Đây đương nhiên là vấn đề chúng ta nên suy tính. Khương Phàm không ở xí thiên giới, nhưng bên trong xí thiên giới khẳng định có người rất quan trọng của Khương Phàm. Nếu như các ngươi khởi xướng chiến tranh, hủy xí thiên giới, giết người ở bên trong,
Khương Phàm chắc chắn sẽ trả thù, đến lúc đó. Hắn không dám trực tiếp tìm các ngươi tính sổ sách, khẳng định sẽ phát tiết lửa giận đến trên đầu chúng ta. Nếu có thể phát tiết, lại có thể thông qua thôn vệ đến để thăng thực lực, rất có thể Trấn Nam yêu quốc chúng ta sẽ đứng chịu mũi xào, thảm tao diệt tuyệt. Chín cái đầu của cửu thủ liệt dương xà nói rất rõ ràng, thanh âm ù ù, rung động cung điện. Hoàng kim sư tộc và các yêu tộc đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng, bọn chúng đúng là chờ đợi một cái, bức hiếp, nhưng không nghĩ tới chí tôn hoàng đạo lại muốn vây bắt xí thiên giới. Đây không phải ngu xuẩn sao? Càng là bắt bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn. Một khi xí thiên giới khai chiến, trụ trời bị hủy, xí thiên giới bị diệt, hạ giới và thiên khải liền gãy mất liên hệ. Chuyện này bằng với lưỡng bại câu thương. Mà nếu Khương Phàm biết được xí thiên giới bị hủy, người ở bên trong bị tàn sát, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Đầu tiên là Khương Phàm không thể nào trực tiếp giết tiến chí tôn hoàng đạo, hắn khẳng định sẽ đến thẳng hoàng tộc ngoại vực. Thậm chí bọn chúng có thể tưởng tượng đến, mục tiêu hàng đầu của Khương Phàm chính là Trấn Nam yêu quốc. Chúng ta có được đến tin tức, Khương Phàm đang ở xí thiên giới. Đám cường giả hắn mời chào kia toàn bộ đều đang ở xí thiên giới. Chúng ta càng có thể bảo đảm, trận chiến này nhất định có thể triệt để giải quyết Khương Phàm cùng cường giả ở trong xí thiên giới. Ta biết mọi thứ không có tuyệt đối, huống chi đối mặt với kẻ địch như Khương Phàm, cho nên chúng ta đã hoàn toàn làm xong mưu đồ, liền xem như thật sự có phát sinh ngoài ý muốn, sau đó cũng có thể cam đoan một mực hấp dẫn Khương Phàm đến xích thiên thần triều. Hắn cũng không dám trì hoãn dù chỉ là một ngày. Tất nhiên cũng sẽ bị trấn áp tại xích thiên thần triều. Nhị trưởng lão cao ngạo bảo đảm. Khương Phàm đang ở xí thiên giới. Cửu thủ liệt dương xà hồ nghi nhìn nhị trưởng lão. Ta có thể phụ trách vì mỗi câu nói của ta, hôm nay ta tới càng là đại biểu thần tôn, đưa ra lời mời với các ngươi. Các ngươi là tiếp nhận, hay là phản đối đây? Nhị trưởng lão ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng kia từng tia u quang lạnh lẽo lấp lóe bên trong mấy cái đầu kia. Kim sư tộc trưởng trầm giọng nói. Ta có một nghi vấn, tại sao phải khai chiến tại Thiên Trụ Sơn? Không phải các ngươi đã ước định cùng Thiên Hậu, một năm sau xí thiên giới rời khỏi, trong vòng 3 năm không thể lại đâm cháy Thiên Trụ Sơn sao? Chẳng lẽ liền không thể để xí thiên giới rời khỏi lại đánh sao, đến lúc đó chỉ cần một mực cắn tung tích của bọn hắn, lập tức có thể tránh khỏi việc hủy đi Thiên Trụ Sơn, cũng có thể căn cứ vào tung tích mà vây quanh trấn áp. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được việc rời khỏi Thiên Trụ Sơn thích hợp vây bắt hơn, Thiên Hậu nghĩ không ra. Hay là Khương Phàm nghĩ không ra. Trước khi kỳ hạn 1 năm đến, Khương Phàm và Thiên Hậu khẳng định sẽ phản kích, ai cũng không biết bọn hắn sẽ dùng sách lược gì, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên lần này chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, thà rằng liều mạng hủy đi Thiên Trụ Sơn, cũng phải chủ động tấn công. Kim sư tộc trưởng Á Khẩu không trả lời được. Xin cho thời gian mấy ngày. Cửu thủ liệt dương xà vừa muốn mở miệng liền bị nhị trưởng lão chặn ngang. Bây giờ ta đang chờ các ngươi quyết định. Đây là chuyện lớn quyết định vận mạng chúng ta. Há có thể vội vàng liền làm ra quyết định, đây cũng là tôn trọng đối với các ngươi, ngài nói đúng không? Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi các ngươi thật sự có ý muốn là địch cùng các hoàng đạo thương huyền, nếu không các ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều. Lời nhị trưởng lão nói ép tới cửu thủ liệt dương xà nói không ra một câu nào. Nhưng dính đến vận mệnh yêu quốc, đầu của cửu thủ liệt dương xà vẫn chia ra nhìn hoàng kim sư tộc, khiếu nguyệt lang tộc, đại địa hùng tộc, thiểm điện kim điêu tộc. Tộc trưởng của các tộc đang lặng lẽ thảo luận, sau đó liên tiếp gật đầu với cửu thủ liệt dương xà. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu điều tốt để phải thảo luận. Nếu các hoàng đạo thương huyền bắt đầu liên minh các hoàng tộc lại, hiển nhiên là muốn toàn diện khai chiến. Vây bắt xí thiên giới. Đội hình tập kết như vậy, xí thiên giới nhất định là sẽ gặp phải hủy diệt. Về phần nguy hiểm khi con đường bị cắt đứt, chí tôn hoàng đạo hẳn là có phương thức ứng phó, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cho nên bọn chúng không cần lo ngại. Lo lắng duy nhất chính là có thể giết chết Khương Phàm hay không. Nếu như giết được, nguy hiểm sẽ được giải trừ triệt để, tất cả đều vui vẻ. Nếu như giết không được, liền nhìn xem có thể giống nhị trưởng lão nói, trấn áp Khương Phàm tại xích thiên thần triều hay không? Đồng ý, rất tốt, đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Dựa theo yêu cầu của thần tôn, tất cả hoàng tộc cần xuất động toàn bộ lực lượng niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Các ngươi làm chút chuẩn bị đơn giản, mang theo vũ khí cần thiết, trước khi trời tối theo ta xuất phát. Ngoài ra,
ta sẽ làm bạn cùng các ngươi trong toàn bộ hành trình chiến đấu tại Thiên Trụ Sơn, giám sát hành động của các ngươi. Lần này ta mang tới 100 đệ tử, cũng sẽ đóng tại Trấn Nam Yêu Quốc, giám sát các ngươi. Nếu như phát hiện bất cứ hành động có vấn đề nào, tuyệt đối không tha thứ. Nhị trưởng lão không chỉ là tự mình tới, mà còn mang đến 100 vị đệ tử tinh anh. Chuyện này can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận chính là hậu quả nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận. Không chỉ có Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo phụ trách hai hoàng tộc mà mình giám sát, giữa Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo, Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, cũng đều an bài người đến giám sát, bảo đảm ẩn nấp tuyệt đối trước khi hành động, cùng phải chăng bọn họ sẽ toàn lực ứng phó trong quá trình hành động. Cửu thủ liệt dương xà không có phản đối, ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều, nếu Chí Tôn Hoàng Đạo có thể làm được cẩn thận như vậy, khẳng định là đã bố trí kỹ càng, nói không chừng có thể giải quyết triệt để Khương Phàm cùng Xí Thiên Giới thật, từ nay về sau, các nhà liền đều an bình. Khổng Tước Sơn, Đại trưởng lão Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Thanh Liên tự mình về lại đây, bái phỏng hoàng tộc quái gở nhất, có vai trò thấp nhất trong các hoàng tộc Thương Huyền, Khổng Tước Yêu Tộc. Khổng Tước Yêu Tộc cực ít can thiệp chuyện bên ngoài, ngay cả phạm vi hoạt động đều cực hạn tại hơn 5.000 dặm Khổng Tước Sơn Mạch, đồng thời có ý thức lãnh địa cực mạnh, nghiêm cấm bất cứ tự yêu thú hoặc là nhân tộc nào ở bên ngoài tới gần. Đây đã là tôn quý cùng cao ngạo của bọn chúng, cũng có vài phần rất bất đắc dĩ. Bởi vì, Khổng Tước là hậu duệ của Phượng Hoàng, xác thực mà nói hẳn là hậu duệ của Thiên Hoàng. Địa vị cùng tiềm lực thật sự đều muốn đuổi kịp một ít Phượng Hoàng. Đã từng có thời điểm, Khổng Tước kiêu ngạo, cường thế, uy lẫm Tây Bắc Bộ, còn từng khiêu khích Vạn Đạo Thần Giáo, thậm chí tự do ra vào Trung Vực. Cho đến ngàn năm trước, Khương Phàm sông ngang xuất thế, rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, lấy tên Chu Tước chinh chiến Thương Huyền, số lượng lớn linh cầm yêu tộc cùng nhân tộc có được thú văn linh cầm, liên tiếp hưởng ứng, có thể là trực tiếp tìm nương tựa, có thể là bị Khương Phàm tự mình mời chào. Trong này bao gồm cả Khổng Tước yêu tộc. Tại tiền kỳ Khương Phàm chinh chiến, Khổng Tước yêu tộc xác thực đã ra lực, nhưng theo vài con Phượng Hoàng quy thuận, cùng có được cường tộc Linh Văn Phượng Hoàng vào ở, Khương Phàm đã bắt đầu dốc sức đến đỡ Phượng Hoàng, đánh ra khẩu hiệu muốn tái tạo Phượng Hoàng thần tộc. Sơ thành quy mô Phượng Hoàng mưu toan lãnh đạo Khổng Tước, kích thích Khổng Tước yêu tộc cao ngạo mâu thuẫn mãnh liệt. Cuối cùng, trước một ngày khi Vạn Thế Thần Triều chính thức kiến triều, Khổng Tước yêu tộc hẳn là hoàn toàn đứng ở hàng tầng cao nhất lại tuyên bố toàn tộc rời khỏi, trở lại Tây Bắc. Cũng chính bởi vì Khổng Tước yêu tộc rời khỏi tại thời kỳ đặc thù, để bọn chúng có thể may mắn thoát khỏi sau chiến dịch tại Đăng Thiên Kiều. Đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu Thập Tam Hải bây giờ, Khổng Tước yêu tộc cũng là Chu Tước di tộc may mắn còn sống sót duy nhất. Khổng Tước yêu tộc rất rõ ràng tình huống đặc biệt của mình, từ đó về sau bọn chúng đã bắt đầu chuyển biến thái độ xử thế. Phong bế bản thân tại Khổng Tước Sơn Mạch, không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì ở bên ngoài nữa. Lúc Khương Phàm trùng sinh tại Thiên Khải, lần nữa nhắc lên chiến tranh, Khổng Tước yêu tộc cũng duy trì an tĩnh rất rõ ràng. Giống như cuộc chiến báo thù của Khương Phàm, không có bất cứ liên quan nào với chúng nó cả. Bọn chúng càng không nguyện ý lần nữa liên lụy đến trong chiến tranh như thế này. Khổng Tước Vương, hân hạnh, Đại trưởng lão Quang Mang Thần Điện. Âu Dương Thanh Liên đi đến Đại Minh Sơn, là nơi sâu nhất trong Khổng Tước Sơn Mạch, gặp được Khổng Tước Thánh Vương đang chờ đợi ở nơi đó. Khổng Tước Thánh Vương huyễn hóa thành nam tử tuấn mỹ oai hùng uy nghiêm, tràn ngập khí tức cường hãn, cường quang năm màu tỏa sáng, phía sau hiện ra hỗn độn rực kinh khủng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Âu Dương Thanh Liên. Các Khổng Tước khác cũng hóa thành hình người, phân tán ở hai bên cung điện, đôi mắt sắc bén, lưu quang như điện, lạnh lùng nhìn Âu Dương Thanh Liên đang đi tới. Âu Dương Thanh Liên thoáng thở phào trong lòng, cố ý huyễn hóa hình người để đón đợi nàng, cũng coi là cho nàng mặt mũi. Nói rõ Khổng Tước yêu tộc thấy rõ tình thế trước mắt, cố ý muốn làm ra lựa chọn. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là lễ phép mà thôi. Dù sao Khổng Tước yêu tộc không chỉ là kế thừa huyết mạch của Thiên Hoàng, mà thậm chí còn cao ngạo hơn. Cao ngạo, tôn quý, chảy xuôi ở trong máu. Cũng chính bởi vì như thế này. Bọn hắn đã từng tuyệt đối không khuất nhục trước Phượng Hoàng yêu tộc, thậm chí cam nguyện từ bỏ địa vị hiển hách ở Vạn Thế Thần Triều, chủ động rời khỏi. Đại trưởng lão, lần này đến là có ý gì? Khổng Tước yêu vương anh tuấn lạnh nhạt, cao ngạo càng tôn quý, y phục hoa lệ giống như là lông đuôi khổng tước biến thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt mà kinh diễm. Đôi cánh hỗn độn ở phía sau đã là tiêu chí của Thánh Vương,
càng là biểu tượng của huyết mạch chí cao. Mặc dù Khổng Tước yêu tộc ở ẩn, nhưng cục diện Thương Huyền đã huyên náo. Âu Dương Thanh Liên cường ngạnh, nhưng thái độ lại hiền lành. Dù sao Khổng Tước yêu tộc cũng không giống với hoàng tộc khác, nơi này càng giống như là một trận đàm phán hơn, mà không phải đơn giản là mệnh lệnh. Thái độ của chúng ta đã thể hiện rõ ràng tại ngàn năm trước. Đó là cục diện ngàn năm trước, so với bây giờ khác nhau rất lớn. Các hoàng đạo Thương Huyền ủy thác ta, xin mời Khổng Tước yêu tộc tỏ thái độ một lần nữa. Ta hiểu rõ lịch sử năm đó, tha thứ ta nói thẳng, ta không thấy được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tư thái năm đó của phần thiên thần hoàng là hợp tung liên hoành, là dẫn dắt Thương Huyền. Mà bây giờ là đổ sát, là trấn áp, là khống chế Thương Huyền. Nhất là bây giờ, xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, dẫn phát hai bên rằng co trực diện, quyết chiến hết sức căng thẳng. Bất cứ hoàng tộc nào cũng đều đứng trước lựa chọn, là đi theo xí thiên giới đổ sát hoàng tộc Thương Huyền, hay là cùng các hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền, cùng nhau vây bắt mối uy hiếp chiến tranh, xí thiên giới này. Các ngươi, muốn vây bắt xí thiên giới, lúc nào? Khổng Tước Vương dần dần nhăn mày lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Liên. Tất cả Khổng Tước hình ngừa trong cung điện đều nghe được lời nói bóng gió, ánh mắt lập tức thay đổi, khí thế cũng thay đổi. Ánh sáng rực rỡ rõ ràng lại hừng hực, giống như sóng biển dâng cao bao phủ cung điện, mang cho Âu Dương Thanh Liên áp bách to lớn. Trong tầm mắt của Âu Dương Thanh Liên, các tôn Khổng Tước quý hoa lệ giống như đều biến thành ác thú hung tàn. Khí tức Âu Dương Thanh Liên không khoái, bị thánh uy cuồn cuộn đập vào mặt ép tới đau đớn khó đè nén, nhưng thân là đại trưởng lão thần điện. Dạng đội hình gì lại chưa thấy qua, dạng khí thế gì không có bị qua, cho nên ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, thật sự cũng không có bị hù dọa, cũng có thể đứng ổn được, chịu được. Kỳ hạn một năm sắp tới, lúc nào Khương Phàm cũng có thể phản kích, chúng ta không thể nào tiếp tục chờ đợi thêm, nhất định phải chủ động xuất kích. Chúng ta muốn bảo trụ danh uy các hoàng đạo Thương Huyền, chúng ta càng không thể để Khương Phàm lại tùy ý trà đạp Thương Huyền đại lục. Khương Phàm không phải muốn chiến tranh sao? Chúng ta sẽ dâng lên chiến tranh. Người đã nghĩ đến việc xí thiên giới sẽ hủy đi thiên trụ sơn. Nếu như con đường không gian bị cắt đứt, các người sẽ triệt để mất đi liên hệ với thiên khải chiến trường. Hoàng thành ở phía trên thì phải làm sao? Các người sau này còn thu hoạch tài nguyên thiên khải thế nào? Sau khi Khương Phàm nhận được tin tức, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Đừng quên, phía sau Khương Phàm còn có Tu La còn đang chinh chiến tại Côn Lôn. Khổng Tước yêu vương nghiêm khắc chất vấn, uy lực thánh vương nồng đậm mà cường thế, đôi cánh hỗn độn ở phía sau chậm rãi đung đưa, nhấc lên uy lực diệt thế kinh khủng. Âu Dương Thanh Liên chống đỡ áp bách, cười nhạt nói. Đầu tiên, chúng ta có thứ để thay thế thiên trụ sơn, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa Thương Huyền tổ địa cùng thiên khải chiến trường. Thứ hai, chúng ta 100% xác định, Khương Phàm đang ở xí thiên giới. Chiến tộc quan trọng toàn bộ đều đang ở xí thiên giới. Thứ ba, lần này chúng ta muốn hiệu triệu hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền, liên hợp vây bắt. Với đội hình tam đại thần linh, 13 vị thánh hoàng, tuyệt đối có thể triệt để xóa bọn hắn đi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cách chạy thoát. Các Khổng Tước ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, cau mày, trầm mặc thật lâu. Vây bắt toàn diện. Tam đại thần linh, 13 đại thánh hoàng. Âu Dương Thanh Liên tiếp tục nói. Ta biết các ngươi không nguyện ý là kẻ địch cùng Khương Phàm, càng hy vọng có thể không đếm xỉa đến, nhưng ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, đó là chuyện không thể nào. Các hoàng đạo Thương Huyền cho phép Khổng Tước Sơn các ngươi còn sống đến bây giờ, đã là ban ân lớn lao, các ngươi hẳn là nên đội ơn. Bây giờ chính là thời điểm các ngươi báo ân. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, đầu tiên, đi theo các hoàng đạo Thương Huyền, vây bắt xí thiên giới. Xét thấy tình huống của các ngươi đặc biệt. Các ngươi có thể không cần đối chiến cùng Khương Phàm và Phượng Hoàng yêu tộc, chỉ phụ trách thiên hồ hướng ra. Thứ hai, không đếm xỉa đến, không tham dự sự kiện lần này. Nhưng, việc này qua đi, các hoàng đạo Thương Huyền liên danh Khổng Tước Sơn xóa tên khỏi hoàng tộc, còn các ngươi sẽ bị coi là dị loại. Đến lúc đó, sợ rằng các ngươi sẽ lọt vào truy sát, may mắn, có thể chạy ra khỏi Thương Huyền. Nhưng thật đáng tiếc, Thao Thiết yêu tộc cần mở rộng bộ lạc một lần nữa. Rất có thể sẽ xem các ngươi như con mồi. Sau khi nói xong, Âu Dương Thanh Liên lại tiếp tục nói. Không phải ta đang uy hiếp các ngươi, ta chỉ là người truyền lời, là đại biểu cho thái độ của tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền.
Tha thứ ta nói thẳng, cho đến bây giờ Khương Phàm còn không có liên hệ cùng tất cả hoàng tộc, liền mang ý nghĩa hắn không muốn lấy dẫn dắt bất kỳ bên nào trong các ngươi, mà là muốn trấn áp, đổ sát toàn bộ. Nhất là Khổng Tước yêu tộc các ngươi, đến bây giờ đều không có liên hệ, nói rõ đám phượng hoàng kia không nguyện ý lại hợp tác cùng các ngươi, Khương Phàm càng có thể đẩy ra canh cánh trong lòng trong kiếp trước đối với các ngươi. Khổng Tước Vương không có trực tiếp đáp lại, mà an bài nói. Trước tiên ngươi cứ ở lại nơi này, cho chúng ta thời gian mấy ngày cân nhắc. Không được. Nơi này là Khổng Tước Sơn, tốt nhất ngươi nên làm theo lời ta bảo. Rất xin lỗi, ta là đại biểu cho các hoàng đạo thương huyền đến đây, cũng nhắc đến một ít bố trí của chúng ta, cho nên không thể không cẩn thận. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, từ hôm nay trở đi, ta đều sẽ bồi bạn toàn bộ hành trình với ngươi, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Ta mang tới hơn 100 đệ tử, cũng sẽ tiến vào chiếm giữ nơi đây, giám sát toàn diện Khổng Tước Sơn. Nếu như, ta và các đệ tử của ta trong quá trình giám sát nhận phải bất cứ sự hãm hại gì, hoặc là phát hiện chuyện không tầm thường gì, quang mang thần điện sẽ tự mình hàng phạt sau chiến tranh. Nói đến đây, thái độ của Âu Dương Thanh Liên đột nhiên nghiêm túc lên, trong ánh mắt cũng lộ ra sự nghiêm khắc. Khổng Tước Vương trầm mặc xuống, suy nghĩ, yên lặng lựa chọn. Trong cung điện, các khổng tước cũng đều mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn qua Khổng Tước Vương đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Xác thực mà nói, bọn chúng đang nhìn Khổng Tước Vương. Đồng thời cũng đang nhìn không gian ba động rất nhỏ ở phía sau hắn, bởi vì nơi đó có một người ngoài đang ẩn nấp, là người không nên xuất hiện, đại trưởng lão Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Yến. Kỳ thật giữa Khổng Tước yêu tộc cùng Cửu Thiên Thần Giáo vẫn luôn bí mật duy trì liên hệ, chỉ là mặt ngoài chưa bao giờ công khai qua. Thời gian liên hệ cụ thể, phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 2.000 năm trước, sau khi Khổng Tước đầu tiên thoát khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, tìm Khổng Tước Sơn nương tựa. Sau đó biết thân phận thật sự của Cửu Thiên Thần Giáo. Từ đó về sau, giữa hai bên sẽ bắt đầu tiếp xúc bí mật. Nhưng, Khổng Tước yêu tộc cao ngạo tôn quý, khinh thường kết minh, càng không nguyện ý kết minh cùng chí tôn hoàng đạo cường hãn bá đạo, để tránh bị ngoại giới coi như là phụ thuộc. Cửu Thiên Thần Giáo tôn trọng Khổng Tước yêu tộc, cũng không hy vọng thân mật quá độ, bị Khổng Tước yêu tộc tìm tòi nghiên cứu bí mật tài nguyên bọn hắn bồi dưỡng thánh hoàng cùng thần linh. Cho nên mối quan hệ trong 2.000 năm qua của hai bên chỉ là căn cứ vào một thái độ thân mật, tại thời điểm cần lẫn nhau, bí mật cung cấp chút trợ giúp, tại thời điểm sinh tử tồn vong, tận hết khả năng giúp đỡ. Ví dụ như lúc trước, tại thời kỳ đặc thù lại nhạy cảm, lực lượng để Khổng Tước yêu tộc rời khỏi Vạn Thế Thần Triều, chính là đến từ Cửu Thiên Thần Giáo. Ví dụ như sau khi Vạn Thế diệt quốc, Khổng Tước Sơn có thể bảo toàn, cũng là bắt nguồn từ Cửu Thiên Thần Giáo kiên trì. Nguyên nhân Đông Hoàng Yến ở chỗ này, cũng không phải là muốn kết minh, mà là có ba vấn đề. Một là siêu tập dược liệu luyện đan, nơi này mặc dù phong bế, nhưng dự trữ rất nhiều bảo bối. Hai là thuận tiện tạo dựng tế đàn không gian, sâu chuỗi Khổng Tước Sơn cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Tại thời kỳ đặc thù thương huyền thật sự bộc phát chiến tranh, mà Khổng Tước yêu tộc đứng trước nguy hiểm sinh tử, có thể bí mật chuyển rời một bộ phận đời mới đến Cửu Thiên Thần Giáo. Nguyên nhân thứ ba. Bọn hắn muốn nhìn xem chí tôn hoàng đạo có thể bí mật liên hệ lục đại hoàng tộc, độc lập, hay không, phải dùng phương thức gì, có giao dịch gì. Đông Hoàng Yến ẩn nấp ở trong hư không, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Liên ở phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà lại chờ chí tôn hoàng đạo tới liên hệ thật, càng không nghĩ tới chính là bọn hắn muốn vây bắt xí thiên giới. Tam đại thần tôn. Chẳng lẽ thần tôn không cần trấn thủ thiên khải chiến trường sao? Toàn bộ xuống tới. Bọn hắn không sợ hoàng thành lọt vào tập kích. Hơn 10 thánh hoàng ở đâu ra? Chẳng lẽ thánh hoàng của Quang Mang Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cũng muốn rút về toàn bộ? Nếu như xí thiên giới gặp phải năng lượng như thế vây bắt, không cần xí thiên giới cưỡng ép va chạm, chỉ là ba động chiến đấu đã liền có thể hủy đi mấy ngàn dặm dãy núi tại Thiên Trụ Sơn, con đường kết nối giữa hạ giới cùng thiên khải càng sẽ bị cắt đứt triệt để. Bọn hắn lại còn tràn đầy tự tin nói đã tìm được thức thay thế Thiên Trụ Sơn. Bọn hắn lại làm như thế nào để xác định Khương Phàm đang ở xí thiên giới? Mà, hành động liên hợp quan trọng như vậy, vì sao không có liên hệ Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn trước? Đại trưởng lão Đông Hoàng Yến hô hấp dần dần gấp rút, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu đều đã liên hệ đến Khổng Tước yêu tộc, nói rõ Kiến Hùng Hoàng Triều và tất cả hoàng tộc khẳng định là đều nhận phải hiếp bách. Cũng mang ý nghĩa tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo thương huyền sắp khởi xướng vây bắt toàn diện.
Xí thiên giới bị hủy diệt, đang ở ngay trước mắt. Đông Hoàng Yến biết một ngày này khẳng định sẽ đến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là bây giờ, càng không có nghĩ tới sẽ là quy mô như vậy. Chỉ sợ Khương Phàm, Thiên Hậu, thậm chí là Thần Tôn cũng sẽ không nghĩ đến. Đông Hoàng Yến nhìn chằm chằm Khổng Thước Yêu Vương ở trước mặt mình, cảm thấy may mắn khi đã ở lại nơi này tạo dựng tế đàn không gian. Khổng Thước Yêu Tộc sẽ làm quyết định gì? Mặc dù trên huyết mạch Khổng Thước Yêu Tộc thuộc về Thiên Hoàng, nhưng Xí Thiên Giới nhìn giống như không có bất kỳ phần thắng nào. Thật lâu, khi mà Khổng Thước Yêu Vương đang muốn tỏ thái độ, Đông Hoàng Yến đã lặng yên về phía trước tới gần, khẽ nói ở bên tai nó. Đồng ý với Âu Dương Thanh Liên, cũng tận lực phối hợp hành động, nhưng, nể tình 2000 năm hữu nghị giữa Khổng Thước Yêu Tộc cùng Cửu Thiên Thần Giáo, nhớ tới truyền thừa trên huyết mạch của Thiên Hoàng, nghe ta một câu, tuyệt đối không nên hạ sát thủ thật, từ từ đợi chiến cuộc thay đổi. Ta cam đoan, sẽ có chuyện phát sinh mà các ngươi không tưởng tượng được. Khổng Thước Yêu Vương hơi nhíu mày lên. Lời này có ý gì? Sở dĩ hắn lo lắng là không nguyện ý trở thành kẻ địch với Khương Phàm cùng Phượng Hoàng Yêu Tộc. Dù sao trên huyết mạch đó cũng là tiên tổ. Mặc kệ có phải bọn hắn sẽ trực tiếp tuyên chiến cùng Phượng Hoàng Yêu Tộc hay không, chỉ là tham dự vào trong chiến tranh như thế, cũng đã chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Khổng Thước Yêu Tộc cao ngạo không thể nào làm chuyện như vậy. Ngoài ra còn có chút hiếu kỳ, hành động liên hợp quan trọng như vậy, Cửu Thiên Thần Giáo hẳn là người trực tiếp chủ đạo, ý sao Đông Hoàng Yến không có nói qua? Chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì? Đông Hoàng Yến đột nhiên nói như vậy là đang ám chỉ cái gì sao? Khổng Thước Vương, ta đang chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi. Âu Dương Thanh Liên đánh vỡ yên lặng, vẻ mặt hay ngữ khí đều trở nên nghiêm khắc, lúc này nhất định phải lại ép một tay. Năm đó chúng ta rời khỏi Vạn Thế Thần Triều, phần Thiên Thần Hoàng không có làm khó dễ, còn đưa lễ vật quý trọng, cảm niệm chúng ta đã từng trợ giúp. Từ trên huyết mạch mà nói, chúng ta càng là truyền thừa Phượng Hoàng. Các ngươi ép buộc chúng ta tiến công Xí Thiên Giới tại loại thời kỳ này, là buộc chúng ta vi phạm tín niệm, khinh nhờn huyết mạch. Lời Khổng Tước Vương nói để sắc mặt Âu Dương Thanh Liên trầm xuống, nhưng không chờ nàng mở miệng chất vấn, Khổng Tước Vương lại nói. Sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt, các hoàng đạo thương huyền chưa bao giờ gây khó xử qua chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn lần này, chúng ta có thể đồng ý đi, cũng có thể cam đoan ra sức, nhưng chí tôn hoàng đạo nhất định phải tôn trọng chúng ta, tuyệt đối không thể bức bách chúng ta trực diện với Phượng Hoàng Yêu Tộc. Âu Dương Thanh Liên thở phào, sắc mặt hơi chậm lại. Ngươi cứ việc yên tâm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phụ trách vây công Thiên Hồ Hướng Gia. Xét thấy Hướng Gia là đã từng là vạn đạo chiến tộc, thực lực cường hãn, Trấn Nam Yêu Quốc sẽ phối hợp cùng các ngươi. Mặc dù chúng ta sẽ không bức bách các ngươi, nhưng chiến trường không phải giả vờ giả vịt, cũng mời các ngươi chăm chú đối đãi. Dựa theo thần tôn yêu cầu, nhất định phải bắt lấy Thiên Hồ Thánh Vương cùng muội muội của nàng, Hướng Vãn Tình. Tận hết khả năng phải bắt sống. Thần tôn còn nói rõ, chỉ cần có thể bắt sống tỉ muội các nàng, sẽ trọng thưởng. Thiên Hồ Thánh Vương có thực lực cường hãn, danh chấn thiên khải, muốn bắt sống, hy vọng không lớn. Thiên Hồ Thánh Vương mặc dù rất mạnh, nhưng Khổng Tước Vương ngươi không mạnh sao? Huống chi còn có Trấn Nam Yêu Quốc, hai đại đỉnh cấp hoàng tộc liên thủ, nếu như bắt không được dù chỉ là một người của Thiên Hồ Hướng Gia, thật không nói được. Chí tôn hoàng đạo bọn hắn cũng không trông cậy vào lục đại hoàng tộc liều mạng thật, cho nên mới an bài hai hoàng tộc mạnh nhất vây bắt Thiên Hồ Hướng Gia. Tứ đại hoàng tộc phân biệt vây bắt Kiều Gia, Thánh Quốc, Chiến Quốc, cùng các luyện đan sư. Hướng Gia chỉ có Thiên Hồ Thánh Vương cần được xem xét, xác thực rất mạnh, nhưng hẳn là không chịu nổi Khổng Tước Vương cùng số lượng lớn yêu thú thánh linh vây bắt. Ngoài ra, những thế gia như Kiều Gia kia hoàn toàn không đáng để lo ngại, tứ đại hoàng tộc có thể đảm nhiệm hoàn toàn, gần như không cần chiến đấu bao nhiêu, trực tiếp chính là vồ lấy. Yêu cầu duy nhất chính là, bắt sống. Chỉ cần bắt sống tỉ muội bị Hướng Gia, bắt sống con cái Kiều Gia, bắt sống con cái của Vương Phủ Hầu Phủ Chiến Quốc và Thánh Quốc, còn có khống chế các luyện đan sư, liền có thể uy hiếp bọn người Khương Phàm trên chiến trường, quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, cũng có thể để chuyện phát sinh ngoài ý muốn sau này, đến Xích Thiên Thần Triều hành hình, kích thích Khương Phàm chủ động xuất hiện. Khổng Tước Thánh Vương trầm mặc một lát. Lúc nào xuất phát? Trước khi trời tối liền đi, phía trên niết bàn cảnh cửu trọng thiên, điều động toàn bộ. Âu Dương Thanh Liên âm thầm phấn chấn trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành.
Khổng Tước yêu tộc còn mạnh hơn so với tượng của nàng, ngồi trong điện Khổng Tước lại có 5 vị thánh linh cảnh, 7 vị cảnh giới bán thánh. Xem ra mặc dù bọn chúng điệu thấp ẩn nấp, nhưng không có buông lỏng qua tu luyện, cũng có thể là xét thấy nguy cơ thế cục trước mắt, bọn chúng đều điều động toàn bộ tài nguyên phong tồn đi ra, nuôi dưỡng mới bán thánh cùng thánh linh. Nếu như Trấn Nam yêu quốc nơi đó lại bồi dưỡng được thánh vương giống như mong muốn, vậy thì đây chính là hai đại siêu cấp chiến thú liên hợp, nhất định có thể bắt lấy thiên hồ thánh vương. Còn có vị muội muội xinh đẹp kia của nàng. Đến lúc đó coi như Khương Phàm chạy thật, nhưng chỉ cần nắm được hai hồ ly này ở trong tay, đảm bảo Khương Phàm sẽ mất lý trí, không quan tâm gì mà đi nghĩ cách cứu viện. Chúng ta chấp nhận để các ngươi giám sát, nhưng người các ngươi lưu lại phải tôn trọng quy củ của Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Một ít tổ địa, một ít trọng địa, tuyệt đối không thể tùy ý loạn đụng. Ha ha, đương nhiên đương nhiên. Âu Dương Thanh Liên gật đầu cam đoan. Đông Hoàng Yến lặng yên rời khỏi đại điện, đi thẳng đến tế đàn không gian bọn hắn đang tạo dựng. Tế đàn ở vào cấm khu tổ địa, trước đó đã liền có, cũng là do Cửu Thiên Thần Giáo trợ giúp tạo dựng, tuy nhiên không phải nối thẳng với thần giáo, mà là địa khu an toàn nào đó ở phía ngoài. Lần này lại tạo dựng một lần nữa, là trên cơ sở vốn có, kết nối thẳng tới tầng thứ 3 của thần giáo. Trước mắt đã xây thành chỉ là còn chưa hoàn thiện đạo ngấn không gian. Đông Hoàng Yến phân phó các trưởng lão nơi này chú ý che giấu tế đàn, lập tức rời khỏi, lại về thẳng đến Cửu Thiên Thần Giáo. Sau khi thuyết phục thành công Trấn Nam yêu quốc, Khổng Tước yêu tộc, Kiếm Hùng Hoàng Triều của Bắc Bộ, Băng Lam Hợp Trung Quốc của Tây Bắc Bộ, Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều của Đông Bộ, đều lần lượt bị thuyết phục, sau khi khẩn cấp tập kết toàn bộ cao tầng thì liền lao tới Thiên Trụ Sơn. Phù Tang Thần Cung của Bắc Bộ tiếp tục bị cô lập, thậm chí Chí Tôn Hoàng Đạo còn điều động cường giả không gian bí mật giám sát Đông Bộ. Ngày 22 tháng 8, Tân Thánh Hoàng của Thái Cổ Thần Miếu, Hạo Ngọc Thành đang đồng hành cùng Thánh Linh không gian, dùng tốc độ nhanh nhất đến Tây Nam Bộ. Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, nhận được tin tức cũng liên tiếp khởi hành, do Lão Tổ Thánh Hoàng tự mình dẫn đầu, liên thủ lao tới Trung Vực. Chỉ là ba bên Hoàng Đạo đều mang theo mật lệnh đặc thù của đế tộc. Mật lệnh an bài để bọn hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí là kháng cự. Mà sau khi ba bên gặp nhau đều trầm mặc, cũng biểu hiện ra bọn hắn đều không thật sự có chủ ý quyết định, rốt cuộc phải chăng là nên chấp hành. Dù sao, nói cho cùng bọn hắn cũng đều là con dân Thương Huyền. Nếu quả như thật muốn dẫn dắt đế tộc xâm lấn Thương Huyền, bọn hắn cũng không biết phải đối mặt với dân chúng trong lãnh địa của mình như thế nào, phải đối mặt với các tiên tổ như thế nào. Mặc dù bọn hắn nguyện ý thỏa hiệp tại các vấn đề khác, lại phân rõ trái phải rõ ràng. Nhưng, chuyện đã bị buộc đến phân thượng này, bọn hắn thật sự rất mê mang. Cửu Lê Ma Tộc cùng Thiên Cực Giới đột nhiên xuất động, lập tức kinh đến trưởng lão không võ của Cửu Thiên Thần Giáo ẩn núp trong hư không giám sát bí mật bọn hắn, sau đó càng nhanh chóng lao tới Cửu Thiên Thần Giáo hơn. Ngày đầu tiên của tháng 9, Lão Tổ Thánh Hoàng thứ hai của Xích Thiên, Chu Nguyên Bá đã đến Cửu Thiên Hoàng Thành. Các ngươi muốn làm gì? Trong lòng Đông Hoàng càn chấn động mãnh liệt, nhưng thể hiện chỉ là có chút lạnh. Vây bắt Xí Thiên Giới. Chu Nguyên Bá nhìn các cường giả thần giáo đứng xung quanh trong cung điện, không biết có phải là ảo giác hay không, phản ứng của đám người này tựa như có chút cổ quái. Xí Thiên Giới đã va vào tế đàn không gian, bất kỳ dị động gì cũng đều có thể dẫn phát dung chuyển hủy diệt, mặc dù thần giáo chúng ta đang khẩn cấp chữa trị tế đàn, nhưng tuyệt đối không gánh được trùng kích như thế. Đông Hoàng Hoa Thanh ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở đám người giữ vững ổn định. Chúng ta đã không cần tế đàn không gian, chỉ cần bắt sống Khương Phàm, khống chế thông thiên tháp, liền có thể tái tạo đường lên trời. Các ngươi muốn thông thiên tháp, hẳn là phải bắt được Khương Phàm trước, sau đó lại vây bắt Xí Thiên Giới. Trực tiếp tập kích Xí Thiên Giới như thế này, không chỉ có sớm hủy đi con đường, còn sẽ chọc giận Khương Phàm. Khương Phàm đang ở Xí Thiên Giới. Khương Phàm sẽ không ở nơi đó. Không, Khương Phàm khẳng định sẽ ở đó. Làm thế nào các ngươi biết? Khương Phàm chính là lợi dụng tâm lý như thế này của chúng ta, cho nên hắn sẽ thoải mái ở trong Xí Thiên Giới bế quan tu luyện, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thuận tiện đùa bỡn những nữ tử kia của hắn. Cho nên, đây là các ngươi phỏng đoán. Chúng ta có 8 phần nắm chắc, khẳng định Khương Phàm là ở chỗ này. Nếu như Khương Phàm không ở đó, chỉ cần hủy Xí Thiên Giới, bắt sống tất cả người ở bên trong, tự nhiên có thể ép Khương Phàm tự chui đầu vào lưới,
Đông Hoàng Hoa Thanh trao đổi ánh mắt với đám người, tất cả đều nhìn về giáo tôn Đông Hoàng Càn. Gần đây bọn hắn cũng đang thảo luận Xích Thiên Thần Triều muốn khai thác loại hành động nào để đối kháng cùng Xí Thiên Giới, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là trực tiếp hủy diệt. Đông Hoàng Càn bề ngoài thô cuồng, vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng như lôi đình. Các ngươi muốn xuất động bao nhiêu người? Ba vị thần tôn giáng lâm toàn bộ, tất cả thá hoàng cũng đều đi theo. Hoàng thành tại Thiên Khải chỉ để lại một vị thánh vương, ba vị thánh linh chấn thủ, các niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên còn lại, toàn bộ giáng lâm Thương Huyền Đại Lục. Thời gian cụ thể, sau 5 ngày. Chiến tranh sẽ chính thức khai hỏa ở cùng ngày, cũng chính là ngày mùng 6 tháng 9. Cân nhắc đến khả năng vây bắt Xí Thiên Giới xuất hiện các loại tình huống đặc biệt, chúng ta muốn mời ngươi mang theo tất cả võ giả không gian niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tham dự tác chiến. 5 ngày, gấp gáp như thế. Gấp gáp sao, phía dưới đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi đến bây giờ mới cho chúng ta biết. Chúng ta là dựa theo vị trí phân tán mà tiến hành thông báo, bảo đảm muốn tại ngày mùng 3 tháng 9 đều đến được toàn bộ, không có người nào đến sớm quá nhiều, cũng không có ai có thể trì hoãn quá lâu, sau đó tiến hành điều chỉnh cùng an bài trong 2 ngày, ngày mùng 6 tháng 9 theo người của Xích Thiên Thần Tôn giáng lâm, chính thức khởi xướng vây bắt. Mục đích chúng ta làm như vậy, đương nhiên là bảo đảm hành động đầy đủ bí ẩn, không có người nào có thể sớm để lộ bí mật. Các ngươi thì sao, thời gian chuẩn bị trong 2 ngày, trên đường một ngày đến Xích Thiên Hoàng Thành tiếp nhận an bài, một ngày đến di tích Thiên Môn, thời gian rất dư giả. Ai là người chủ đạo? Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, chủ động tiếp nhận giám sát lẫn nhau. Cửu Thiên Thần Giáo không thuộc về Chí Tôn Hoàng Đạo rồi. Thời điểm trước đó tìm chúng ta tu sửa con đường cũng không phải nói như vậy. Chúng ta chỉ thừa nhận thân phận Chí Tôn Hoàng Đạo của các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giúp đỡ tu sửa tế đàn không gian. Nhưng bây giờ chúng ta không cần tế đàn không gian, các ngươi còn muốn địa vị, liền cần phối hợp chúng ta vây bắt Xí Thiên Giới. Thể hiện lạnh lẽo cứng rắn trên mặt Đông Hoàng Càn hiện ra mấy phần dữ tợn. Thừa nhận thân phận Chí Tôn Hoàng Đạo liền phải tôn trọng cùng tán thành, biểu hiện bây giờ của các ngươi trong mắt của ta là không hề tôn trọng. Chu Nguyên Bá nói. Ngươi là Thánh Hoàng, lại còn là giáo tôn của Cửu Thiên Thần Giáo, ngươi hẳn là hiểu, tôn trọng cùng tán thành không phải do người khác bố thí, mà là chính mình tranh thủ. Nếu các ngươi đã toàn bộ điều động, không thiếu Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta liền ở lại nơi này, xin đợi hồi âm. Đông Hoàng Càn vừa nói ra lời này, khuôn mặt của bọn người Lan Độ, Lan Quỳ, Đông Hoàng Hoa Thanh có chút động. Làm sao lại từ chối rồi? Không phải là nên giả vờ phối hợp, sau đó tùy thời hành động sao? Chu Nguyên Bá cảnh cáo nói. Đây là liên hợp hành động của tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền, chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Giáo thật không muốn đếm xỉa đến? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Giáo không thuộc về các hoàng đạo Thương Huyền rồi? Mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, nhưng Cửu Thiên Thần Giáo vẫn là hoàng đạo Thương Huyền, càng là Chí Tôn Hoàng Đạo. Có một số việc, các ngươi không thể xem chúng ta là người bên ngoài, có một số việc, các ngươi càng là nên toàn lực ứng phó. Ta thay các ngươi trấn thủ Hoàng Thành Thiên Khải. Thiên Khải Hoàng Thành không cần trấn thủ, chúng ta lưu lại Thánh Vương cùng Thần Cốt, cũng chỉ là ứng phó cực tình huống đặc biệt mà thôi. Nếu như chiến tranh nổi lên ngoài ý muốn, các ngươi không thể kịp thời khống chế Khương Phàm, liên hệ giữa hạ giới cùng Thiên Khải sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó Hoàng Đạo Thiên Khải khẳng định sẽ dục dịch. Ba Thánh Vương tuyệt đối ép không được. Đông Hoàng Càn đe dọa nhìn Chu Nguyên Bá, chờ đợi đáp án của hắn. Xích Thiên Thần Tôn hẳn phải biết, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, nếu như Khương Phàm đào thoát, đừng nói tầm 5-3 tháng, 5-3 năm đều có thể bắt không được, đến lúc đó Thiên Khải chiến trường chấn động, Hoàng Thành Thương Huyền nhất định lọt vào xâm lấn. Trừ phi là bọn hắn trực tiếp từ bỏ nơi này. Nhưng, mỗi tòa Hoàng Thành đều là cơ nghiệp mà Chí Tôn Hoàng Đạo đời đời kiếp kiếp liều chết bảo vệ, bên trong cung điện, các loại pháp trận, đều thẩm thấu tâm huyết của liệt tổ liệt tông, tất cả hoàng thành khống chế lãnh địa các nơi càng là bảo địa với tài nguyên phong phú, liên quan đến trưởng thành phát triển hậu thế của bọn hắn. Đó cũng không phải một tòa thành mà thôi. Chúng ta chắc chắn 90%, Hoàng Đạo Thiên Khải sẽ không thừa dịp loạn tiến công. Để lại ba vị thánh vương, chỉ là vì đền bù một phần ngoài ý muốn này. Là đế tộc đồng ý với các ngươi rồi. Tha thứ ta nói thẳng. Hoàng Đạo Thiên Khải ngấp nghé lãnh địa Hoàng Thành Thương Huyền đã rất lâu, đến lúc đó chỉ dựa vào thái độ của đế tộc,
thật đúng là ép không được. Chỉ cần đế tộc công khai cam đoan, lại liên hợp ra tiếng liền có thể đè ép được. Có phải các ngươi đã làm giao dịch gì cùng đế tộc rồi hay không? Ánh mắt Đông Hoàng Càn dần dần lăng lệ. Nếu như cắt đứt liên hệ, không chỉ có hoàng đạo dục dịch, ngay cả đế tộc đều sẽ thừa dịp loạn tập kích, dù sao các lãnh địa ở Thiên Khải mà chí tôn hoàng đạo Thương Huyền khống chế đều là bảo địa ở trung bộ chiến trường Thiên Khải, bất luận là vị trí, tài nguyên, hay là ý nghĩa, đều cực kỳ đặc thù. Chuyện này không cần các ngươi phí tâm, nếu như ngươi có thể đồng ý chinh chiến ở hạ giới, phối hợp với Đông Hoàng tọa trấn áp ma vật chiến tranh là địa ma thụ kia, các võ giả không gian khác có thể phối hợp cùng tất cả thánh hoàng, trấn áp tất cả phượng hoàng của xí thiên giới. Sau đó, Xích Thiên Thần Triều cùng Đại Quang Mang Thần Điệt, hứa hẹn trợ giúp các ngươi bồi dưỡng thánh hoàng hoàn toàn mới, còn có thi hài của địa ma thụ, cũng giao phó cho các ngươi. Kể từ đó, Cửu Thiên Thần Giáo có được 3 vị thánh hoàng, còn có Di Cốt Thần Tôn, sau này không còn ai lại dám coi thường các ngươi. Bất luận Thiên Khải hay là Thương Huyền đều sẽ cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Chu Nguyên Bá trực tiếp nói rõ ngọn ngành, chắn miệng Đông Hoàng Càn. Lần hành động này là tam đại chí tôn hoàng đạo bọn hắn chủ đạo, tất cả những thế lực đều là phối hợp, đây cũng không chỉ là bảo đảm tính bí ẩn của hành động, càng là tuyên cáo địa vị của bọn hắn. Đông Hoàng Càn trầm mặc không nói, khi thì nhíu mày, khi thì nắm chặt nắm đấm, giống như đang nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng hắn tự định giá không phải là đề nghị của Chu Nguyên Bá, mà là chàng nguy cơ đột nhiên xuất hiện này, hắn phải làm thế nào để ứng phó đây? Chu Nguyên Bá không cho Đông Hoàng Càn thời gian tự định giá, hắn nói thẳng. Nếu như các ngươi đồng ý, Chu Nguyên Bá ta sẽ hành trình làm bạn toàn bộ, thời khắc tất yếu sẽ còn ra tay hiệp trợ. Không nên hiểu lầm, ở giữa tất cả hoàng đạo, bao gồm cả hoàng tộc, đều có giám sát lẫn nhau, bảo đảm hành động tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Đông Hoàng Càn hơi chút trầm tư. Thần Tôn còn đang ở Thiên Khải. Chu Nguyên Bá trả lời. Thần Tôn còn ở nơi này. Ta, Thánh Hoàng Chu Ngạo Hoàng, thậm chí các vị Thánh Vương, toàn bộ đều ở đây. Vì sao bọn hắn còn không có trở về? Đông Hoàng Càn cần xác định bọn hắn thật vẫn còn ở đó. Nếu như không ở đó, hắn không để ý mà thừa cơ quét ngang Thiên Khải, nếu như vẫn còn, cũng chỉ có thể đi hiểm. Hoàng đạo Thiên Khải đang dục dịch, đế tộc còn không có công nhiên ra tiếng, chúng ta còn cần lưu thủ trấn nhiếp. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, rất có thể xí thiên giới đang bí mật giám sát con đường không gian, nếu như thần tôn đột nhiên xuất lĩnh thánh hoàng thánh vương giáng lâm, thần uy cường thịnh chắc chắn sẽ khiến xí thiên giới cảnh giác. Cho nên thần tôn chỉ có thể giáng lâm vào cùng ngày bộc phát chiến tranh với các ngươi. Nếu như ta rời khỏi, các ngươi có thể bảo đảm Cửu Thiên Hoàng thành chúng ta an toàn. 100% cam đoan, ta vừa mới nói qua, kỳ thật chúng ta đều không nhất định phải để Thánh Vương lưu thủ, nhưng Thiên Khải lại mây gió rung chuyển, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, để phòng chuyện chẳng may. Nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi ứng phó cho chính mình còn khó, còn có thể chiếu cố chúng ta. Ta nói, đây là chuyện gần như không thể nào xảy ra được. Là cơ hồ, không phải tuyệt đối. Nếu không phải vậy... Vậy thì tại sao các ngươi lại để Thánh Vương lưu thủ? Ta không tin tưởng các ngươi. Với cái thái độ này của các ngươi, ta thật sự rất không tin tưởng các ngươi. Ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, Cửu Thiên Hoàng thành ta chuyển đến Xích Thiên Hoàng thành các ngươi nơi đó, các ngươi thay chúng ta nhìn, nếu thật sự xảy ra bất trắc, thay chúng ta bảo vệ tốt. Nhưng người phía trên này của chúng ta, phải rút về toàn bộ. Không đợi Chu Nguyên Bá mở miệng. Đông Hoàng Càn đột nhiên cất tiếng lớn lên. Nhưng, nếu như sau khi chúng ta trở về, phát hiện có ai đụng phải pháp trận của chúng ta, lật đồ ở bên trong ra, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Xích Thiên Thần Triều các ngươi. Chu Nguyên Bá vừa muốn lo lắng, kết quả bị một tiếng hét kia của Đông Hoàng Càn kích thích cho. Chúng ta là thần triều truyền thừa vài vạn năm, chúng ta không thể nào làm chuyện vô lễ như vậy. Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ chuẩn bị, nhưng, ngươi có thể giám sát chúng ta, nhưng không được quá phận. Nếu như trong lúc chiến tranh ở hạ giới, chúng ta phát hiện bất cứ vấn đề nào, thì sẽ lập tức rút lui. Ngươi cứ việc yên tâm, sau khi trải qua trận này, hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền khẳng định đều tổn hao nguyên khí rất, chúng ta cần Cửu Thiên Thần Giáo trấn nhiếp ngoại vực cùng Thiên Khải. Không chỉ có sẽ giữ vững địa vị của các ngươi, sẽ còn toàn lực trợ giúp các ngươi đến đỡ thánh hoàng mới. Cũng hy vọng các ngươi có thể biết đội ơn, đến lúc đó tăng cường hợp tác cùng chúng ta.
không cần ngươi nói nhảm, ta sống hơn ngàn năm, còn không biết nên làm như thế nào. Khi nào các ngươi thông báo Đông Hoàng Toại? Hôm nay liền thông báo, chúng ta cần tất cả không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên của cửu thiên thần giáo đều điều đến Thiên Trụ Sơn. Chu Nguyên Bá rất rõ ràng tầm quan trọng của không võ, bọn hắn không chỉ có thể phong tỏa hư không, phòng ngừa bọn người Khương Phàm thừa dịp loạn chạy trốn, đúng là phụ trợ tuyệt hảo, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên liền có thể phối hợp với cửu trọng thiên khác chiến đấu, cao giai niết bàn còn có thể phối hợp với bán thánh, thậm chí là thánh linh. Được. Đông Hoàng Càn đi ra khỏi đại điện, ngưng âm thành tuyến, xuyên qua không gian ba động, rõ ràng truyền đến trong lỗ tai Lan Độ và tất cả mọi người. Khẳng định là Xích Thiên Thần Triều và bọn hắn đã làm giao dịch đặc thù cùng đế tộc. Chuyện phát triển vượt qua mong muốn của chúng ta, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể thuận thế mà làm. Các vị, chuẩn bị phó chiến, nói lời tạm biệt với nhau đi, nếu như hành động không thuận, chỉ sợ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Trái tim bọn người Lan Độ cũng hơi rút lại. Tại thời điểm kết minh bọn hắn đã biết sẽ có ngày bại lộ, nhưng thật không nghĩ tới sẽ là bây giờ, còn vội vàng như vậy. Bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Khẳng định Xí Thiên Giới càng không chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, thế sự không thể luôn như bọn hắn mong muốn. Giáo Tôn nói không sai, việc đã đến nước này, chỉ có thể thuận thế mà làm. Đội hình ba vị thần linh, số lượng lớn Thánh Hoàng Thánh Vương tụ tập, đây chính là tử cục. Chuyện bọn hắn có thể làm chỉ có thể là phát huy ưu thế tập kích, dùng hết khả năng xé mở vòng vây, đưa bọn người Khương Phàm rời khỏi. Sau trận chiến này, trong bọn họ sẽ có mấy phần còn sống. Xí Thiên Giới lại có thể may mắn thoát khỏi được bao nhiêu. Đông Hoàng Hoa Thanh run rẩy trong lòng, Khương Phàm ơi Khương Phàm, ngươi phải làm tốt chuẩn bị khai chiến cùng Thương Huyền, nhưng ngươi hẳn là không ngờ tới. Lại có thể đột nhiên như vậy. Thiên Hậu giận đụng Thiên Trụ Sơn, mặc dù giữ lại chỗ yếu hại của Chí Tôn Hoàng Đạo, nhưng cũng là triệt để chọc giận bọn hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi. Bên trên Thiên Trụ Sơn lúc này, Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện, Tần Thiên Hồng đang tự mình để lộ tin tức hành động cùng Đông Hoàng Toại đang bận rộn, thỉnh cầu bọn hắn về thần giáo, triệu tập tất cả võ giả không gian niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thời gian cụ thể, Đông Hoàng Toại cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn, lạnh lùng hỏi. Sau 5 ngày, ngày mùng 6 tháng 9 chính thức khai chiến, giải quyết triệt để Xí Thiên Giới. Các ngươi thật sự xác định Khương Phàm đang ở bên trong. Chúng ta là đoán, nhưng coi như đoán không nhiều, cũng có nắm chắc sẽ hấp dẫn mang theo Khương Phàm. Nếu ba bên Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi đã chủ đạo trận hành động này, cửu thiên thần giáo chúng ta làm người ngoài, kế hoạch cụ thể, xem ra cũng là không cần nói với ta. Các ngươi chỉ cần phối hợp thật tốt, sau đó cam đoan bồi dưỡng cho các ngươi vị Thánh Hoàng thứ ba. Lúc Tần Thiên Hồng nói lời này, tim đều đang nhảy đùng đùng. Mặc dù ban sơ là hắn đề nghị trợ giúp cửu thiên thần giáo bồi dưỡng Thánh Hoàng, nhưng sau khi thật sự giao tài nguyên chân tàng cho thần giáo, cuối cùng cũng bồi dưỡng Đông Hoàng Toại thành Thánh Hoàng, trong lòng vẫn rất ảo não uất ức. Phải biết, Chu Thiên Thần Điện bọn hắn chỉ có hai vị Thánh Hoàng, đều không có cam lòng dùng những tài nguyên chân tàng kia bồi dưỡng người mới. Cửu Thiên Hoàng thành nơi đó, các ngươi hẳn là nên phái người đi thông báo. Ta đây về thần giáo. Triệu tập toàn bộ tất cả không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tới đây, thuận tiện mời ra vũ khí không gian chân tàng. Đúng rồi, lúc nào bọn hắn xuống tới? Ngày mùng 6 tháng 9 cùng ngày, bọn hắn giáng lâm chính là tín hiệu chiến tranh. Xác định là ngày mùng 6 tháng 9. Đương nhiên xác định, hết thảy đều là trong kế hoạch, nếu như thuận lợi, cùng ngày liền có thể bắt lấy Khương Phàm, tiếp quản thông thiên tháp tái tạo trụ trời. Nếu như không thuận lợi, trong vòng 3 tháng chúng ta cũng có thể kích thích Khương Phàm đến Xích Thiên Hoàng thành chịu chết, sau đó tiếp quản thông thiên tháp, mau chóng quay về Thiên Khải chiến trường. Tần Thiên Hồng giới thiệu rất nghiêm túc. Cuối cùng bọn hắn vẫn không yên lòng về đế tộc, cho nên bọn người Xích Thiên thần tôn nhất định phải đột nhiên rời khỏi, sau đó trở về trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục tọa trấn. Ta đã hiểu. Đông Hoàng Toại chào hỏi tất cả võ giả không gian tụ tập lại, đi thẳng đến thần giáo. Coi như rõ lý lẽ. Tần Thiên Hồng nhìn bóng lưng Đông Hoàng Toại rời khỏi, hài lòng gật đầu. Vốn cho rằng Đông Hoàng Toại sẽ tức giận gian dậy bọn hắn không có tôn trọng cửu thiên thần giáo, không nghĩ tới hắn lại rất phối hợp. Nếu cửu thiên thần giáo có thể toàn lực phối hợp, lại có võ giả không gian phụ trợ tất cả hoàng tộc hoàng đạo,
hẳn là có thể ứng phó ở Thiên Trụ Sơn sụp đổ cùng Xí Thiên Giới hủy diệt nhấc lên chiều dâng không gian, càng có thể bảo đảm hành động vây bắt thuận lợi hơn, thoải mái hơn. Tần Thiên Hồng ngước nhìn Xí Thiên Giới treo ở không trung, ánh mắt dần dần lăng lệ, Khương Phàm ơi Khương Phàm, nhìn xem ngươi còn chạy trốn được đến nơi đâu. Chúng ta đánh cược tôn nghiêm cùng ranh giới cuối mà điên cuồng, nhất định có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Xí Thiên Giới. Sau khi Đan Hoàng trở về, hắn chỉ dùng 3 tháng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể mới. Thông linh quả triệt để hóa thành linh hồn hoàn toàn mới, huyết hà cốt xuyên biến thành thân thể phù hợp hoàn mỹ. Linh văn ổn định tại Thánh Hoàng Thiên Phẩm, cảnh giới thẳng tới đỉnh Thánh Vương. Quan trọng nhất chính là, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lại nhận chủ một lần nữa, thông qua Tử Vi Thần Viêm của hắn và Thiên Hoàng Yêu Hỏa của Kiều Vô Hối, phòng ấn đỉnh lô đã mở ra đến tầng thứ 6, đã có được uy lực kiếp trước. Sau đó, thông qua 30 ngày giảng giải đan thuật, thuật luyện đan đề giao bên trong Xí Thiên Giới dần dần tiến hành chỉ điểm hoàn thiện. Để các luyện đan sư cao ngạo tâm phục khẩu phục, cũng đều thu hoạch được không ít. Hắn tự mình luyện chế viên đầu tiên đan dược, chính là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, luyện chế cho Cửu Thiên Thần Tôn. Sau đó, Đan Hoàng còn tự mình khảo hạch sàng lọc, chọn lựa, khâm định 7 người trở thành đan đồng của hắn. Theo thứ tự là giới chủ, Thường Lăng, cùng truyền nhân thiên tài của ngũ đại gia. Địa vị của 7 người trong Xí Thiên Giới đã nhanh chóng tăng lên tới vị trí cực cao. Đan đồng của Đan Hoàng, tương lai hẳn là đệ tử thân truyền, danh chấn thiên hạ. Cho dù không thể trở thành đệ tử, cũng nhất định có thể trưởng thành đến cấp bậc đan thánh, lại bằng vào bối cảnh của Đan Hoàng, sẽ không có người dám mạo phạm. Những người khác thì tiếp tục bế quan thêm 6 tháng, cũng liên tiếp truyền đến tin vui. Đầu tiên là địa ma thụ chân chính bước lên thánh hoàng cảnh, không cần lại hấp thu năng lượng toàn thân để cưỡng ép thôi thăng. Ý vị này có nghĩa là sức chiến đấu của địa ma thụ đã cường đại đến mức chưa từng có, không chỉ có quần chiến vô địch, đánh đâu thắng đó, nếu như gặp phải tình huống cực đoan, nó còn có thể cướp đoạt năng lượng toàn thân, tăng vọt thực lực. Sau đó chính là Kiều Vô Hối. Thao thiết huyết hồn đan không hổ là bảo vật có thể cưỡng ép thúc thăng huyết mạch thánh hoàng, chỉ dùng 2 tháng, huyết mạch thiên hoàng của Kiều Vô Hối đã triệt để thôi phát đi ra, sau khi dùng thêm trái tim thánh hoàng thao thiết, linh văn và cảnh giới đã song song đột phá, bước lên cảnh giới thánh hoàng. Chuyện này khiến Chi Kiều Hinh kích động đến rơi lệ, dù sao ban đầu là do nàng cưỡng ép phong ấn huyết mạch cùng linh văn của Kiều Vô Hối, áp chế dòng dã ngàn năm. Mặc dù tình huống lúc ấy đặc thù, là vì bảo vệ tính mệnh của hắn, nhưng bây giờ theo tình huống thay đổi, nếu như Kiều Vô Hối thật sự dừng bước tại Thánh Vương, lòng nàng khó mà có thể bình an. Rốt cuộc, Kiều Vô Hối cũng đã làm được. Trước tất cả Phượng Hoàng, bước lên Thánh Hoàng cảnh, cũng không chịu nổi huyết mạch thiên hoàng, danh hào thân tử của Khương Phàm. Kiều Vô Hối đột phá khiến cho Xí Thiên Giới rất phấn chấn, cảnh giới Thánh Hoàng, lại phối hợp với thiên mệnh chiến giới áp chế, chỉ sợ có thể độc chiến 2 vị Thánh Hoàng. Thậm chí có thể ngạnh kháng thần linh bạo kích. Ngay sau đó chính là Khương Quỳ. Nương theo đế cốt kích phát, cùng huyết mạch minh hoàng phù hợp hoàn mỹ, lão cốt hiên lặng hơn 100 năm trong đọa lạc thiên quốc rốt cuộc cũng đã thực hiện cuối cùng nghịch biến. Sau khi Kiều Vô Hối bước lên thánh hoàng hơn 20 ngày, hắn cũng bằng vào huyết hồn đan và trái tim thánh hoàng thao thiết chính thức đột phá, bước lên cảnh giới thánh hoàng. Sau khi bọn hắn đột phá, lập tức nhận lệnh Khương Phàm tiến về luân hồi bí cảnh. Được 2 vị luân hồi huyết sư dẫn đầu, xông vào U Minh, tiếp ứng bọn người Bạch Tai. Cuối cùng là Ngô Thái Bình. Hắn đột phá đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Ngay cả Khương Phàm đều coi là Ngô Thái Bình đều phải duy trì tại Thánh Vương đỉnh phong mấy năm, thậm chí có thể là chừng 10 năm, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thể nghịch thế đột phá, bước vào cảnh giới Thánh Hoàng để cho người ta phấn chấn. Đây không chỉ là nhận viên huyết hồn đan cảnh giới Thánh Vương kia kích phát huyết mạch, càng là nhờ vào trọng khí duy nhất mà hỗn độn chiến tộc truyền thừa xuống từ hoang cổ đến nay, hỗn độn trọng trùy. Trước khi Dạ An Nhiên rời khỏi, nàng đã tự mình thỉnh nguyện hỗn độn cự long, hỗ trợ tỉnh lại năng lượng của hỗn độn trọng trùy. Sau khi hỗn độn cự long đồng ý, nó đã dùng dòng dã thời gian 100 ngày, dùng hỗn độn nguyên lực tẩm bổ hỗn độn trọng trùy, cuối cùng đã giao phó cho Ngô Thái Bình. Ngô Thái Bình đã đội lên Thánh Vương đỉnh phong, thông qua huyết hồn đan kích phát mãnh liệt. Cùng trọng khí hoang cổ phối hợp, nhất cử đột phá hàng rào. May mắn, càng là kỳ tích. Một trận vừa mới đột phá này đã để hỗn độn chiến tộc đều muốn rơi lệ. Thánh Hoàng, hỗn độn chiến tộc đã trên vạn năm không có sinh ra Thánh Hoàng,
Trước lúc này bọn hắn thậm chí còn đứng trước quẫn cảnh ngay cả thánh vương đều khó mà bồi dưỡng được. Bốn vị thánh hoàng liên tiếp được sinh ra, để tất cả mọi người trong xí thiên giới rõ ràng nhận thức được chỗ thần kỳ của lấy chiến dưỡng chiến. Nếu như đây là phát triển trưởng thành bình thường, xí thiên giới muốn bồi dưỡng thánh hoàng là khó khăn đến cỡ nào, chớ nói chi là bốn vị. Nhưng bằng vào tài nguyên rộng lượng, bọn hắn đã liên tiếp tạo nên kỳ tích. Chỉ là Khương Qua đạt được huyết hồn đan thánh vương cảnh, không thể tiến thêm một bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao hắn cũng chỉ là dung hợp đế huyết, mà không phải là đế cốt hoàn chỉnh giống như Khương Quỳ, huống chi Khương Quỳ còn có thể chất đặc thù, càng phù hợp với đế cốt. Ngoài ra, cảnh giới thánh vương không ngừng truyền đến tin vui, Khương Diễm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng vào huyết đan cùng số lượng lớn linh hồn trồng chất, dẫn đầu bước vào cảnh giới thánh vương, mà luyện chế ra đông đảo siêu cấp chiến hồn, cơ hồ là như bạch tai, đây là hai loại võ đạo cực đoan, cũng nhất định sẽ cực kỳ cường hãn. Đám người còn nói đùa, nếu như bạch tai phối hợp với Khương Diễm, thậm chí có thể độc chiến Tân Tấn Thánh Hoàng. Đại vương đạt được di cốt thao thiết Thánh Hoàng, nương theo huyết khí mênh mông, cùng huyết mạch huyền vũ sớm đã kích phát, thành công ổn định đến cảnh giới Thánh Vương. Sau đó là hướng vãn tình, hiệu quả của thái âm dực xác thực rất mạnh, thành công kích phát tiềm lực của thái âm đồ đằng, nhưng bởi vì nàng là phân thân thứ 9 của hướng vãn đồng, trưởng thành cực kỳ khó khăn. Cho nên Khương Phàm đã đưa cho nàng trái tim bị phế bỏ của kia Hạo Huyền Minh, mặc dù đã bị liệp thần thương xuyên qua, nhưng là sinh mệnh nguyên từ thân thể âm dương thân, vẫn có được ảo diệu cùng năng lượng cực kỳ đặc biệt. Cuối cùng hướng vãn tình đã bước lên cảnh giới Thánh Vương. Đáng nhắc tới chính là bộ phân thân thứ 8 của Thiên Hồ Thánh Vương, cũng đang kéo dài tài nguyên bồi dưỡng, bước lên cảnh giới Thánh Linh. Ý vị này có nghĩa là rốt cuộc Thiên Hồ Thánh Vương cũng đã hoàn thành được cửu thánh chi thể trong truyền thuyết. Chỉ là, nàng không thể sáng tạo kỳ tích, thức tỉnh đuôi thứ 10. Tuy nhiên có thể hoàn thành cửu thánh chi thể, hiếm thấy trong lịch sử hướng ra, nàng đã rất thỏa mãn. Ngoài ý muốn nhất chính là Triệu Thời Việt, hắn lại không thể tưởng tượng nổi, đã thức tỉnh Linh Văn Thánh Vương, còn bằng vào tài nguyên, bước vào cảnh giới Thánh Vương. Mặc dù tiềm lực của hắn rất đủ, nhưng sát ý của sát lục huyết hoàng quá thịnh, bất luận là thức tỉnh hay là đột phá, đều là mang theo nguy hiểm. Mà Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên đều là sát lục huyết hoàng, nếu như đơn độc bồi dưỡng một người, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm khác, nhưng tài nguyên bồi dưỡng hai người lại không đủ. Cho nên Khương Phàm cũng không có trọng điểm bồi dưỡng hắn, mà là hứa hẹn muốn sau khi thu hoạch được thần cốt mới, lại đồng thời bồi dưỡng hai người bọn họ. Nhưng, Triệu Thời Việt lại tự mình đột phá. Khương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là mừng thay cho hắn. Dù sao cũng là Thánh Vương, chủ trương sát phạt huyết hoàng. Vui mừng nhất thuộc về tân chủ Đại La Sơn, Kim Hống. Vị ban sơ kia đã chiến tử tại luân hồi bí cảnh. Trải qua các loại tài nguyên liên tục trồng chất, nhất là tắm rửa khí tức hỗn độn tại xí thiên giới đến mấy năm, vị Đại La tân chủ nhận thiên hậu trọng điểm chiếu cố này rốt cuộc cũng bằng vào hai viên thánh cảnh huyết hồn đan kích phát tổ mạch, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Mặc dù đến chậm mấy năm, nhưng chung quy vẫn đã đột phá, cũng trợ tăng địa vị của Đại La Sơn. Đến tận đây, Thánh Vương trong xí thiên giới đã đạt tới 13 vị: Khương Phàm, Đan Hoàng, Khương Qua, Hồng Hoang Thiên Long, Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai, Khương Diễm, Huyền Quy, Thái Dương Kim Ô, Thái Âm Thiên Hồ, Ngô Chính Nguyên, Triệu Thời Việt, Kim Hống. Bốn vị Thánh Hoàng, 13 vị Thánh Vương, đội hình như vậy, còn có phòng ngự đặc biệt của xí thiên giới. Cùng số lượng luyện đan sư đông đảo, bọn hắn tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh chí tôn hoàng đạo. Về phần Tân Tấn Thánh Linh, cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, muốn tiến tới cảnh giới Thánh Linh, cũng phải cần thức tỉnh hoặc sâu huyết mạch là thăng hoa linh văn, mà đó lại là thuộc về nghịch thiên cải mệnh. Ví dụ như, thiên lôi điểu phải vào lôi bằng, kim kiêu phải vào cửu vĩ kim kiêu. Huống chi người trong xí thiên giới nên kích phát đều đã kích phát. Chậm chạp đến bây giờ không có kích phát ra tới, thuộc về vấn đề tư chất, xác thực lại rất khó kích phát. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn là, lần này, tài nguyên quan trọng phổ biến đều nghiêng đến cao tầng, là muốn bồi dưỡng chiến lực đỉnh phong. Cho nên đưa mắt nhìn khắp xí thiên giới, Thánh Linh Tân Tấn chỉ có Thiên Hậu, Cự Côn, Đông Hoàng Như Ảnh, Ngô Chính Nguyên thúc phụ Ngô Thiên Kỳ. Cự Côn đột phá rất thuận lợi, bởi vì bên trong Thương Hải đồ trọn vẹn 5 khối di cốt côn bằng.
nhưng cự côn thăng hoa rất khó khăn trắc trở. Dù sao Côn Bằng cũng là yêu thú bá chủ hải vực bên trong 12 yêu tổ, đã từng là cường giả khiêu khích huyền vũ, huyết mạch càng cường hãn như vậy, càng khó mà thức tỉnh. Cho nên năm khối di cốt Côn Bằng mặc dù thành công kích phát tiềm lực huyết mạch của cự côn, để nó bước vào thánh linh cảnh, nhưng không có thật sự hóa thân thành Côn Bằng, sau đó lại ký kết khế ước cùng thiên hậu, kích phát chiều sâu, cho đến khi thiên hậu đột phá đến thánh linh cảnh, uy lực và năng lượng của ngự thiên linh văn đã tăng hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng để cho huyết mạch cự côn được thăng hoa cực hạn, biến thành Côn Bằng. Tương đương năm khối di cốt Côn Bằng, khế ước kích phát, ngự thiên thăng hoa kích phát 2 độ, dòng giã tam trọng cơ duyên mới tạo nên huyết mạch Côn Bằng đã biến mất trong thời gian vô tận. Mặc dù gian nan, nhưng cự côn thành công để Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy hy vọng. Thiên hậu thông qua khế ước với Hỏa Kỳ Lân thánh linh cảnh, cự côn thánh linh cảnh, liên tiếp hấp thu khí tức thú nguyên của hai thánh linh này, cảnh giới đã thuận lợi đột phá, chính thức bước lên thánh linh cảnh. Đột phá đến thánh linh cảnh, rốt cuộc cũng kích phát huy lực cường đại trong ngự thiên linh văn của thiên hậu, khi phản hồi cho cự côn, dẫn phát biến đổi trung cực, đồng thời cũng trở về quỹ cho Kim Hống, Đăng Xa, Kim Xí Thiên Bằng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng, Luân Hồi Huyết Sư cùng Hỏa Kỳ Lân. Bọn chúng đã kích phát tổ mạch, huyết mạch lại lần nữa thăng hoa. Kim Hống, Thiên Bằng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng, Luân Hồi Huyết Sư đều là cảnh giới bán thánh, Đăng Xa vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào Niết Bàn cảnh, đến tận đây, số lượng thánh linh cảnh đã đạt tới kinh người 20 vị. Thiên Hậu, Kiều Hinh, Khương Bá, Khương Uyên, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Côn Bằng, Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Bánh Nướng, một con Kim Hống, ba con Luân Hồi Huyết Sư, hai con Địa Long, Hướng Tư Minh, tam thánh của Xí Thiên Giới, Ngu Ngàn Kỳ. Tạm thời không tính Đông Hoàng Như Ảnh cùng Dạ An Nhiên và những người khác. Mặc dù tân tấn thánh linh cảnh rất ít, nhưng cao giai niết bàn cảnh cùng cảnh giới bán thánh lại càng ngày càng nhiều. Ví dụ như Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Lý Dần, Khương Bân mà Khương Phàm mong đợi nhất sốt cuộc cũng bước lên vấn đề bán thánh, tiềm lực chiến tranh đã bắt đầu kích phát. Nhất là Hàn Ngạo, lại có khuynh hướng bước lên thánh linh. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không có lực lượng khiêu chiến chí tôn hoàng đạo, nhưng Xích Thiên Thần Hoàng tỏa trấn thiên khải, lão tổ thánh hoàng giống như đều đã đi nơi nào đó, quan sát kỹ thì hẳn là đang ứng phó nguy hiểm tại thiên khải, cho nên phòng ngự của Xích Thiên Thần Triều rõ ràng đã hạ xuống tới cực điểm. Nếu như bọn hắn xuất kích toàn diện, thật khả năng trọng thương Xích Thiên Hoàng Thành. Mục đích chủ yếu hơn là, bọn hắn có thể thông qua chiến tranh nơi đó, kích thích Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn gấp rút tiếp viện. Dù chỉ là một kẻ đi qua, Xí Thiên Giới cũng có thể thừa dịp loạn tránh thoát khỏi Thiên Trụ Sơn, đi thẳng đến hư không. Mục tiêu dĩ nhiên không phải ẩn nấp, mà là Thượng Cổ Thần Đình. Thiên Hậu muốn tới nơi đó hiệp trợ cùng Dạ An Nhiên, để thần thụ thế giới vào Xí Thiên Giới ở, tăng cường uy lực của Xí Thiên Giới, đến lúc đó nhất định không sợ Quang Mang Thần Tôn trùng kích, thậm chí có thể tăng tốc hất ra, hoàn toàn biến mất. Nếu như thần thụ thế giới còn có vui mừng không nghĩ tới, nói không chừng còn có thể trọng thương Quang Mang Thần Tôn. Đây chính là kế hoạch thoát thân của bọn người Khương Phàm. Không chỉ muốn thoát thân, còn muốn đại chiến Xích Thiên Hoàng Thành, huyên náo oanh oanh liệt liệt, để chí tôn hoàng đạo lần nữa hổ thẹn. Không chỉ muốn thoát thân, càng phải cường thịnh Xí Thiên Giới, thậm chí phản kích Quang Mang Thần Tôn, triệt để trấn nhiếp các hoàng đạo thương huyền, sau đó vừa vặn thừa cơ liên hệ Khổng Tước Sơn, trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc, bức bách bọn hắn vào Xí Thiên Giới ở. Kế hoạch này vừa được công bố, cũng đã nhận được đám người Kiều Vô Hối toàn lực ủng hộ. Nhất là khi Ngưu Thái Bình được đột phá, bọn hắn đều không kịp chờ đợi vây bắt Xích Thiên Hoàng Thành. Thử nghĩ, khi bốn vị thánh hoàng, tính cả Khương Phàm, tương đương với 5 vị thánh hoàng, số lượng lớn thánh vương thánh linh đột nhiên giáng lâm, mang đến sợ hãi cho Xích Thiên Hoàng Thành, cùng rung động cho khắp thiên hạ, phải là mạnh mẽ đến trình độ nào. Nhưng, theo thời gian tới gần, Khương Phàm ngược lại bắt đầu bất an, thiên hậu càng tấp nập tìm đến Khương Phàm. Bởi vì bên ngoài quá an tĩnh, bọn hắn ở chỗ này lập mưu phản kích, theo lý mà nói chí tôn hoàng đạo hẳn là cũng đang thảo luận sách lược. Dù sao lần này Thiên Trụ Sơn huyên náo chí tôn hoàng đạo quá lúng túng, không chỉ để bọn hắn hổ thẹn trước mặt khắp thiên hạ, càng giữ lại mạng của bọn hắn ngay cửa, thậm chí để các hoàng tộc thương huyền đều thấy được nhược điểm của chí tôn hoàng đạo. Chí tôn hoàng đạo khẳng định sẽ nghĩ cách tìm mặt mũi về, cho nên Khương Phàm nhắc nhở Cửu Thiên Thần Giáo, mật thiết chú ý động thái của chí tôn hoàng đạo. Nhưng,
Chí Tôn Hoàng Đạo từ đầu đến cuối đều không có triệu tập tất cả Hoàng Đạo thảo luận, trong vòng nửa năm càng không có bố trí điều động quy mô lớn, thậm chí đều không có để ý tới Phù Tang Thần Cung. Khương Phàm bất an, Thiên Hậu bất an, Đan Hoàng cũng bất an. Chẳng lẽ Chí Tôn Hoàng Đạo thật sự không còn cách nào khác? Nếu như muốn phản kích, sớm chuẩn bị mưu đồ là chuyện nhất định phải làm, xét thấy Xí Thiên Giới rằng co cùng Thiên Trụ Sơn, Chí Tôn Hoàng Đạo khẳng định là muốn hợp tác cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Dù sao bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo đã có được hai vị Thánh Hoàng, lại còn là Thánh Hoàng không gian, tác dụng được phát huy có thể so với thần linh. Kết quả, lại không có. Cửu Thiên Thần Giáo ngoại trừ ra sức chữa trị pháp trận ra, thì từ đầu đến cuối đều không có ai đi tìm bọn hắn nói chuyện hợp tác. Chẳng lẽ đã phát hiện bí mật của Cửu Thiên Thần Giáo? Đây cũng là chuyện không thể nào, nếu không tuyệt đối sẽ không điều động vật phẩm thần cấp, trợ giúp Đông Hoàng tọa tiến đến Thánh Hoàng. Nếu như phía ngoài bình tĩnh, để Khương Phàm chỉ là bất an, Bát Hoang Tuyệt Diễm tiếp tục mạnh lên, lại làm cho Khương Phàm bắt đầu cảnh giác. Bát Hoang Tuyệt Diễm không giống phần Thiên Diệt Thế Viêm, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa, Tử Vi Thần Viêm được tiên thiên thai nghén như thế, mà là sinh ra ngoài ý muốn trong quá trình diễn biến thế giới. Tương truyền hậu kỳ Hồng Hoang, sau khi nhân tộc, ma tộc, yêu tộc và linh tộc đang phát triển đến cực hạn, sau khi thế giới bạo phát sinh ra chiến tranh với quy mô lớn nhất. Dân chúng lâm nạn, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, đế quân bại vong, thậm chí đã dẫn phát cửu u thâm không rối loạn, âm dương nghịch loạn, cánh cửa quỷ giới xuyên suốt thế giới sinh linh. Liền tại thời kỳ nhật nguyệt đồng thiên, sinh tử hỗn loạn vặn vẹo kia, Bát Hoang Tuyệt Diễm đã ra đời trong sự tuyệt vọng của dân chúng. Nó tương thông cùng tâm niệm dân chúng. Tai nạn chiến tranh càng là thịnh vượng, thực lực của nó càng là cường đại, dân chúng tức giận, tuyệt vọng càng mạnh, thực lực của nó càng khủng bố hơn. Nó không phải thần linh mà hệ thống thế giới tạo nên, mà là tử thần do chúng sinh tự mình tạo nên. Từ xưa đến nay, nó từng vô số lần biến mất, lại từng vô số lần bị tỉnh lại, cơ hồ mỗi một trận chiến tranh lưu danh lịch sử đều có bóng dáng của nó. Kiếp trước Khương Phàm dùng chiến tranh quét sạch ba đại lục mà tỉnh lại nó. Cùng việc sử dụng phần thiên chiến vực để khống chế nó, kiếp này thì theo sự xuất hiện của hắn, Thương Huyền vì đó rung chuyển, thủy triều chiến tranh bắt đầu mãnh liệt, nó lại dần dần khôi phục, bắt đầu mạnh lên. Nhưng gần đây, nhất là sau khi vào tháng 8, Bát Hoang Tuyệt Diễm đã vô cùng táo bạo, năng lượng tiếp tục tăng vọt, đều muốn vượt trên phần thiên diệt thế viêm của Khương Phàm. Mặc dù Thương Huyền chính nhấc lên ngọn sóng di dân, chiến tranh gây nên khủng hoảng, nhưng dù sao cũng còn chưa mở chiến. Chúng sinh càng không có tuyệt vọng. Chẳng lẽ là thế giới mới nơi đó đã xảy ra chuyện rồi? Nhưng trong này còn không đến mức để khắp thiên hạ khủng hoảng. Khương Phàm có một sự hoài nghi, đây cùng loại với một loại báo hiệu chiến tranh nào đó, lại còn là nguy cơ cực lớn, thậm chí là báo hiệu dẫn phát tai nạn, sớm kích thích Bát Hoang Tuyệt Diễm. Khương Phàm theo thói quen tìm tới Đan Hoàng, phân tích thảo luận tình huống của Bát Hoang Tuyệt Diễm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, xem như Thương Huyền muốn toàn diện khai chiến cùng bọn hắn, đều không đến mức còn không có phát sinh kích thích đến Bát Hoang Tuyệt Diễm. Bởi vì đây đã không thể nào đơn giản xem như là mạnh lên được, mà còn là tăng mạnh. Đan Hoàng âm thầm phỏng đoán có phải là trận nguy cơ chư thần tận thế kia hay không. Nhưng trận nguy cơ này còn không có chính thức hiển hiện, cũng không nên đột nhiên lại mãnh liệt kích thích đến Bát Hoang Tuyệt Diễm như thế. Ta tạm thời suy tính, hẳn là có trận oanh động cực độ. Sẽ còn để hàng tỷ dân chúng lâm nạn vào chiến tranh, muốn tại gần đây hoặc là tương lai trong vài năm bộc phát, đồng thời tại tháng 8 đã chính thức bắt đầu chuẩn bị và bố trí, cho nên đã kích thích Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ta không phải hiểu rất rõ đối với Bát Hoang Tuyệt Diễm, năm đó là ngươi tỉnh lại nó, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Đan Hoàng thực sự nghĩ không ra giải thích nào tốt hơn. Thời điểm ta tỉnh lại Bát Hoang Tuyệt Diễm, thuộc về đại hậu kỳ của ta. Lúc đó thiên khải náo động, nguy cơ trùng trùng, nó bị chiến tranh ảnh hưởng rất táo bạo, ta chinh chiến bốn chỗ, cũng không có tinh lực chăm chú nghiên cứu. Khương Phàm lắc đầu, thứ này không phải thông qua linh văn sinh ra, không giống với diệt thế phần thiên viêm, mà còn cực điên cuồng táo bạo, còn thường xuyên không bị khống chế, thực sự không tốt để nghiên cứu. Nhà đầu thiên hậu kia đâu, là thái độ gì? Mặc dù cửu thiên thần giáo nơi đó còn không có phát tới tin tức gì. Nhưng nếu đã dự cảm đến bất an, liền cần ra tay sớm. Ngài thì sao? Ta cũng là thái độ này.
Mặc kệ Bát Hoang Tuyệt Diễm nhắc nhở nguy cơ là gần đây hay là tương lai, Chí Tôn Hoàng Đạo an tĩnh khác thường đều cần cảnh giác. Trước khi đến, ta đã sắp xếp người thông báo bọn người Kiều Vô Hối. Để bảo đảm xí thiên giới an toàn, vẫn là nên để địa ma thụ ở lại nơi này. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Ngưu Thái Bình, ba vị vị thánh hoàng đã đầy đủ. Khương Diễm và tất cả Phượng Hoàng, còn có Bạch Tai, Đại Tặc Đại Vương cùng Tặc Điểu. Đội hình như vậy hẳn là đủ để uy hiếp được Xích Thiên Thần Triều, nếu như mưu đồ thỏa đáng, hẳn là có thể trọng thương nơi đó. Một khi bọn người Chu Thiên Thần Tôn bị chiến đấu hấp mang theo, xí thiên giới thừa cơ rời khỏi, mau chóng hội hợp cùng thần thụ thế giới. Khương Phàm rất hài lòng với mưu đồ trước đó của bọn hắn, nhưng quỷ dị ở phía ngoài cùng sự táo bạo của Bát Hoang Tuyệt Diễm, lại làm cho hắn không thể không cảnh giác. Đan Hoàng Trấn An nói, cũng không cần quá khẩn trương. Xí thiên giới rằng co cùng Thiên Trụ Sơn, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động, trừ phi Chí Tôn Hoàng Đạo nguyện ý từ bỏ Hoàng Thành Thiên Khải, cùng ngươi đánh đến sống chết, nhưng chuyện hẳn là còn chưa tới một bước kia. Khương Phàm khẽ chau mày, từ bỏ Thiên Khải Hoàng Thành. Đây cũng là một chủ ý tuyệt diệu. Nếu như phía trên hoàn toàn mặc kệ, Chí Tôn Hoàng Đạo cũng không cần phải lo lắng Thiên Trụ Sơn, trực tiếp có thể triệu tập toàn bộ năng lượng tới xét nát xí thiên giới. Nhưng Chí Tôn Hoàng Đạo có quyết đoán này sao? Không thể nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ Hoàng Thành mà mình khổ tâm xây dựng trên vạn năm qua, càng không có khả năng từ bỏ tiêu chí Thương Huyền, Thiên Trụ Sơn như thế này. Mà, nếu quả thật muốn hành động với quy mô lớn như thế, khẳng định là phải liên hệ Đông Hoàng Càn. Khương Phàm lại nghĩ lại, có thể bọn hắn đã bí mật làm giao dịch cùng đế tộc hay không? Càng không có khả năng. Việc này Khương Phàm và Thiên Hậu đã thảo luận qua từ thật lâu trước đó, ý kiến rất thống nhất. Giữa đế tộc và Chí Tôn Hoàng Đạo không tin tưởng lẫn nhau, nếu như là thời kỳ bình thường, giữa nhau có thể giữ vững ăn ý. Nhưng tình huống bây giờ lại phức tạp, tình cảnh của Chí Tôn Hoàng Đạo có nguy cơ lại xấu hổ, đế tộc khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội áp chế bọn hắn, cái gọi là giao dịch, khẳng định nương theo một ít điều kiện khuất nhục, vấn đề này có lẽ là Chí Tôn Hoàng Đạo có điểm mấu chốt. Nếu không Thương Huyền Đại Lục không thể nào kiên trì đến bây giờ. Khoan hãy đi, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Đan Hoàng gọi Khương Phàm đang muốn rời khỏi lại, đưa lên một cái hộp gấm. Lễ vật gì? Khương Phàm kỳ quái nhận lấy. Hai viên đan dược đặc biệt. Đan Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nho nhã tuấn lãng. Ngài không cần lại phí tâm vì ta đã là Thánh Vương Đỉnh Phong, có thể chiếu cố tốt cho mình. Trong lòng Khương Phàm chảy xuôi dòng nước ấm, Đan Hoàng thật sự đối đãi với hắn như hài tử. Chuyện khác, không cần ta quản, chính cảnh giới của ngươi rất cao, thực lực tổng hợp của xí thiên giới cũng đã tăng lên, Thiên Hậu còn có thể cùng ngươi chủ tính toàn cục, bọn người Kiều Vô Hối đều rất không chịu thua kém, bây giờ ta chỉ mong ngươi có thể có hài tử. Đan Hoàng thâm trường nói, gương mặt Khương Phàm có chút run rẩy, tay vừa mới cầm lấy đan dược đã cứng ngay trong hộp gấm. Đây là thuốc an thai. Lão nhân gia ông ta thật luyện ra rồi. Đan Hoàng nói. Đan dược này có thể đề cao tỷ lệ thụ thai. Trước khi bắt đầu, một người một viên, hiệu quả tốt nhất. Chừng nào thì ngươi rời khỏi. Khương Phàm lúng túng nói. Ngay, hôm nay đi. Để bọn hắn tự mình chuẩn bị, ngươi dành thời gian làm chuyện nên làm đi. À, Niệm Nhi nàng đang bề bộn, An Nhiên không ở đây, Tịch Nhan đang bế quan. Hình Nhi đang nhắc nhở chú ý hạng mục cho Vô Hối xuất chinh, Vãn Tình rất lâu đã không gặp mặt. Vậy thì thật sự là tốt rồi, Thường Lăng có rảnh đấy. Ai, sư phụ, ngài làm chút chính sự đi. Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn khoát tay rời khỏi. Làm sao còn đột nhiên nghiêm chỉnh lại, bên trong đại hoang đều sờ khắp người cô nương người ta, nếu ngươi không chịu trách nhiệm. Đó là tình huống đặc biệt trong thời kỳ đặc thù. Ngươi thật không có cảm giác. Ta, đừng giả bộ, tìm Thường Lăng nói chuyện, nhà đầu kia có tình cảm đối với ngươi, ngươi có cảm giác đối với nàng, đan dược là liều thuốc, nước chảy thành sông. Sư phụ à, bây giờ ta thật không có cái tâm tư kia. Không tâm tư cũng phải có tâm tư, không được phụ tấm lòng thành của ta, nhanh lên, thời điểm ngươi qua đây, ta đã an bài Thường Lăng đến dược đường phía sau núi, nơi đó không có người khác. Sư phụ, Khương Phàm run rẩy khóe mắt. Lúng túng đến nhếch miệng. Đừng nói nữa, mau đi đi. Đan Hoàng phất phất tay,
không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hài tử của Khương Phàm và Thường Lăng. Thật sự là bởi vì bên trong Xí Thiên Giới không có bất kỳ một luyện đan sư nào để hắn thấy vừa mắt, giới chủ mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt nữ tử này nhìn hắn giống như có chút quái dị. Đúng lúc này, đột nhiên trong núi rừng phía ngoài truyền đến tiếng reo hò phiêu miểu, cũng rất nhanh đã gây nên dây chuyền phản ứng, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Khương Phàm cùng Đan Hoàng kỳ quái nhìn về phía bên ngoài, mơ hồ nghe được vài tiếng la lên. Xong rồi, nhanh đi nhìn. Xong rồi. Cái gì được rồi? Khương Phàm cùng Đan Hoàng đi đến ngoài điện, nhìn về phía rừng rậm phương xa. Nơi đó có mê vụ nồng đậm bao phủ lấy mênh mông rừng rậm, bên trong có ánh trăng lưu chuyển, quang ảnh trùng điệp, từng cái đuôi cáo to lớn đong đưa ở bên trong, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù. Thiên Hồ Thánh Vương, hay là Vãn Tình? Khương Phàm chợt nhìn không có phát hiện vấn đề, tưởng rằng chỉ là tu luyện bình thường, nhưng khi càng ngày càng nhiều người kinh động, vọt tới đỉnh núi, phấn chấn hô to nghị luận, sắc mặt hắn đã hơi đổi, chăm chú tiếp cận đuôi cáo đong đưa trong sương mù. 1, 2, 3, 7 tương đương 8 tương đương 9, 10, 10 đuôi. Thiên Hồ Thánh Vương thức tỉnh đuôi thứ 10 rồi. Khương Phàm và Đan Hoàng đều rất là chấn kinh, trước đó, sau khi hoàn thành, cửu thánh chi thể, nàng cũng không tiếp tục xuất hiện kỳ tích, bọn hắn cho là không có hy vọng, không nghĩ tới thời gian qua đi 2 tháng, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Đi qua nhìn một chút. Khương Phàm và Đan Hoàng nhanh chóng chạy tới, bọn người Kiều Vô Hối cũng liên tiếp bay lên không, thẳng đến mảnh rừng rậm bị mê vụ bao phủ kia. Rừng rậm bị tộc nhân hướng ra cản lại, nhắc nhở đám người liên tiếp chạy đến không nên tới gần quấy rầy, ngữ khí nghiêm túc, lại đều không thể che hết cuồng hỉ tràn đầy trên mặt. Có thể nuôi dưỡng đến cửu thánh chi thể đã kỳ tích, không nghĩ tới Thiên Hồ Thánh Vương của bọn hắn lại lần nữa tạo nên kỳ tích. Đuôi thứ 10, đây là phản tổ. Từ hoang cổ đến nay, Thiên Hồ yêu tộc sinh ra 10 đuôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lại còn là linh văn của nhân tộc. Tộc trưởng các ngươi đạt được cơ duyên mới rồi. Khương Phàm cũng vui mừng, ý vị này có nghĩa là linh văn của Hướng Vãn Đồng đã phát sinh thăng hoa, đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm. Chỉ cần bồi dưỡng đuôi thứ 10 tân sinh đến thánh linh, Xí Thiên Giới sẽ có được vị thánh hoàng thứ 5. Mặc dù độ khó để bồi dưỡng cái đuôi thứ 10 này không thua gì thánh vương, nhưng cuối cùng vẫn không phải bồi dưỡng thánh vương thật sự, không cần kích phát huyết mạch linh văn, cho nên chỉ cần tài nguyên trồng chất đúng chỗ, vẫn có hy vọng. Hướng Tư Minh thể hiện có chút mất tự nhiên, chần chờ một lát, mới nói. Là Vãn Tình trưởng lão tại 10 ngày trước đã đưa ra một đề nghị, muốn dung hợp cùng tộc trưởng. 9 bộ phân thân quay về một thể, kích phát huyết mạch chiều sâu. Lúc đầu tộc trưởng rất kháng cự, sợ ảnh hưởng đến linh hồn của Vãn Tình trưởng lão, nhưng Vãn Tình trưởng lão rất kiên trì, nói nàng không chỉ là phân thân thứ 9, mà còn là thánh vương, càng là người mang thái âm đồ đằng, sau khi dung hợp hẳn là sẽ có hiệu quả. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng các nàng đã quyết định thử. Thương Thiên mở mắt ra, xong rồi, các nàng thành công. Hướng Tư Minh nói liền bắt đầu kích động, so với tộc trưởng phản tổ, thức tỉnh 10 đuôi, Hướng Vãn Tình khả năng nhận ảnh hưởng không đáng nhắc tới. Chuyện này có nghĩa là lựa chọn ban đầu của bọn hắn không sai, cho dù là gặp mặt cùng Lão Hổ Vương, cũng có thể thẳng tắp cái eo nói một câu, chúng ta trải qua tốt hơn rồi. Nụ cười của Khương Phàm dần dần biến mất, một lần nữa dung hợp. Trước đó Thiên Hồ Thánh Vương đã đồng ý với hắn, sẽ không lại dung hợp cùng Vãn Tình. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của Vãn Thanh. Dù sao linh hồn của Vãn Tình cũng là hoàn toàn mới, không phải Thánh Vương. Bây giờ cưỡng ép dung hợp, rất có thể sẽ ảnh hưởng thậm chí thay thế linh hồn của Hướng Vãn Tình. Đám người phấn chấn, Khương Phàm thì lại khẩn trương. 10 cái đuôi cáo chậm rãi đung đưa trong sương mù, cảnh tượng như ẩn như hiện mang theo vài phần duy mỹ cùng thánh khiết. Nhưng thánh uy khủng bố phun trào ở bên trong lại làm cho đám cự ngạc liên tiếp chạy đến đều cảm nhận được áp bách. Trọn vẹn sau nửa ngày, mê vụ mãnh liệt, tia sáng tăng vọt, hư ảnh 10 đuôi dần dần tiêu tán. Nhanh nhanh nhanh, chúc mừng tộc trưởng. Hướng Tư Minh và đám người kích động liền muốn xông đi đến nhìn. Đều chờ đợi. Khương Phàm hét lớn một tiếng, sau đó hắn xông vào sâu trong mê vụ. Trong một u cốc có đầy cây rừng vần quanh. Ánh sáng lộng lẫy, ngân bạch như nước, có hồ ảnh phiêu đáng, cũng có ánh trăng lưu chuyển. Trên đồng cỏ tại u cốc,
hai thân thể như bạch ngọc đang co quắp tại nơi đó. Da thịt các nàng mềm nhẵn như tơ lụa, trắng nõn như mỹ ngọc, hiện ra điểm điểm huỳnh quang, đẹp để cho người ta lóa mắt, tóc đen dài đến eo rối tung, phủ lên gương mặt. Khương Phàm chân trước vừa bước lên đến, chân sau đã cọ vọt trở về. Vãn Tình, hướng tộc trưởng. Khương Phàm vung tay ném vào một bộ y phục, che thân thể các nàng lại. Ta không sao, nàng cũng rất tốt. Một âm thanh thanh lãnh truyền tới, hướng Vãn Đồng chống thân thể uyển chuyển xinh đẹp lên, ngưng kết năng lượng ánh trăng hình thành nguyễn giáp, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra y phục sớm đã chuẩn bị tốt mà mặc vào. Khương Phàm tranh thủ thời gian xông tới, dùng y phục lúc nãy hắn ném vào tới che kín hướng Vãn Tình. Sao nàng lại hôn mê? Không nên gấp gáp, thời điểm nàng dung hợp với ta suốt đã hiện linh hồn chung dung, không quá phận cách ra, nàng vẫn là nàng, ta vẫn là ta. Ngươi xác định, thân thể của ta rõ ràng. Sao nàng còn không có tỉnh? Rất nhanh sẽ tỉnh thôi. Hướng Vãn Đồng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm đang lo lắng ôm muội muội. Ý thức hơi hoảng hốt, dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành vậy mà lại nổi lên mấy phần đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục bộ dáng cao ngạo thanh lãnh. Thời điểm nàng cùng muội muội dung hợp, từ thân thể đến linh hồn đều phát sinh giao hòa độ sâu. Ngoại trừ kích phát huyết mạch lẫn nhau ra, thì những ký ức cùng tình cảm của nhau đều phát sinh dây dưa vi diệu. Nàng giống như trong mấy ngày này đã rõ ràng những gì Vãn Tình trải qua trong những năm này, bao gồm rất nhiều chuyện riêng tư, loại cảm giác này. Rất phức tạp, cũng rất kỳ diệu. Khương Phàm không có chú ý tới hướng Vãn Đồng có vấn đề gì, cũng không nghe ra nàng nói bóng gió về, linh hồn chung dung, hắn ôm hướng Vãn Tình, tra xét rõ ràng tình huống thân thể của nàng. Thử kích thích thái âm đồ đằng ba động để tỉnh lại hướng Vãn Tình. Không bao lâu, hướng Vãn Tình đã tỉnh lại. Bởi vì linh hồn chung dung, nàng cũng giống như đã trải qua tất cả mọi chuyện mà tỷ tỷ trải qua, bao gồm cả nhiều loại người, nhiều loại chiến đấu, cũng bao gồm chân tình tỷ tỷ chuẩn bị mới thân thể hoàn toàn cho nàng. Vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt của nàng hơi có vẻ lãnh diễm, dù sao cũng hơi có thần thái của tỷ tỷ, cái này khiến Khương Phàm cau chặt lông mày. Suýt chút nữa muốn đứng dậy chất vấn. Cũng may hướng Vãn Tình rất mau đã tìm trở về bản thân, nhìn nam tử trước mặt, đôi môi đỏ khẽ mở, thản nhiên cười mà nói. Vui mừng không, đuôi thứ 10 đã ra đời, tỷ tỷ sáng tạo ra kỳ tích, có hy vọng bước lên cảnh giới thánh hoàng. Nụ cười quen thuộc, cảm giác quen thuộc, để Khương Phàm thoáng thở phào, che kín y phục, nâng đỡ cho nàng. Các ngươi quá mạo hiểm. Lúc bắt đầu chúng ta rất cẩn thận. Sau khi xác định không có nguy hiểm mới bắt đầu. Hướng Vãn Tình ném y phục cho Khương Phàm, đưa lưng về phía hắn mặc lại y phục đỏ của mình, bóng lưng mê người, khe rãnh chập trùng, để Khương Phàm nhìn mà căng phồng huyết mạch, mùi thơm cơ thể nồng đậm càng làm cho hắn oai hùng bừng bừng phấn chấn, suýt chút nữa liền không giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên có tỷ tỷ người ta trông coi, hắn vẫn cố gắng hít vào thở ra, ổn định sao động ở trong lòng. Khương Phàm tranh thủ thời gian đưa lưng về phía hướng Vãn Tình, nói với hướng Vãn Đồng. Tài nguyên không độn bên trong xí thiên giới, đồ tốt đều đã dùng xong, nhưng đan hoàng nơi đó có rất nhiều dược liệu, nếu như cô có cần, cứ việc đi đến lấy, đan hoàng sẽ phối hợp với người điều trị thể chất của đuôi thứ 10. Ta sẽ không khách khí. Hướng Vãn Đồng cũng rất chờ mong đuôi thứ 10 trưởng thành. Mặc dù xác thực bồi dưỡng rất khó, nhưng tại nơi lấy chiến dưỡng chiến như xí thiên giới này, giống như không phải rất thiếu tài nguyên, huống chi còn có vị lão tổ tông đan đạo. Nàng có lòng tin trong thời gian ngắn nhất sẽ bồi dưỡng đuôi thứ 10 đứng lên. Nếu quả thật đến ngày ấy, nàng chính là thánh hoàng. Vị thánh hoàng đầu tiên trong vạn năm qua của hướng gia. Sau khi chết nàng đều có lực lượng để gặp mặt các vị tổ tiên. Khi mà Khương Phàm mang theo hướng Vãn Tình và hướng Vãn Đồng rời khỏi mê vụ, trong rừng rậm dãy núi đều nhấc lên từng tiếng hoan hô. Lại một vị thánh hoàng thiên phẩm. Xí thiên giới đã có hy vọng xuất hiện vị thánh hoàng thứ 5. 5 vị thánh hoàng. Nếu như hướng Vãn Đồng thật sự có thể thành công, vạn thế thần triều đều có thể chân chính kiến quốc. Mặc dù quá trình trưởng thành sẽ rất dài dằng dặc, nhưng cảm giác khi tỉnh được đuôi thứ 10, không chỉ có mang ý nghĩa thăng hoa linh văn, cũng kích phát ra huyết mạch phản tổ. Bây giờ khẳng định là thiên hồ thánh vương đã mạnh hơn, nói là khinh thường quần hùng thánh vương thật đúng là không sai biệt lắm. Ngay cả đại tặc đều kích động muốn cùng đọ sức một phen vị thập vĩ thiên hồ này.
địa vị của Hướng Gia lại cao hơn rồi. Trực giác giới chủ nhìn thấy, dung mạo và mị lực của Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng đã đủ để bắt được Khương Phàm, bây giờ lại là Thánh Vương cùng Thánh Hoàng, địa vị đã thật sự rất ổn. Đều chuẩn bị xong chưa? Khương Phàm chào hỏi bọn người Kiều Vô Hối tụ tới. Đã sớm chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bọn người Khương Quỳ, Khương Bá đáp lại cao vút, tăng vọt chiến ý. Đó là Xích Thiên Thần Triều, là chí tôn hoàng đạo có tiềm lực chiến tranh lớn nhất Thương Huyền, nói là hoàng đạo mạnh nhất đều không đủ, nếu như có thể công phá nơi đó, nhất định có thể tìm kiếm số lượng lớn tài nguyên, nhất là thần cốt. Thấy người khác đã thành Thánh Vương Thánh Hoàng, bọn người Khương Bá ngoại trừ hâm mộ, thì chính là chờ đợi chiến tranh mới. Chờ người của Cửu Thiên Thần Giáo, chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng lần này địa ma thụ đều sẽ ở lại, Thiên Hồ Thánh Vương, Ngưu Chính Nguyên, Kim Hống các người cũng ở lại. Vì sao? Gần đây đám người Quang Mang Thần Điện cử động rất khác thường, để phòng vạn nhất. Xí thiên giới đều đụng vào Thiên Trụ Sơn, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Dù có như thế nào đi nữa cũng không nên trực tiếp khai chiến ở chỗ này được. Để phòng vạn nhất, chỉ dựa vào các ngươi, có thể công phá Xích Thiên Hoàng Thành sao? Các cao tầng của Xích Thiên Thần Triều cũng đều đang ở Thiên Khải chiến trường, đây là thời điểm phòng ngự của Hoàng Thành yếu nhất, chỉ cần chúng ta ứng phó toàn lực, có lẽ còn là sẽ có hy vọng. Ngưu Chính Nguyên cảm thấy thật đáng tiếc mà thở dài, từ sau khi Khương Phàm đề nghị, hắn liền ma quyền sát trưởng chuẩn bị chinh chiến Xích Thiên Thần Triều. Đó không chỉ là vinh quang kiêu ngạo, càng có thể cướp đoạt tài nguyên rộng lượng từ trong Hoàng Thành, ví dụ như thần cốt, sau đó bồi dưỡng hỗn độn chiến tộc có thêm càng nhiều thánh linh. Kết quả, bị tước đoạt rồi. Vẫn còn tốt khi lão tổ của bọn hắn có thể tham chiến, hẳn là có thể được khen thưởng. Đội ngũ Bách Lý Mạc Yêu cùng Kiều Anh Tung và các bán thánh cũng đang ma quyền sát trưởng chuẩn bị cưỡng ép chen vào trong chiến tranh, cũng không có cách nào xì hơi. Thiên Hậu nhắc nhở. Không nên tùy tiện tiến công, sau khi đến đó cần kiểm tra địa tầng và hư không trước, phải bảo đảm không có mai phục. Nếu quả thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quả quyết rút lui, tuyệt đối không nên ham chiến. Khương Phàm gật đầu nói. Thay đổi sách lược ban sơ, lần này chủ yếu lấy hấp dẫn lực chú ý của Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn làm chủ. Đông Hoàng Như Ảnh là Thánh Vương Thiên Phẩm Linh Văn, đối với không gian ba động hẳn là rất mẫn cảm. Nhắc nhở nàng lưu ý hư không. Thiên Hậu nhắc nhở để đám người gật đầu, lại làm cho Khương Phàm ngây ngẩn cả người. Ai? Khương Phàm rút rút khóe miệng, thanh âm đều nhỏ mấy phần. Đông Hoàng Như Ảnh, còn có muội muội nàng Đông Hoàng Như Yên. Cái gì Như Ảnh, cái gì Như Yên, làm sao ta, nghe không hiểu. Khương Phàm lúng túng đến mức mặt đỏ dần. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn không có khai thật sao? Kìm nén đến đủ lâu. Đều đã trở về nửa năm, còn để hai cô nương nũng nịu ở trong thông thiên tháp sao? Người mà Cửu Thiên chọn làm thông gia với chàng, chàng quên các nàng rồi. Là, nàng, không có bọn họ, chỉ một người. Khương Phàm nhìn trái phải một cái, là ai lắm mồm? Đám người toàn bộ đều hất ánh mắt ra, không dám đối mặt với Khương Phàm. Thay ta hỏi thăm các nàng. Thiên Hậu cũng không có nói nhiều. Nàng cưỡi thiên bằng đi đến cấm khu của Xí Thiên Giới, nàng muốn chào hỏi Hỗn Độn Cự Long, sớm làm tốt chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ai nói? Khương Phàm vừa muốn mở miệng, đám người ồn ào tản ra, đi sạch sẽ. Khương Phàm lắc đầu, cười khổ vài tiếng, lại phóng tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh ra. Nơi này đều biết các cô, làm quen hoàn cảnh một chút đi. Đều biết rồi, không ai hoan nghênh sao? Đông Hoàng Như Yên trông mong tứ phương. Làm sao lại đều chạy đi hết thế, không có ở lại chào hỏi sao? Tình huống rất phức tạp, sau này lại giới thiệu cho các cô biết. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, Kiều Hinh đột nhiên xông trở lại, ngạc nhiên đánh giá hai tỷ muội trước mặt. Hi hi, ta liền biết chàng sẽ vụng trộm thả các cô ấy đi ra. Khương Phàm cười khổ giới thiệu. Đây là Kiều Hinh, thê tử của ta. Được rồi, không có việc của chàng. Kiều Hinh giống như Phượng Hoàng đang vui sướng. Nhảy đến trước mặt Đông Hoàng Như Ảnh, tùy ý đánh giá dáng người uyển chuyển của nàng. Trách không được bọn hắn đều nói cô là nữ tử xinh đẹp nhất Cửu Thiên Thần Giáo, thật sự là tiện nghi cho chàng ấy rồi. Đông Hoàng Như Ảnh chợt đỏ mặt, xấu hổ cười nói. Người tốt, ta là Đông Hoàng Như Ảnh, đây là muội muội ta, Đông Hoàng Như Yên.
đi thôi, ta mang ngươi đi dạo khắp nơi, nhìn những tỉ muội kia của ta một chút. Kiều Hinh hoạt bát nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, nhiệt tình lôi kéo hai tỉ muội rời khỏi. Ngày thứ hai, mê vụ trên bầu trời tại Xí Thiên giới cuồn cuộn kịch liệt, xuất hiện con đường vòng xoáy. Đây là người của Cửu Thiên Thần giáo đến. Dựa theo ước định, cách mỗi 15 ngày đều sẽ bí mật tới thông báo tình huống bên ngoài, nhưng hôm nay rõ ràng không phải thời gian ước định, trước thời hạn tới tận 2 ngày. Khương Phàm, bọn người Kiều Vô Hối sau khi nhìn thấy vòng xoáy thì đều nhao nhao khởi hành, kỳ quái chạy tới. Mê vụ cuồn cuộn mãnh liệt, thủy triều hỗn độn ầm ầm dậy sóng, giáo chủ Đông Hoàng Toại lo lắng vọt vào, sau khi nhìn xung quanh, hắn liền đi thẳng đến chỗ Khương Phàm. Rốt cuộc Chí Tôn Hoàng Đạo cũng muốn ra tay rồi. Khương Phàm thấy là Đông Hoàng Toại, mà sắc mặt u ám, trái tim hắn từ từ nhảy lên. Xảy ra chuyện rồi, Cửu Thiên Thần giáo bị bài trừ ra khỏi Chí Tôn vòng tròn. Đông Hoàng Toại thoáng định thần, suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Sau khi hắn rời khỏi Thiên Trụ Sơn, cũng không cùng các trưởng lão khác cùng nhau leo lên tế đàn trở về Cửu Thiên Thần giáo, mà là cố ý vòng vào hư không, đi thẳng đến Xí Thiên giới. Nói, Khương Phàm khẽ nhíu mày, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Bọn người thiên hậu đều liên tiếp chạy tới, nhao nhao biến sắc, khẩn trương nhìn Đông Hoàng Toại. Chí Tôn Hoàng Đạo muốn ra tay, nhưng bọn hắn không liên hệ cùng chúng ta. Hành động lần này hoàn toàn do Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện chủ đạo, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta và các hoàng đạo, cùng tất cả hoàng tộc khác, toàn bộ chỉ là phụ trợ phối hợp. Trước khi tiến hành hành động, tất cả mọi thứ đều được nghiêm khắc giữ bí mật, căn cứ khoảng cách xa gần, an bài thời gian thông báo, bảo đảm tại ngày mùng 3 tháng 9 đều tụ tập toàn bộ ở bên ngoài Thiên Trụ Sơn, vào ngày mùng 6 tháng 9, cũng chính là sau 3 ngày tập kết, toàn diện phát động tập kích. Lần này, Hoàng tộc Hoàng đạo Thương Huyền đã liên động cực lớn, mục tiêu chính là triệt để hủy đi Xí Thiên giới. Bọn hắn vô cùng khẳng định các ngươi đều ở trong Xí Thiên giới. Cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng phó các loại ngoài ý muốn. Càng không thể tin được hơn chính là, bọn hắn rất có lòng tin cam đoan đế tộc Tám Phương sẽ giữ vững khắc chế ở trong lúc này, cũng sẽ ước thúc tất cả hoàng đạo Thiên Khải. Cho dù là phía dưới có nổi lên ngoài ý muốn, khiến Thiên Khải cùng Thương Huyền liên đoạn trong thời gian dài, cũng có thể yên tâm hoàng thành tại Thiên Khải sẽ bình yên mà không có việc gì. Vẻ mặt của Đông Hoàng Toại cực kỳ nghiêm trọng, một hơi đều nói xong toàn bộ. Sắc mặt của Khương Phàm và Thiên Hậu thì càng ngày càng âm trầm, lo lắng trước đó quả nhiên là có nguyên nhân. Chí Tôn Hoàng Đạo lại có thể xác định bọn hắn đều ở Xí Thiên giới. Đây là suy đoán, hay là có nội ứng? Không có 8 phần nắm chắc trở lên, sao có thể hiệu triệu toàn bộ Hoàng tộc Hoàng Đạo Thương Huyền liên hợp hành động? Bọn hắn lại tiếp nhận nguy hiểm nếu Thiên Trụ Sơn bị hủy diệt như thế nào? Chẳng lẽ đã làm giao dịch cùng đế tộc? Dạng giao dịch gì lại có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn yên tâm về hoàng thành tại Thiên Khải, bảo đảm đế tộc cùng tất cả hoàng đạo Thiên Khải đều án binh bất động. Đây cũng không phải chuyện mà chỉ dùng mấy câu đều có thể giải quyết. Bọn người Kiều Vô Hối cũng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, hô hấp đều dồn dập lên. Toàn thể Thương Huyền liên động. Đại quyết chiến. Chuyện này so với bọn hắn mong muốn trước đó đều lại xảy ra quá nhanh. Xí Thiên giới va chạm Thiên Trụ Sơn. Rõ ràng là bọn hắn đang bóp chặt Chí Tôn Hoàng Đạo, vậy mà thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển. Nhưng những nghi vấn kia đều không quan trọng, nếu Chí Tôn Hoàng Đạo muốn chủ đạo Thương Huyền khởi xướng vây bắt toàn diện, khẳng định là đã giải quyết các vấn đề nguy cơ, mà sắp bộc phát. Khương Phàm vội hỏi, hoàng tộc nào, là những hoàng đạo kia? Tần Thiên Hồng không có để lộ tình huống rất chi tiết, nhưng nếu dám danh xưng Thương Huyền liên hợp hành động, những hoàng tộc kia hẳn là toàn bộ đều được thỉnh mời. Mà nói là mời, nhưng bên trong khẳng định có uy hiếp. Đoán chừng, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Khổng Tước Sơn, Băng Lam Hợp Trung Quốc, Trấn Nam Yêu Quốc, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng Tộc hẳn là cũng sẽ chịu hàng. Về phần Hoàng Đạo, tạm thời không rõ ràng, nhưng chúng ta tại Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, Phù Tăng Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện gần đó, đều an bài trưởng lão không võ, mật thiết giám sát. Nếu như nơi đó có hành động, bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ thần giáo. Nhưng, cao tầng không võ của chúng ta đều tại Thiên Trụ Sơn nơi này, bọn hắn cao nhất là Niết Bàn Cảnh Ngũ Trọng Thiên, mục tiêu chỉ là giám sát dị động, nếu như trong lúc bất chợt toàn diện xuất kích, tốc độ của bọn họ.
chưa hẳn có thể nhanh hơn quá nhiều. Dù sao, Thái Cổ Thần Miếu cũng có thánh linh không võ. Thiên Khải chiến trường thì sao? Lúc nào sẽ xuống tới? Thiên Hậu cau mày, trước đó nàng còn vô cùng xác định Chí Tôn Hoàng Đạo không thể nào vây bắt Xí Thiên Giới ở chỗ này, không nghĩ tới Chí Tôn Hoàng Đạo lại hung hăng cho nàng một bạt tai thật mạnh như thế. Tần Thiên Hồng cho ta tin tức chính xác, chính là vào ngày 6. Bọn hắn xuyên qua con đường giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn Mạch, đó chính là chiến tranh tín hiệu. Phía trên có bao nhiêu cường giả? Xích Thiên Thần Tôn, 3 vị Thánh Hoàng của Xích Thiên Thần Triều, 5 vị Thánh Vương. 7 phần lực lượng tầng cao nhất của Thần Triều cơ hồ đều ở nơi đó. Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện cùng các cường giả trước đó sẽ thay nhau xuống. Khương Phàm nhắm mắt lại. Nếu như Thương Huyền hành động toàn diện, số lượng thánh linh, thánh vương, thánh hoàng khẳng định sẽ cực kỳ khủng bố, đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là hai vị chân thần, Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn kia. Thiên Hậu quả quyết nói, lập tức phá hủy Thiên Trụ Sơn, cắt đứt liên hệ giữa Thiên Khải cùng Thương Huyền, ngăn đám người Xích Thiên Thần Tôn ở Thiên Khải chiến trường. Xí Thiên Giới di chuyển về hướng Tây, liên hệ Cửu Thiên Thần Tôn mang lên toàn bộ cường giả thần giáo, mau chóng tụ hợp cùng chúng ta. Ngạnh kháng Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn chặn đánh. Chỉ cần có thể kiên trì đến Tây Bộ, chúng ta liền có thể cùng thần thụ thế giới gặp nhau. Không được, tuyệt đối không thể được. Đông Hoàng Toại lập tức hô to, nghiêm túc nói. Việc đã đến nước này, thần giáo chúng ta khẳng định sẽ bị bại lộ. Nếu như cắt đứt liên hệ, Cửu Thiên Hoàng Thành phải làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn có thể ẩn vào hư không, nhưng dưới sự tức giận, Xích Thiên Thần Tôn vô cùng có khả năng sẽ Thiên Khải tiếp tục lùng bắt, nếu như hoàng đạo khác lại liên lụy vào, bọn hắn đều có thể phát hiện tung tích hoàng thành bất cứ lúc nào, đến lúc đó. Khương Phàm hơi suy nghĩ, hắn mở mắt ra nói. Nếu các ngươi ở dưới này đã nhận được tin tức, Thiên Khải Cửu Thiên Hoàng Thành cũng sẽ nhận được tin tức vào hôm nay. Ta hiểu rõ Đông Hoàng Càn, hắn hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp sớm di chuyển. Chỉ cần Đông Hoàng Toại có thể thành công trở lại Thiên Trụ Sơn. Xí Thiên Giới lập tức nối liền bọn hắn, di chuyển về hướng Tây. Đông Hoàng Toại giáo chủ, người lập tức trở về, thần giáo có thể mang lên cái gì thì đều mang lên toàn bộ, đến Trung Tây Bộ, lại mời thần tôn mau chóng đến nơi đây cứu viện. Bạch Tai nói thẳng, nếu như không về được thì sao? Không phải thuộc hạ cố ý muốn vứt bỏ ai, nhưng nếu Chí Tôn Hoàng Đạo đã làm bố trí tinh diệu, khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố Đông Hoàng Càn bên trong Cửu Thiên Hoàng Thành. Nếu như trước ngày 6 hắn vẫn chưa có trở về, tất cả hoàng đạo hoàng tộc Thương Huyền đều muốn tụ tập tới đây, đến lúc đó. Chúng ta ai cũng đi không được, chúng ta không thể nào bởi vì hắn mà để toàn thể Xí Thiên Giới chôn cùng. Bạch Tai biết mình không nên phản bác như vậy, nhưng hắn lo lắng chính là Khương Phàm. Nếu Chí Tôn Hoàng Đạo đã phán định Khương Phàm sẽ ở Xí Thiên Giới, một khi xé rách phòng ngự của Xí Thiên Giới, khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố Khương Phàm. Coi như Khương Phàm mạnh hơn, cũng gánh không được thần linh tấn công, huống chi lại còn là hai vị thần linh hơn ngàn tuổi. Bọn người Kiều Vô Hối cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bọn hắn cũng lo lắng, mặc dù Chí Tôn Hoàng Đạo không có nói trước thương lượng cùng Cửu Thiên Thần Giáo, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn sớm nhận được tin tức, chuyện này cũng đã cho bọn hắn tranh thủ thời gian quý giá thoát khỏi. Nếu như bây giờ liền đi, nhất định có thể lo Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện ở vòng ngoài trở tay không kịp. Nếu như kéo dài thêm, tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo liền sẽ liên tiếp đến đây, hình thành vây kín. Mà Chí Tôn Hoàng Đạo có thể hành động toàn diện, khẳng định là sẽ mang toàn bộ bảo vật cất dưới đáy hòm tới. Coi như Xích Thiên Thần Triều không xuống, nếu như vây bắt toàn diện, cũng có thể xé mở Xí Thiên Giới. Đông Hoàng Toại chăm chú nhìn Khương Phàm, mặc dù tình huống rất nguy hiểm. Nhưng nếu như bây giờ triệt để phá hủy Thiên Trụ Sơn, bọn người Đông Hoàng Toại liền cửu tử vô sinh. Khương Phàm không có nhiều do dự, hắn quả quyết nói. Chúng ta là minh hữu, hẳn là nên chờ. Nhưng tình huống khẩn cấp, hy vọng Đông Hoàng Toại giáo chủ có thể hiểu được, chúng ta đợi đến. Ngày 4, không được, đợi đến sáng sớm ngày 5. Chúng ta đợi. Thiên Hậu cũng tỏ thái độ, ngữ khí kiên quyết. Nếu Đông Hoàng Toại đã đến báo cáo với bọn hắn trước tiên, bọn hắn cũng không thể ném Cửu Thiên Hoàng Thành ở Thiên Khải mà chạy ngay đầu tiên, nếu không tất nhiên rét lạnh lòng người, thậm chí Cửu Thiên Thần Giáo nơi đó sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như tình huống không có thay đổi đặc biệt, giáo tôn sẽ bảo đảm trước ngày năm đó, tận hết khả năng chạy tới nơi này.
Đông Hoàng Toại đã được hai nhân vật chủ yếu là Khương Phàm cùng Thiên Hậu cam đoan, hắn quay người muốn rời khỏi. Đan Hoàng lại gọi hắn lại, đưa lên một cái hộp gấm. Đây là Xích Dương Thiên Nguyên Đan, trước mắt chỉ luyện thành hai viên. Trong lòng Đông Hoàng Toại chìm xuống, đây là thứ muốn mệnh đó sao? Nhưng nếu thật sự đi đến một bước kia, chỉ có thể làm như vậy, hắn nhận lấy hộp gấm, nhanh chóng rời khỏi, lao tới Cửu Thiên Thần Giáo. Sau khi hắn đi, bầu không khí xung quanh núi cao đã bị đè nén xuống. Hưng phấn trước đó đã không còn sót lại chút gì. Đây không thể nghi ngờ là nguy cơ nghiêm trọng nhất mà Khương Phàm gặp phải từ khi quật khởi đến nay. Thương Thiên vẫn chiếu cố chúng ta, để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị. Khương Phàm sâu hít một hơi, hắn nhanh chóng quay ngược suy nghĩ trở lại, nói. Xích Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, hai vị thần linh hẳn là đều ở bên ngoài, bốn vị thánh hoàng hẳn là cũng đều ở đó, đoán chừng thánh vương có 9 người trở lên. Thiên Cực Giới, Cửu Lê Thần Cung, hai vị thánh hoàng, 8 vị ở hai bên thánh vương. Thao Thiết Yêu Tộc, Thái Cổ Thần Miếu, hẳn là cũng sẽ đến, dự định xấu nhất, bọn hắn đều bồi dưỡng được thánh hoàng. Như thế này thì lại là hai vị thánh hoàng, 5 vị thánh vương trở lên. Phù Tăng Thần Cung còn không có bài trừ hiểm nghi, hẳn là sẽ không tới. Nếu Sinh Mệnh Thần Điện đã sớm trung lập, Chí Tôn Hoàng Đạo sẽ không lại liên hệ bọn hắn. Lục Đại Hoàng Tộc như Trấn Nam Yêu Quốc kia, dự đoán tổng cộng có 3 vị thánh vương. Như vậy có tính được, chính là 2 vị thần linh, 8 vị thánh hoàng, 25 vị thánh vương, thánh linh ước chừng 40 người, bán thánh cùng Niết Bàn Cửu Trọng Thiên, tổng số từ 100 người trở lên. Lời nói chĩu nặng của Khương Phàm làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Đây không thể nghi ngờ là cục diện áp đảo gấp 2 lần trở lên. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là 2 vị thần linh kia. Nếu như xé nát Xí Thiên Giới, bọn hắn sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, đến lúc đó thậm chí không cần những thánh hoàng thánh vương kia ra tay, chỉ là chùm sáng của Quang Mang Thần Tôn cũng đã có thể oanh sát toàn bộ bọn hắn. Khương Quỳ, Khương Diễm, An Minh Hề, Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên đều cau mày, thực lực bọn hắn rất mạnh, có thể bộc phát ra thực lực đặc biệt, nhưng Quang Mang Thần Tôn, thậm chí là đám người Quang Mang Thần Điện kia, đều có uy hiếp chí mạng đối với bọn hắn. Thu thập toàn bộ vật hữu dụng, Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên trở xuống, toàn bộ chuẩn bị vào Thông Thiên Tháp của ta. Những người khác, làm tốt chuẩn bị tử chiến, Thiên Hậu an bài bố trí tọa trấn, ta, dung hợp đầu lâu kiếp trước, xông vào Thánh Hoàng Cảnh. Khương Phàm an bài, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Phải vào Thánh Hoàng rồi. Kiều Hinh và đám người nhìn Khương Phàm rời khỏi, trong lòng đã thoáng có lực lượng. Khương Phàm không thể nghi ngờ là rất cường hãn, ở Thánh Vương đã có thể nghênh chiến Thánh Hoàng, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, phối hợp với Liệp Thần Thương, hẳn là có thể ngạnh kháng thần uy. Bọn hắn không hy vọng xa vời Khương Phàm có thể chém giết thần linh thật, chỉ hy vọng Khương Phàm có thể còn sống. Dù sao một khi chiến tranh bộc phát, thần linh khẳng định sẽ chiếu cố Khương Phàm đầu tiên, nếu như Khương Phàm chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị bắt sống, toàn bộ chiến cuộc liền muốn loạn. Khương Phàm còn sống, Khương Phàm chiến đấu, mới có thể mang đến cho tất cả mọi người của Xí Thiên Giới tinh thần cùng lực lượng. Thiên Hậu hơi nhíu mày lại, vừa mới tiến cảnh giới Thánh Vương một năm, liền muốn xông vào cảnh giới Thánh Hoàng. Cái này rõ ràng quá gấp. Nếu như để lại tai họa ngầm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới phía sau thần linh. Bởi vì đột phá cảnh giới Thánh Hoàng đến thần linh thật quá khó khăn, không chỉ là cần cơ duyên, càng không chỉ là bằng vào huyết mạch, mà ảnh hưởng từ các mặt lại đều quá lớn. Tựa như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu kia, thời gian trong vạn năm, chỉ là tạo qua một vị. Ví dụ như những thế lực như Quang Mang Thần Điện kia, 10 vị Thánh Hoàng cũng khó khăn ra được một thần. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn thật sự không lo được những thứ kia. Cũng may Khương Phàm dung hợp chính là đầu lâu của hắn kiếp trước, là tay bán đế. Thiên Hậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu sai khiến nhiệm vụ. Lần tham chiến này, tất cả đều là Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên đi lên, tương đương với thánh chiến, năng lượng chiến tranh ba động chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố, cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ chia ra mấy người chủ yếu vòng chiến. Thánh Hoàng ở trong sân nhà, Thánh Vương ở bên ngoài. Tiếp đó sẽ là Thánh Linh, sau đó là Bán Thánh cùng Niết Bàn Cảnh. Mặc dù là các vị chiến đấu, nhưng nếu như chiến trường của Bán Thánh cùng Niết Bàn sụp đổ, bọn hắn thêm ra tới Bán Thánh liền có thể trực tiếp tham dự chiến trường Thánh Linh,
sinh ra quấy nhiễu, mang đến uy hiếp chí mạng. Nếu như chiến trường thánh linh sụp đổ, thánh linh sẽ trực tiếp uy hiếp được chiến trường thánh vương. Cho nên, mỗi chỗ chiến trường đều phải toàn lực ứng phó. Nhất là bán thánh cùng niết bàn cảnh cửu trọng thiên, các ngươi gặp phải số lượng nhiều nhất, cơ hồ là gấp 3, ngàn vạn lần phải cố gắng chống đỡ. Tốt nhất vừa mới bắt đầu liền hiện ra thực lực tuyệt sát, tránh cho quá nhiều bán thánh quấy nhiễu chiến trường thánh linh. Thiên hậu đưa ánh mắt cường điệu quét về phía bọn người Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, đây là thời điểm các ngươi nên phát huy thực lực. Đừng ném người, phối hợp với ta. Hàn Ngạo đụng đụng Chu Thanh Thọ. Xem thường ai đây? Chu Thanh Thọ âm thầm hít một hơi, hắn rất khẩn trương, thật sự rất khẩn trương, nhưng hắn còn không đến mức làm đào binh. Chúng ta phụ trách chủ công, người dùng tinh thần phối hợp. Khương Bân và Lý Dần đồng thời nhắc nhở Chu Thanh Thọ. Lão tử còn có hài cốt thánh vương đây. Chu Thanh Thọ bôi ra vẻ dữ tợn hiếm thấy, bảo cốt bên trong trạch thiên các kia còn đang ở chỗ hắn. Chiến trường thánh linh không cần chém giết, chủ yếu là liên hợp và ứng biến. Cũng không thể làm cho chiến trường bán thánh ảnh hưởng đến các ngươi, cũng không thể để các ngươi gấp rút tiếp viện chiến trường thánh vương ở trước mặt thánh linh. Chờ sau khi cửu thiên thần giáo đến, mỗi vị thánh linh đều phải tìm tới không võ cao giai niết bàn cảnh, tạo thành liên minh lâm thời. Quan trọng nhất chính là chiến trường thánh hoàng, Kiều Vô Hối mang lên thiên mệnh chiến giới cùng Hồng Mông Môn, phối hợp với Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ mang lên trái tim thao thiết thánh hoàng kia, chú ý phối hợp cùng Đông Hoàng Toại. Các ngươi nhất định phải phát huy ưu thế đến cực hạn, trong thời gian ngắn nhất ổn định chiến trường thánh hoàng, cho tất cả mọi người lực lượng. Huyễn Điểu và Vãn Tình, chú ý phối hợp, nếu như tình huống nguy cấp, các ngươi phải cân nhắc lấy âm dương đồ đằng nghênh chiến thánh hoàng. Bạch Tai và Khương Diễm, hai người các ngươi phối hợp với nhau, chủ chiến thánh vương, thời khắc tất yếu gấp rút tiếp viện thánh hoàng. Khương Uyên, mặc dù ngươi là thánh linh, nhưng cần phối hợp cùng Triệu Thời Việt, chủ chiến trường thánh vương. Thiên hậu nhanh chóng quay ngược suy nghĩ trở lại, sai khiến mấy vị quan trọng ở các vòng chiến. Bọn người Kiều Vô Hối dần dần lĩnh mệnh, mặc dù cảm xúc cao vút, nhưng sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều tự tin mình rất mạnh, nhưng dù sao cũng đều là tân tấn thánh vương và thánh hoàng, phải làm như thế nào để nghênh chiến những lão bối thánh hoàng kia. Huống chi, bọn hắn có vũ khí đặc biệt, có võ pháp nhanh nhẹn dũng mãnh, chẳng lẽ đối phương không có sao? Nội tình hoàng đạo trong vạn năm qua thật sự không phải thứ mà bọn hắn có thể so được. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 9, Cửu Thiên Hoàng Thành rời khỏi lãnh địa đóng giữ mấy ngàn năm, lao tới Xích Thiên Hoàng Thành. Hoàng Thành kéo dài hơn 50 dặm giống như một tòa pháo đài di động, không gian ba động mãnh liệt giống như thủy triều, kích thích số lượng lớn tai mắt đang mật thiết chú ý các hoàng đạo thương huyền. Gần như là đồng thời, một bộ phận cường giả của Chu Thiên Thần Điện, quang mang thần điện tại Hoàng Thành Thiên Khải, cũng nhanh chóng lao tới Xích Thiên Hoàng Thành. Trước khi đi, bất luận là người rời khỏi, hay là người lưu thủ, đều nhắc nhở lẫn nhau phải cẩn thận. Rời khỏi là muốn vây bắt xí thiên giới, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể xảy ra, cũng nhất định sẽ có cường giả phải chết, mà người ở lại càng là phải đề phòng, nếu như không thể bắt được Khương Phàm, Hoàng Thành phải cô thủ mấy tháng tại Thiên Khải chiến trường, mà lúc nào cũng có thể có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đông Hoàng Giáo Tôn, hành động lần này mang ý nghĩa trọng đại, còn xin tận lực phối hợp. Các ngươi chỉ cần vây giết địa ma thụ, sau đó chúng ta cam đoan sẽ trợ giúp các ngươi bồi dưỡng thánh hoàng mới. Chu Nguyên Bá lại nhắc nhở lần nữa, thật có chút lo lắng cái lão gia hỏa táo bạo này sau khi nhìn thấy thần tôn sẽ làm ra cái hành động mạo phạm gì đó. Nếu các ngươi đã có thể xác định Khương Phàm đang ở xí thiên giới, vậy có thể xác định được nơi đó có mấy thánh hoàng không? Đông Hoàng Càn thản nhiên nói, xí thiên giới vây bắt thao thiết yêu tộc. Thu hoạch được số lượng lớn huyết hồn đan, trong đó bao gồm 2 viên thánh hoàng cảnh. Huyết hồn đan là bảo vật tuyệt hảo kích phát huyết mạch, nếu như xí thiên giới lợi dụng thỏa đáng, chỉ sợ có thể thúc thăng bước phát triển được một thánh hoàng mới. Lại tính cả địa ma thụ, nơi đó hẳn là có 2 vị thánh hoàng. Cân nhắc đến xí thiên giới luôn có thể nổi lên ngoài ý muốn, coi như có tính thêm thì chính là 3 vị. Mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta lại có ưu thế gấp mấy lần, hoàn toàn có thể đè ép được. Chu Nguyên Bá liếc mắt nhìn Đông Hoàng Càn, lúc ấy xí thiên giới có thể thành công vây bắt thao thiết yêu tộc, không thể bỏ qua công lao của Cửu Thiên Thần Giáo. Nếu như không có Cửu Thiên được cho là cưỡng ép nhúng tay, thao thiết yêu tộc điên cuồng phản kích cùng tự bạo hoàn toàn có thể phế bỏ xí thiên giới.
Nếu thật sự là như thế, bọn hắn cũng không cần phải khẩn trương cấp bách giống như bây giờ, cũng không cần ký kết khuất nhục hiệp nghị như vậy cùng đế tộc. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Nguyên Bá lại không khỏi tuôn ra cảm giác phẫn uất. Phong cách của Cửu Thiên Thần giáo trầm ổn như trước, sau khi Cửu Thiên Thần Tôn chết cũng không còn sót lại chút gì, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng ngày càng phóng đãng tùy ý. Những điều này có liên quan rất lớn cùng Đông Hoàng Càn này dẫn đầu. Dạng tướng gì, dạng binh gì? Chờ việc này qua đi, cho dù muốn bồi dưỡng Thánh Hoàng cho thần giáo thật, cũng phải gõ Đông Hoàng Càn một cái. Không có tính cả Khương Phàm. Đông Hoàng Càn thản nhiên nói. Ha ha, không cần. Chỉ cần có thể bổ ra xí thiên giới, ba vị thần tôn sẽ liên thủ trấn áp, bất kể hắn là cảnh giới gì, chắc chắn đều vẫn phải chết. Ba vị thần linh, thu thập một thánh vương. Khương Phàm không phải thánh vương bình thường, hắn có liệp thần thương, cũng có thể mang theo những vũ khí khác. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, ba vị thần tôn sẽ đích thân truy nã. Sau khi bắt được thì xử lý như thế nào? Khống chế thông thiên tháp, tái tạo thiên trụ sơn, sau đó mang Khương Phàm đến thiên khải chiến trường, đưa đến Đăng Thiên Kiều, cũng chính là nơi hắn chiến tử kiếp trước, công khai tách rời, đốt cháy linh hồn, triệt để tuyệt hy vọng luân hồi của hắn. Còn có người đề nghị, đều kéo bọn người thiên hậu tới nơi đó, ở ngay trước mặt thiên hậu, triệt để gạt bỏ Khương Phàm, để lịch sử tái diễn, để thiên hậu biết bất luận là nàng làm ra cố gắng gì, cũng đều không thay đổi được kết cục cuối cùng. Đông Hoàng Càn trầm mặc một lát, nói. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mời. Ngươi tôn trọng thần tôn của chúng ta không? Đương nhiên, hắn không chỉ là thần linh không gian, càng tâm hệ thương huyền, từ khi Cửu Thiên Thần giáo sáng tạo đến nay, bất luận là Thao Thiết yêu tộc của Bắc Bộ, hay là Man Hoang chiến tộc của Đông Bắc, đều an phận hơn rất nhiều. Cục diện thế chân vạc của tứ thần, cũng chân chính bảo vệ địa vị trung vực thương huyền, càng hình thành uy hiếp mới tại thiên khải. Trong lúc xí thiên giới ẩn nấp ở hư không, cũng là Cửu Thiên Thần tôn tận hết sức lực lùng bắt, cuối cùng còn hao hết thọ nguyên. Ai? Chu Nguyên Bá tiếc nuối lắc đầu, lời nói này ngược lại là thật lòng, Cửu Thiên Thần tôn xác thực nên được xưng tụng là thần linh cao quý, nếu như hắn không chết, chỉ sợ xí thiên giới đã sớm bị nhốt rồi, cách cục thương huyền bọn hắn càng sẽ không hỗn loạn đến trình độ như vậy. Nếu ngươi đã tôn trọng thần tôn của chúng ta muốn xin ngươi đến trước linh vị thần tôn của chúng ta thề. Thề. Đúng, thề. Thề sau khi vây bắt xí thiên giới, đại quang mang thần điện đừng lại tìm chúng ta gây phiền phức. Thề sau khi giết được Khương Phàm, phải bảo đảm bồi dưỡng cho chúng ta được thánh hoàng mới, mà phải là trong vòng 5 năm. Cái này đều có thể không cần thiết, trước đó ta đều nói rồi. Cục diện thương huyền đã trở nên rất yếu đuối, sau khi vây bắt xí thiên giới. Chí tôn hoàng đạo chúng ta muốn ổn định cục diện, tiếp tục uy hiếp hoàng đạo thiên khải, nhất định phải có một Cửu Thiên Thần giáo đủ cường đại. Ta không tin, ta muốn ngươi đến trước mặt thần tôn cam đoan. Ánh mắt Đông Hoàng Càn trở nên lăng lệ, trực diện với con mắt của Chu Phục Sinh. Được thôi, nếu ngươi đã kiên trì, ta sẽ đi đến trước linh vị thần tôn các ngươi làm cam đoan. Nhưng, ta có một điều kiện, đợi đến Xích Thiên Hoàng thành, ngươi nhất định phải cất kỹ quy củ cho ta. Không được vô lễ, không được mạo phạm, tại chiến trường xí thiên giới, người càng phải toàn lực phối hợp cùng Đông Hoàng Toại, triệt để trấn áp ma quái địa ma thụ kia. Chúng ta đều đến trước linh vị thần tôn thề. Như vậy rất tốt. Đông Hoàng Càn mang theo Chu Nguyên Bá, đi tới trước một tòa điện đá đen ở sâu trong Hoàng Cung. Chu Nguyên Bá không có suy nghĩ nhiều, hắn hơi chỉnh lý vạt áo, động thân ngẩng đầu, cất bước muốn đi đến. Chậm đã. Nơi này là nơi quan trọng nhất tại Cửu Thiên Hoàng Thành, bên trong là linh vị của thần tôn chúng ta, ngăn chặn linh văn, để nhẫn không gian ở bên ngoài. Không có cần thiết như vậy chứ. Nơi này là hoàng thành của các ngươi, ta còn có thể làm cái gì? Hừ, Bùi Quang Diệu khinh nhờn quan tài đá của thần tôn ta, các ngươi chủ đạo chiến tranh còn bài trừ chúng ta ở bên ngoài, ta. Không tin các ngươi. Chu Nguyên Bá rất bất đắc dĩ. Nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của đám người Đông Hoàng Càn trong cuộc chiến này, hắn chỉ có thể nhìn. Để nhẫn không gian ở bên cạnh là được, sẽ không ai trộm. Đông Hoàng Càn chỉ bệ đá ở bên cạnh. Chu Nguyên Bá lấy nhẫn không gian xuống, phóng tới trên bệ đá, cũng ngăn chặn linh văn, lần nữa chỉnh lý tốt vạt áo, đi tới phía trước thạch điện. Đông Hoàng Càn đưa hai tay đè cửa đá lại, linh văn trên trán phát sáng, kích phát ra năng lượng không gian mênh mông. Giải trừ phong ấn trong thạch điện,
chậm rãi đẩy cửa đá ra. Thạch điện đen kịt, hiện ra hơi lạnh âm trầm, giống như là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy như. Chu Nguyên Bá khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn đưa tay ra hiệu. Mời dẫn đường. Đông Hoàng Càn phất tay với hướng phía thạch điện, vết tích một đầu không gian kéo dài đến trong thạch điện. Chu Nguyên Bá đang muốn cất bước, bỗng nhiên hắn lại cảnh giác, có một loại bất an không hiểu thấu. Giáo tôn, thần tôn. Một tiếng hô to lo lắng đột nhiên truyền đến từ phía sau. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên Bá theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhưng ngay thời khắc này, ngực hắn tê dần, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu lay động mãnh liệt. Đông Hoàng Càn ra tay. Tay phải hành động, xuyên qua ngực Chu Phục Sinh, nắm chặt trái tim đang bành trướng nhảy lên kia, đẩy thẳng ra đến sau lưng. Cùng lúc đó, tay trái cương chụp, bóp lấy cổ Chu Nguyên Bá, không gian như đao, sống sờ sờ xé rách xuống dưới. Huyết tinh, tàn bạo. Quá đột nhiên. Tại thời điểm Chu Nguyên Bá hoàn toàn buông lỏng, Đông Hoàng Càn đã kéo đầu của hắn xuống, móc trái tim của hắn ra. Rầm rầm. Xiềng xích hoành kích trong thạch điện, quấn chặt lấy thân thể tàn phế của Chu Phục Sinh, bỗng nhiên lôi vào trong. Oanh! Rầm rầm rầm. Trong thạch điện quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc, như là cửa đá liên tiếp phong tỏa, không gian bên trong triệt để bị phong cấm. Đây không phải thạch điện tế điện linh vị, mà là không gian lao ngục. Thần tôn tự mình tế luyện thành, bên trong khắc đầy phù chú không gian bằng thần huyết. Thân thể tàn phế của Chu Nguyên Bá bị quấn quanh, bị giam cầm, linh hồn đều giống như lâm vào trong vực sâu. Hắn hoảng hốt một lát, thậm chí có chút không biết là chân thực hay là ảo giác. Đông Hoàng Càn, người điên rồi sao? Coi như người không chấp nhận giao dịch, cũng không cần trấn áp ta. Người muốn dùng ta làm giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều sao? Si tâm vọng tưởng, ta là Chu Nguyên Bá, ta là lão tổ Thánh Hoàng Thần Triều, ta bị bắt sống, thần tôn chắc chắn sẽ nổi giận. Chờ đến khi bắt sống Khương Phàm, thanh trừ Xí Thiên Giới, kế tiếp tuyệt đối sẽ phải thu thập các ngươi. Chu Nguyên Bá đã kịp phản ứng, hắn giận đến tím mặt, linh hồn phát ra tiếng gào thét hùng hậu, điên cuồng muốn điều động năng lượng, phóng thích Cửu Thiên Huyền Hỏa chữa trị thân thể tàn phế. Nhưng, năng lượng không gian trấn áp quá mạnh, đừng nói là phóng thích huyền hỏa, mà ngay cả cơ thể cũng đều không động được. Vũ khí cường hãn hắn mang theo người thì lại ở trong nhẫn không gian. Chủ quan, thật sự quá chủ quan. Ai có thể nghĩ tới đường đường là giáo tôn thần giáo, vậy mà lại làm ra chuyện đánh lén bị ổi như thế. Lại còn lấy tế điện thần tôn bọn hắn ngụy trang, tính toán hắn. Quá không biết xấu hổ. Mẫu thân nó, ngươi là thánh hoàng, ngươi là giáo tôn của chí tôn hoàng đạo. Đông Hoàng Càn đưa tay trái bắt lấy cổ của Chu Nguyên Bá, tay phải thì khống chế trái tim của Chu Nguyên Bá, không gian mãnh liệt xen lẫn thành lỗ đen quỷ bí, phong ấn toàn bộ bọn nó. Lan Độ đứng ở cách đó không xa, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chu Nguyên Bá là lão tổ thánh hoàng, lại còn là Cửu Thiên Huyền Hỏa kinh khủng, nếu như không thể áp chế trước tiên, một khi nổi giận phản kích, cả tòa Cửu Thiên Hoàng thành đều muốn bị phá hủy. Mặc dù giáo tôn bọn hắn dùng thủ đoạn ám muội, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Đông Hoàng Càn đều cất kỹ trái tim và đầu, quay người tiếp tục ra cố thạch điện, trấn áp Chu Nguyên Bá ở bên trong. Đồng thời truyền lời, tiếp tục lừa gạt nói. Đừng vùng vẫy, nếu không ta xé tứ chi của ngươi. Bây giờ ta chỉ mang ngươi đi đàm phán cùng thần tôn, hỏi một chút thái độ đối đãi của hắn đối với Cửu Thiên Thần Giáo, bảo đảm việc khác sau này cho đầy đủ tôn trọng. Nếu như giải quyết thuận lợi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, cũng sẽ trả lại trái tim và đầu của ngươi. Ngươi ngu xuẩn, hồ đồ, coi như cần đàm phán, cũng không có nói như ngươi thế được. Đây là cách ngươi xử lý chuyện sao? Cửu Thiên Thần Tôn là sư phụ ngươi, ngươi không có học được nửa điểm khôn khéo sao? Vốn là Cửu Thiên Thần Giáo cao quý, lại muốn bị ngươi tai họa thành ổ thổ phỉ. Chu Nguyên Bá giãy giụa gầm thét, nhưng không tiếp tục bạo động quá phận. Hắn thấy, lão tặc Đông Hoàng Càn hẳn chỉ đang tức giận chí tôn hoàng đạo không có tôn trọng bọn hắn, không cùng bọn hắn cùng nhau chủ đạo hành động, đợi đến hoàng thành nơi đó, tất nhiên sẽ thả hắn ra. Nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới, một khi hắn tiến đến, cuối cùng cũng sẽ không ra được. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, Cửu Thiên Thần Giáo sớm đã kết minh cùng Xí Thiên Giới. Sau khi xác định Chu Nguyên Bá không còn chống cự, Đông Hoàng Càn đã quả quyết ra lệnh. Lập tức thu dọn đồ đạc,
thứ có thể mang thì đều mang toàn bộ lên cho ta. Một giờ sau, bỏ thành. Lĩnh mệnh. Tại các nơi trong hoàng thành, toàn thể cường giả cao tầng quát lớn, các đệ tử và trưởng lão không rõ tình huống cũng đều thuận thế tiếp nhận chỉ lệnh. Khi Chu Thiên Thần Điện cùng các cường giả quang mang thần điện còn đang lao tới Xích Thiên Hoàng Thành, Cửu Thiên Hoàng Thành tại bầu trời đã ầm vang rơi xuống, nện vào bên trong hải triều mênh mông. Đông Hoàng Càn và các cường giả không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, liên thủ xé mở không gian, thẳng đến di tích thiên môn trung ương. Võ giả không gian dưới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, cường giả như ý linh văn niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở xuống, toàn bộ bị phong cấm bên trong thánh khí không gian. Ngày mùng 4 tháng 9, các cường giả hai tòa hoàng thành Chu Thiên cùng quang mang vượt qua mấy vạn dặm, lần lượt đến Xích Thiên Hoàng Thành. Xích Thiên Thần Tôn đã bắt đầu khẩn trương cùng đề phòng. Bây giờ Hoàng Đạo Thiên Khải khẳng định đều đang mật thiết giám sát Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền bọn hắn, đột nhiên hành động như thế, khẳng định sẽ gây nên chú ý. Mặc dù làm giao dịch cùng đế tộc, nhưng vẫn rất không yên lòng. Hắn bắt đầu cầu nguyện hành động tiếp theo đều sẽ tiến hành thuận lợi, nếu như Khương Phàm thật sự đang ở Xí Thiên Giới, nếu quả thật có thể giải quyết triệt để Xí Thiên Giới, bọn hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất, tái tạo Thiên Trụ Sơn, bằng vào thông thiên tháp kết nối Thiên Khải cùng Thương Huyền. Nói cách khác, sau 10 ngày nửa tháng, bọn hắn liền có thể một lần nữa trở về. Như thế này coi như Hoàng Đạo Thiên Khải muốn làm thứ gì, coi như đế tộc muốn mưu đồ cái gì, cũng đều không có cơ hội. Bọn hắn còn có thể lập tức liên hệ đế tộc, để bọn hắn bí mật xử lý sạch phần giao dịch khuất nhục kia. Như vậy thì lập tức có thể giải quyết triệt để Khương Phàm, lại có thể thu hoạch được trụ trời hoàn chỉnh, còn có thể tránh cho bị đế tộc tính toán, một công ba việc. Nhưng chờ lại chờ, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được đám người Đông Hoàng Càn này. Theo lý thuyết, người của Cửu Thiên Hoàng Thành hẳn là đuổi tới càng nhanh, Xích Thiên Thần Tôn còn chuẩn bị tự mình thương lượng một phen cùng Đông Hoàng Càn, bảo đảm lão già điên kia có thể phối hợp bọn hắn hành động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ giữa trưa lại đến đêm khuya. Bầu không khí náo nhiệt tại Xích Thiên Hoàng Thành từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người đều bắt đầu bất an. Còn chưa tới sao? Là trên đường xảy ra chuyện gì, hay là Cửu Thiên Hoàng Thành từ chối phối hợp? Nhưng ngẫm lại tính cách kia của Đông Hoàng Càn, hẳn là lão phong tử này đang cố ý đùa nghịch, tới vẫn sẽ tới, nhưng về thời gian hẳn là ngày mai, thậm chí là ngày kia. Cho nên, chờ một chút đi. Đảo mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai, vẫn không có đợi được Cửu Thiên Hoàng Thành, lại đột nhiên nghe được bạo hưởng đinh tai nhức óc, rất xa xôi, rất phiêu miểu. Lại rõ ràng có thể nhìn thấy mênh mông thâm không hư vô nổi lên gợn sóng kịch liệt. Chẳng lẽ Cửu Thiên Hoàng Thành bị tập kích? Xích Thiên Thần Tôn nhao nhao bay lên không, ngắm nhìn phương hướng Cửu Thiên Hoàng Thành, nhưng rất nhanh đã liên tiếp quay đầu, nhìn đến các phương hướng khác. Là phương hướng di tích Thiên Môn Trung Ương sao? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Giống như thật sự là nơi đó, nếu không phải vậy thì ai có thể gây nên oanh động quy mô như thế này? À, không đúng. Nơi đó, bọn người Chu Phục Sinh bỗng nhiên biến sắc, đều có loại dự cảm bất tường. Giờ khắc này, di tích Thiên Môn Trung Ương đã bị tứ phương Chí Tôn Hoàng Đạo Liên Hợp trấn thủ, cường quang ngập trời, tuôn ra như gió lốc, thẳng tới hư vô không gian, lại như hải triều chảy ngược, chiến trường lắc lư mênh mông. Phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí là trong mười mấy vạn dặm, đều thấy được ánh sáng kinh khủng tuyệt thế kia, đều cảm nhận được lắc lư mãnh liệt. Ngay cả hư vô đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, giống như mưa to gió lớn quét sạch dưới hải dương, sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Hơn phân nửa thiên khải trung bộ đều bị kinh động, nhao nhao nhìn ra xa nơi này. Sau mấy tiếng, Xích Thiên Thần Tôn huy động liệt diễm, dẫn đầu kéo đến nơi này. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy không gian đang tàn phá bừa bãi, hoắc loạn thiên địa, vặn vẹo hư vô, tình cảnh giống như là thế giới gặp tận thế. Sông núi cùng không gian vô tận mãnh liệt lung lay. Chu Phục Sinh, Chu Ngạo Hoàng, Chu Diễm và các cường giả theo sát ở phía sau, sắc mặt khó coi, tim lại đập loạn. Xảy ra chuyện gì? Đây là di tích Thiên Môn đang sụp đổ sao? Vốn đang tốt mà, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Không phải nói ngày 6 mới tấn công sao? Bây giờ chỉ là vừa mới đến ngày 5 thôi mà. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Xích Thiên Thần Tôn phóng thích thần uy, cưỡng ép tiến đến gần đó di tích. Không gian nổi sóng chiều dâng cao như phong bạo diệt thế muốn xé rách cả hư không, vặn vẹo lên hư vô,
các loại cường quang như lôi chiều hỗn độn đờ nát tràn ngập trong đó, năng lượng bạo động để cho người ta sợ hãi khó có thể bình an. Nhưng, thứ để bọn hắn thật sự có phản ứng, thậm chí sợ hãi chính là, tại biên giới khu vực bạo động, có từng viên tinh cầu không gian đang lơ lửng, bên trong rõ ràng là những cái đầu đẫm máu. Toàn bộ đều là đám người chấn thủ của Chí Tôn Hoàng Thành bọn hắn ở di tích Thiên Môn. Ai giết bọn hắn? Ai dám giết bọn hắn ở chỗ này? Chẳng lẽ là đế tộc sao? Vẻ mặt của Xích Thiên Thần Tôn càng ngày càng nghiêm trọng, hô hấp đều trở nên lộn xộn. Cha, cha ngay Cửu Thiên Hoàng Thành đang ở đâu? Đi theo ta. Chu Ngạo Hoàng cơ hồ là gào thét lên, hắn phát động liệt diễm, lao thẳng đến phương hướng Cửu Thiên Hoàng Thành. Di tích Thiên Môn sụp đổ, mang ý nghĩa Thiên Trụ Sơn tại Thương Huyền đã bị hủy triệt để, con đường trên dưới đã bị cắt đứt. Đám người Đông Hoàng Càn kia từ đầu đến cuối không có đến Xích Thiên Hoàng Thành đưa tin, nơi này lại không có Cửu Thiên Thần Giáo trấn thủ, có thể là bọn hắn đã sớm đi xuống. Nhưng, Lão Tổ Chu Nguyên Bá đâu? Hắn phụng mệnh tiến về Cửu Thiên Thần Giáo đàm phán, vì sao còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là bị hại sao? Xích Thiên Thần Tôn gắt gao nắm chặt nắm đấm, thần uy kinh khủng đang bạo động. Gãy mất. Kết nối giữa Thiên Khải cùng Thương Huyền đã triệt để gãy mất. Bọn hắn bị vây ở Thiên Khải chiến trường. Nhưng, đây còn không phải là chuyện quan trọng nhất. Nếu như Cửu Thiên Hoàng Thành nơi đó thật sự không có ai, Đông Hoàng Càn đã sớm đi xuống, vậy thì một khả năng khác đã liền xuất hiện. Nội ứng mà Quang Mang Thần Tôn hoài nghi, chẳng lẽ là Cửu Thiên, Thần Giáo. Xích Thiên Thần Tôn thì thào khẽ nói, thanh âm đều mang theo từng tia rung động. Cửu Thiên Thần Giáo. Là Cửu Thiên Thần Giáo. Thật sự là Cửu Thiên Thần Giáo sao? Không thể nào. Làm sao Cửu Thiên Thần Giáo có thể hợp tác cùng Khương Phàm? Nhưng, nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, giống như đều nói được. Vì sao Khương Phàm có thể không kiêng nể gì cả? Vì sao Khương Phàm luôn có thể sớm biết kế hoạch của bọn hắn? Vì sao Cửu Thiên Thần Tôn liên hợp cường giả toàn Thương Huyền đều không thể tìm thấy được Xí Thiên Giới ở trong hư không? Những chuyện này chỉ có thần tộc không gian đứng ở sau lưng Khương Phàm mới có thể giải thích được. Nói như thế, Cửu Thiên Thần Tôn, là còn sống hay đã chết? Xích Thiên Thần Tôn gắt gao nhìn chằm chằm không gian bạo động, toàn thân nổi lên từng cơn ớn lạnh. Một loại hồi hộp chưa bao giờ có, kích thích thân thể già nua của hắn đang nhẹ nhàng run run. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, chiến tranh ở phía dưới. Khẳng định đã bạo phát. Trạng vạng tối vào ngày hôm trước, cũng chính là vào ngày 3, Đông Hoàng Càn xuyên qua con đường không gian, giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Lúc đó, ở gần Thiên Trụ Sơn, các cường giả Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện đều đã được tập kết toàn bộ. Tính cả chiến thú bảo vệ của Chu Thiên Thần Điện là Hoàng Kim Bỉ Mông, tổng cộng 2 thần tôn, 4 thánh hoàng, 9 thánh vương, 13 thánh linh. Bán thánh cùng Niết Bàn Cửu Trọng Thiên đạt tới hơn 30 người. Đây là đều hạ phòng ngự ở Hoàng Thành Thiên Khải cùng tổ địa xuống đến cực hạn, có thể tới toàn bộ đều tới. Vì để tránh để cho Xí Thiên Giới cảnh giác, bọn hắn đều dùng hết khả năng rời xa ngoài bộ phận lộ ra kia của Xí Thiên Giới. Thời gian cách vây bắt còn lại 3 ngày, bọn hắn càng là cẩn thận. Thiên Cực Giới, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Ma Tộc đều là đến Thiên Trụ Sơn vào hôm nay. Thao Thiết Yêu Tộc dự tính trong 2 ngày liền có thể đến. Dựa theo yêu cầu bí mật của đế tộc, sau khi Thái Cổ Thần Miếu nhận được chỉ lệnh của Chí Tôn Hoàng Đạo, là phải tận lực trì hoãn mấy ngày, tốt nhất đuổi tới tại cùng ngày bộc phát chiến tranh. Như thế này thì có thể giảm bớt áp lực cho Xí Thiên Giới, tạo cơ hội chạy trốn cho Khương Phàm, thuận tiện nhúng tay đại sự Thương Huyền sau này. Nhưng, bọn hắn chung quy vẫn còn dân Thương Huyền, thực sự không chịu được loại chỉ lệnh này. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, bọn hắn chẳng những không có trì hoãn, còn lại đột nhiên tăng tốc sau mấy ngày, muốn tới Thiên Trụ Sơn đúng lúc, còn phải phối hợp với Chí Tôn Hoàng Đạo, triệt để tiêu diệt Xí Thiên Giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tâm tư. Chính là sau khi chiến tranh bộc phát, tận lực tránh cho chính diện liều mạng giao phong cùng đám dân Xí Thiên Giới kia, chủ yếu giao chiến trường cho Chí Tôn Hoàng Đạo. Về phần Trấn Nam Yêu Quốc, Khổng Tước Sơn và các hoàng tộc khác, chính là dựa theo thời gian ước định nhanh chóng tới gần Thiên Trụ Sơn, dự tính trong vòng 2 ngày đều sẽ đến nơi toàn bộ. Dưới cục diện khẩn trương lại vi diệu này, Đông Hoàng Càn đã giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Mượn nhờ không gian đang bạo động xung quanh tế đàn làm hỗ trợ, che giấu đi khí tức cùng bóng dáng,
vòng vào sâu trong hư không hỗn loạn, tiếp xúc với Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới đã sớm đang đợi, sau khi phát giác được bọn hắn đang tiếp xúc thì lập tức mở ra, tiếp nhận đi đến. Thiên Hậu, lại gặp mặt. Rốt cuộc Đông Hoàng Càn cũng đã thấy được Thiên Hậu chuyển kiếp, trừ bộ dáng hơi có vẻ non nớt thanh tú ra, cơ hồ không có gì khác tiền thế cả. Tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian diễn luyện phối hợp cùng bọn người Kiều Vô Hối, chuẩn bị khai chiến. Thiên Hậu đợi được Đông Hoàng Càn, cũng nhẹ nhàng thở ra, so với mong muốn còn trước thời hạn, vừa vặn có thể lấy ra một hai ngày quen thuộc cùng bọn người Kiều Vô Hối, không hy vọng xa vời có bao nhiêu ăn ý, ít nhất phải hiểu rõ một ít phương thức chiến đấu của nhau. Khương Phàm đâu, cũng không nguyện ý tới đón đợi ta, chúng ta đây là đến giúp liều mạng. Đông Hoàng Càn vẫn ngắm nhìn đám người liên tiếp bay tới xung quanh kia, đôi mày rậm hơi nhíu lại, hắn đã nhận ra khí tức Thánh Hoàng mới. Đó là lão tổ hỗn độn chiến tộc. Chí tôn hoàng đạo bồi dưỡng một Thánh Hoàng đều khó khăn trùng điệp, vậy mà hắn chỉ mới đến mấy năm ngắn ngủi đã đột phá, xem ra Xí Thiên Giới thật sự rất thích hợp với hỗn độn chiến tộc. Đang đột phá, cũng sẽ nhanh thôi. Thiên Hậu trả lời. Đột phá, không phải hắn đã là Thánh Vương rồi sao? Đông Hoàng Càn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Xông đến Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, nói đùa, hắn vừa Thánh Vương một năm, liền muốn xông đến Thánh Hoàng. Hắn ăn thiên đan rượu dược gì? Chờ một chút, hắn sẽ không đi thu hồi lại cái đầu kia của hắn đấy chứ? Chính là cái đầu kia. Bây giờ liền dùng, không đợi Thánh Hoàng sao? Bây giờ không cần, chờ không đến Thánh Hoàng. Cái kia, vậy cũng đúng. Gò má trên khuôn mặt già nua của Đông Hoàng Càn có chút run run, tên kia muốn đến Thánh Hoàng rồi. Hắn dùng dòng dã 200 năm mới đăng lâm Thánh Hoàng, Khương Phàm đây mới mấy chục năm. Dù sao cũng là trùng tu, người ta kiếp trước là thần linh lên trời chứng đạo. Lan Độ ở phía sau nhắc nhở, cái này có cái gì tốt để ghen tị, hẳn là nên vui mừng mới phải. Nếu quả thật Khương Phàm có thể đi đến Thánh Hoàng, liền có thể kích phát ra uy lực thật sự của Liệp Thần Thương, hình thành phối hợp tuyệt diệu cùng thần tôn bọn hắn. Khương Phàm tiến đến Thánh Hoàng, tương đương với việc đã có được sức tự vệ, không đến mức bị thần hoàng tùy tiện diệt sát. Xí Thiên Giới đâm cháy Thiên Trụ Sơn, có thể cắt đứt liên hệ, nhưng vẫn có hai vị thần linh, số lượng lớn Thánh Vương cùng Thánh Hoàng, Xí Thiên Giới có thể chống đỡ được sao? Vẻ mặt của Đông Hoàng Hoa Thanh trở nên nghiêm trọng, trận đối kháng toàn diện này tới quá đột nhiên, ai cũng không chuẩn bị tốt. Nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó. Gánh không được, nếu như chỉ là một thần linh bạo kích, hẳn là có thể kiên trì một thời gian, nhưng lực phá hoại của Chu Thiên Thần Tôn là số một thương huyền, tốc độ của Quang Mang Thần Tôn càng là sánh vai Cửu Thiên Thần Tôn, bọn hắn liên hợp bạo kích, Xí Thiên Giới căn bản không bỏ rơi được, cũng gánh không được. Chiến thuật của các ngươi là trước chiến lại lui, sau khi Khương Phàm đột phá, liên hợp với Cửu Thiên Thần Tôn, nghênh chiến hai đại thần linh. Không hy vọng xa vời sẽ giết ai, nhưng nhất định phải trọng thương bọn hắn. Chúng ta phối hợp cùng các ngươi, chặn đánh cường giả hoàng tộc hoàng đạo, tận lực săn giết một bộ phận. Đến lúc đó lại co về Xí Thiên Giới, chạy đến phía Tây. Chỉ cần hỗn chiến lúc đầu có thể làm bọn hắn bị thương đủ nặng, chúng ta có thể kiên trì đủ lâu. Tại sao muốn đi Tây Bộ, nơi đó có cái gì? Thần thụ thế giới, thượng cổ thần đình. Đó là thứ đồ chơi gì? Chờ một lúc lại giải thích, người mới từ Thiên Khải trở về, có biết Chí Tôn Hoàng Đạo đã làm giao dịch gì cùng đế tộc không? Ta bắt Thánh Hoàng thứ hai của Xích Thiên Thần Triều, Trung Nguyên Bá. Hỏi qua chưa? Hỏi cũng như không hỏi. Loại giao dịch cực đoan này, hắn là Thánh Hoàng tuyệt đối không thể nào tiết lộ cùng chúng ta. Nếu như hắn biết mình thật sự là bị bắt, chuyện gì cũng đều làm được ra, nếu như lại phát nổ, Xí Thiên Giới liền phế đi. Ngươi vẫn là nói cho ta biết một chút, ngươi vừa nói cái gì? Thần thụ, nơi sâu nhất trong Xí Thiên Giới. Liệt diễm mãnh liệt, táo bạo mà hừng hực, bao phủ dãy núi, đốt cháy cả đất trời. Xung quanh trọn vẹn 800 dặm đã triệt để biến thành hồ dung nham. Ánh sáng màu đỏ như máu chiếu rọi khắp nơi, vặn vẹo lên không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy được hư ảnh Chu Tước, dương cánh bay cao, quan sát dung nham, bễ nghễ trước vạn linh. Mặc dù nó đang cúi đầu, nhưng lại tràn ngập uy thế khủng bố, giống như biển động vô hình, cuồn cuộn không dứt, đánh thẳng vào mấy ngàn dặm mênh mông. Âm thanh tiếng gáy to khi thì phiêu miểu khi thì chân thực, càng mang theo túc sát vô tận, để tất cả linh cầm bên trong Xí Thiên Giới đều hồi hộp,
Kiều Vô Hối, Kiều Hinh, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, những phượng hoàng này, toàn bộ vần quanh ở gần đó, chờ đợi Khương Phàm đột phá, cảm nhận được thần uy Chu Tước đang thức tỉnh. Mặc dù bị sát uy cuồn cuộn đập vào mặt, để bọn hắn nhận lấy áp bách cực kỳ đau đớn, từ linh hồn đến huyết mạch đều muốn thần phục, nhưng ai cũng không hề rời khỏi, cũng đều đang kích động, cũng đều đang mong đợi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có chân chính bước lên thánh hoàng cảnh, mới có thể xem như Chu Tước thật sự trở về, huống chi Khương Phàm đang dung hợp đầu lâu kiếp trước của hắn. Đầu của Chu Tước lại còn đánh mất xuống từ trên đăng thiên kiều. Nếu như nói lúc ấy đã bắt đầu biến đổi đến đế cảnh, như vậy trái tim và đầu lâu cùng các bộ vị quan trọng, không thể nghi ngờ là bắt đầu trước nhất. Nói là đứng đầu bán đế, cũng đều không quá đáng chút nào. Huống chi lại còn bị Tu La mang đi, phong ấn bảo hộ. Bây giờ mở ra, vẫn y hệt như năm đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Khương Phàm nói phải dùng đầu của Chu Tước trùng kích cảnh giới thần linh, bởi vì nó xác thực có phần uy lực này. Đáy hồ nham thạch cuồn cuộn, toàn thân Khương Phàm sôi trào tinh huyết, sinh cơ thịnh vượng bành trướng. Đầu lâu đang toàn diện dung hợp cùng thân thể mới, kích phát ra tiềm lực của xương cột sống, tư dưỡng huyết nhục hải cốt. Cái đầu lâu này xác thực đã được bảo tồn rất hoàn chỉnh, còn một mực dùng thần huyết tẩm bổ. Bây giờ dung hợp đầu lâu, thần huyết nhập thể, Khương Phàm như là tìm về cảm giác kiếp trước. Nhiều loại ký ức kỹ càng, cũng giống như màn mưa xẹt qua ý thức, để hắn như là đang chân chính dung hợp cùng tiền thế. Càng quan trọng hơn là, sát chiêu phong tồn trong đầu ở kiếp trước những kia cũng được rót toàn bộ vào ý thức Khương Phàm. Những sát chiêu này đều là trong mấy lần tử vong ở kiếp trước, được đại niết bàn thuật lắng đọng xuống. Ví dụ như, luân hồi kiếm thuật. Ví dụ như, quang mang thần thuật. Thời điểm làm cho Khương Phàm phấn chấn nhất, bên trong cái đầu lâu này vậy mà lại còn lắng đọng bí thuật không thể tưởng tượng được, thiên kiếp. Kiếp trước hắn tại đăng thiên kiều dẫn thiên kiếp mà chết, nhưng thần hồn câu diệt, không thể niết bàn, theo lý nói không nên lắng đọng năng lượng thiên kiếp, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, vậy mà lại lưu lại vài tia áo nghĩa. Mặc dù không phải uy lực thiên kiếp thật sự, nhưng đã có thể nhìn trộm sát uy vô thượng kia. Tất nhiên đây có thể sẽ vì tương lai hắn lên trời chứng đạo, cung cấp tham khảo. Khương Phàm không có lập tức nghiên cứu những bí thuật kia, bởi vì thời gian cấp bách, hắn chỉ muốn thăng hoa linh văn, đột phá cảnh giới. Cũng may dung hợp đầu lâu rất thuận lợi, thần huyết tẩm bổ, thần cốt giao hòa, hắn đã bắt đầu biến đổi, đầu tiên là thánh hoàng thiên phẩm linh văn, giao hòa trong kiếp trước kiếp này, bước vào thần văn cao ngạo, sau đó liền thăng hoa toàn diện huyết nhụ, cơ thể. Xông vào thánh hoàng cảnh. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, lắng đọng bản thân mới. Đây là bộ bản thân thứ 7 mấu chốt nhất, càng là ỷ vào quan trọng để hắn có thể vượt qua trận tai kiếp khó khăn này. Sáng sớm ngày 4 tháng 9, Đông Hoàng Càn đến sau 11 tiếng, người của Cửu Thiên Thần giáo đã giáng lâm Xí Thiên giới. Khi mà Đông Hoàng Toại đi qua báo cáo trước đó, đại trưởng lão đã đuổi tới thần giáo sớm nửa ngày. Cửu Thiên Thần Tôn triệu tập tất cả cao tầng tập kết khẩn cấp, chính thức tuyên bố bí mật kết minh giữa bọn hắn cùng Xí Thiên giới, sau đó đều thu các đệ tử cùng trưởng lão vào chiến thuyền không gian, ẩn vào hư không. Không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên cùng các linh văn như ý và linh văn khác thì là niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên, đi theo thần tôn dùng tốc độ nhanh nhất đến Xí Thiên giới. Thần tôn giáng lâm để bầu không khí bên trong Xí Thiên giới thoáng phấn chấn. Nhất là đội hình hai vị không võ thánh hoàng, một vị không võ thánh vương, ba vị như ý thánh vương, cùng 13 vị thánh linh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực cùng nội tình của Cửu Thiên Thần giáo. Mặc dù thần giáo không tiếp tục bồi dưỡng được thần hoàng, nhưng bằng năng lực đặc biệt của võ giả không gian tùy tiện xuyên thấu hư không, bọn hắn vẫn siêu tập đủ nhiều tài nguyên tại các nơi trên thế giới, cùng chiến trường thiên khải, cho nên tại vấn đề bán thánh, thánh linh và thánh vương. Thực lực không kém gì những chí tôn hoàng đạo truyền thừa vài vạn năm như Đại Quang Mang Thần Điện kia. Sau khi thần tôn cùng thiên hậu an bài xuống, hai bên đã tìm kiếm đối tượng phối hợp của riêng phần mình, làm sâu sắc nhận biết, diễn luyện hiệp đồng tác chiến. Rạng sáng ngày mùng 5 tháng 9, Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, tụ tập liệt diễm đất trời, lấy tư thái thánh hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu hỏa chiếu rọi khắp nơi, phần diệt thiên địa. Sát huy tràn ngập đất trời như muốn tràn ngập cả vạn dặm Xí Thiên, thần nhãn trở lại đầu, tái hiện thần uy chân chính, cường quang bắn tung tóe ở bên trong, có hình ảnh đất trời bị hủy diệt,
có hình ảnh chư thần gào thét tuyệt vọng, như là ở cảnh tượng kiếp trước thấy vĩnh viễn ở lại trong cặp mắt kia, mang cho tất cả mọi người áp bách khó mà chống cự được. Kiều Vô Hối quỳ lạy, mặc dù khoảng cách từ Thánh Hoàng đến Thần Linh vẫn còn có khoảng cách xa xôi, nhưng ở trong lòng bọn họ, Khương Phàm bây giờ đã là tồn tại gần với Thần Linh. Chúc mừng, ngươi có thể đi đến Thánh Hoàng, ta đi cũng an tâm. Cửu Thiên Thần Tôn cũng không nghĩ tới bọn người Đại Quang Mang Thần Điện có thể đột nhiên bày ra một trận vây bắt như thế này, đây không phải chiến trường hắn mong muốn, cũng không phải thời gian mà hắn chờ đợi, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Không quan trọng thời gian và địa điểm, Khương Phàm có thể đột phá tại thời khắc mấu chốt, chỉ ít có hắn cũng thể buông xuống một nửa âu lo trong lòng. Ta phục sinh Đan Hoàng, là hy vọng ngài có thể lại sống thêm mấy năm, có thể nhìn ta trùng kiến vạn thế, đăng lâm thiên khải. Điều mà Khương Phàm không muốn nhìn thấy nhất chính là Cửu Thiên Thần Tôn chịu chết trong chiến tranh, mà là sau khi nhìn thấy hắn thật sự cường đại, yên tâm bình yên ngủ say. Chỉ cần ngươi có thể còn sống vượt qua trận chiến này, ta chết cũng không tiếc. Cửu Thiên Thần Tôn đưa cho Khương Phàm một viên đan dược. Đây là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, ta vô dụng, cũng không cần. Ngươi dùng đi, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tại chiến trường. Ngài giữ đi, phối hợp với Thuần Dương Thiên Nguyên Đan, hẳn là càng có hiệu quả. Nhận lấy, nó càng thích hợp ngươi. Sau khi ra ngoài, liền không về được nữa, Cửu Thiên Thần Giáo. Giao cho ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài, cũng sẽ không phụ lòng Cửu Thiên Thần Giáo. Ta tin tưởng ngươi, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn ngươi. Cửu Thiên Thần Tôn nhìn Khương Phàm, gương mặt già nua nghiêm túc lộ ra nụ cười thản nhiên khó có được. Kiếp trước không có cùng ngươi kề vai chiến đấu, kiếp này ngươi đưa ta đoạn đường cuối cùng này. Ta vô cùng vinh hạnh. Khương Phàm đưa ý thức giao hòa cùng Liệp Thần Thương, sát ý bạo động, khuấy động toàn thân. Cửu Thiên Thần Tôn ngưng âm thành tuyến, nói riêng một câu. Điều sau cùng mà ta muốn nhìn thấy, chính là ngươi và Như Ảnh có thể có hài tử. Không phải ta đang nói đùa cùng với ngươi, bởi vì ta biết bí mật của Lục Táng và Lục Đạo. Nói xong, không đợi Khương Phàm phản ứng, thanh âm uy nghiêm của Cửu Thiên Thần Tôn nương theo uy lực không gian, truyền khắp toàn trường. Ta phối hợp cùng Khương Phàm, nghênh chiến hai đại thần tôn. Đông Hoàng Càn liên thủ Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Toại liên thủ Khương Quỳ, săn giết toàn trường, ứng biến chuyện ngoài ý muốn. Tất cả những người còn lại, dựa theo kế hoạch đã định, nghênh chiến Thương Huyền. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập, cục diện Thương Huyền sẽ chính thức được chỉnh sửa. Vinh quang tổ địa chúng sinh, lại lần nữa huy hoàng khắp thiên hạ. Ta không nhìn thấy ngày đó, nhưng hy vọng các ngươi đều có thể nhìn thấy. Trận chiến này nếu như thành, vạn thế đương lập, tương lai Thương Huyền thịnh thế, ổn thỏa như ngài mong muốn. Chúng ta, cung tiễn thần tôn. Bọn người Kiều Vô Hối, Khương Quỳ xoay người hành lễ với thần tôn, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều kính sợ. Đông Hoàng Càn và đám người của thần giáo nhao nhao quỳ xuống, trong mắt chứa lệ, bi thống không nỡ rời. Bọn họ cũng đều biết, Cửu Thiên Thần Tôn là thật sự chịu chết chiến một trận, đến lúc đó chiến trường hỗn loạn, chỉ sợ bọn hắn không có thời gian cáo biệt, liền ngay bây giờ. Đại lễ cung tiễn. Sáng sớm, ánh sáng chiếu phá màn đêm, rọi khắp mọi nơi, bầu không khí bên ngoài Thiên Trụ Sơn trở nên náo nhiệt. Bởi vì một chi đội ngũ cuối cùng của Thanh Bình Hoàng Triều đã chạy tới. Đến tận đây, ngoại trừ đội ngũ Xích Thiên Thần Triều đang tập kết tại Thiên Khải Chiến Trường, cùng Cửu Thiên Thần Giáo sắp đến ra, thì các hoàng tộc hoàng đạo khác toàn bộ đều đã đến dựa theo thời gian dự định. Số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này đạt đến trình độ khủng bố. 8 vị Thánh Hoàng, hơn 20 Thánh Vương, hơn 60 vị Thánh Linh, để ngay cả những Thánh Vương kia đều cực kỳ hiếm thấy các cường giả hoàng tộc thấp thỏm lo âu, nhưng tương tự kích tình đều bành trướng. Đội hình như vậy hẳn là gấp 3-4 lần Xí Thiên Giới, chờ Xích Thiên Thần Triều, Cửu Thiên Thần Giáo lại tới, số lượng càng là khủng bố. Đừng nói là vây bắt Xí Thiên Giới, đều có thể tùy tiện giày xéo. Có thể tự mình tham dự vào trong cuộc chiến tranh như thế này, cũng coi là đáng để dư vị cả đời. Chỉ là tâm tình Khổng Tước Yêu tộc rất phức tạp, có một lần bọn hắn cơ hồ là thấy được hình ảnh Khương Phàm cùng đám Phượng Hoàng bị tàn sát thảm liệt, chuyện này khiến bọn chúng kháng cự càng mâu thuẫn. Dù sao đó cũng là tổ mạch. Hai là Cửu Thiên Thần Giáo lại nhắc nhở bọn hắn phải tùy cơ ứng biến, chẳng lẽ trong này còn có thể có thay đổi gì sao?
Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn một bên thét lên ra lệnh bọn hắn khống chế khí tức, một bên tự mình an bài chiến thuật. Bởi vì phạm vi của Xí Thiên Giới cực kỳ khổng lồ, sau khi Tam Đại Thần Tôn bổ ra Xí Thiên Giới, năng lượng sẽ dẫn bạo Xí Thiên Giới, hủy diệt Thiên Trụ Tế Đàn, cho nên phạm vi bị tác động sẽ có đến mấy vạn dặm. Vì để tránh cho bên trong Xí Thiên Giới có người thừa cơ thoát khỏi, Thao Thiết Yêu Tộc, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Ma Tộc, Thiên Cực Giới, còn có Cửu Thiên Thần Giáo sắp đến, đều cần phân tán đến các vị trí khác nhau. Tám đại hoàng đạo, tám vị trí. Đương nhiên trọng điểm là các mục tiêu chủ yếu như Khương Phàm cùng Thiên Hậu. Mặc kệ trong lúc hỗn loạn ai gặp phải bọn hắn, nhất định phải không tiếc cái giá nào mà cuốn lấy, liên hệ Không Võ Lân Cận, đi thông báo thần tôn. Tầm quan trọng của hành động lần này không cần ta lại lắm lời. Ba thần tôn chúng ta liên thủ, bổ ra Xí Thiên Giới dễ như trở bàn tay, trọng điểm là năng lượng mà bảo tạc đưa tới, nhất định có thể xé rách không gian, hoắc loạn càn khôn, cho nên khó khăn là ở chỗ phải làm như thế nào để khóa chặt mục tiêu trong hỗn loạn. Thực lực của Khương Phàm tăng cường rất nhanh, nửa năm này hẳn là có thể đến đỉnh Thánh Vương, trong tay lại có Liệp Thần Thương, nhất định sẽ uy hiếp Thánh Hoàng, cho nên nếu như gặp phải Khương Phàm, tuyệt đối không được ham chiến, dây dưa làm chủ. Còn lại là do Thiên Cực Giới phụ trách thông báo. Chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, nhất định có thể một mẻ hốt gọn bọn người Khương Phàm. Nhưng, ta cảnh cáo trước, nếu như sau khi có người nào đó cản trở được Khương Phàm, không thể kịp thời thông báo, để Khương Phàm thoát thân, sau đó Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta, sẽ liên thủ diệt tộc các ngươi. Nhưng, lúc Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn đang hung tợn cảnh cáo tất cả các chủ nhân Hoàng Đạo, Xí Thiên Giới lộ ra hư không hơn nghìn dặm phạm vi trong lúc bất chợt lại lay động mãnh liệt. Không gian xung quanh Thiên Trụ Sơn đã hỗn loạn đến vặn vẹo lập tức vang lên tiếng oanh minh dày đặc trầm mặc, hàng tỷ vết nứt như cuồng lôi dã man xé nát đất trời, xuyên suốt hư không. Quá đột nhiên, các cường giả phân tán ở bên cạnh Quang Mang Thần Tôn bỗng nhiên biến sắc, lập tức nhìn về phương hướng tế đàn không gian. Xí Thiên Giới lắc lư, giống như mặt trời sáng chói, hoành hành trong hư không. Nghiền ép thế giới thật, đụng tới con đường không gian đã yếu ớt không chịu nổi. Đây là toàn lực bạo kích, đây cũng là sôi trào lên hỗn độn vô tận xông đến. Không chút huyền niệm, tế đàn không gian theo đó mà sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, tinh thạch đều gào thét. Con đường không gian như một cơn lốc lập tức mất khống chế, hóa thành chiều cường không gian, cuồng dã quét ngang đất trời hỗn loạn, đánh thẳng vào hắc ám hư không, càng là bạo kích lấy phế tích sông núi. Đây là di tích thiên trụ sau cùng của Thương Huyền Đại Lục, chấn áp địa tầng, dơ cao tới thương thiên. Đột nhiên sụp đổ đã chấn động đến cửu thiên, đã kinh động đến thập địa. Phạm vi 10 vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm tại thời khắc này đều xuất hiện rung chuyển kịch liệt, như là địa chấn tuyệt thế, để phòng ốc lay động, để kiến trúc sụp đổ, để núi cao vỡ ra, để bụi mù bay lên không trong thời gian rất ngắn, bao phủ trung vực mênh mông, bầu trời tức an tĩnh thì biến thành đại mạc, nhấc lên gợn sóng. Quanh quẩn tiếng oanh minh trầm muộn. Thiên Trụ Sơn đã bị phá hủy triệt để, tế đàn không gian đã chính thức bị cắt đứt. Đây là con đường mà Thương Huyền đau khổ duy trì hơn 3 vạn năm, cũng là tôn nghiêm sau cùng của Thương Huyền tổ địa. Nhưng vào hôm nay, đã tan thành mây khói. Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn chống cự lại không gian bạo động giống như biển động cuồn cuộn kéo đến, kinh ngạc nhìn con đường sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Xí Thiên Giới đột nhiên ra tay. Lại còn là trước khi bọn hắn sắp hành động. Chẳng lẽ, kế hoạch của bọn hắn đã bị khám phá? Hay là lại có người mật báo rồi? Bọn hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Vì sao ra lại xảy ngoài ý muốn? Chẳng lẽ nội ứng không phải Phù Tang Thần Cung? Con đường sụp đổ, Xích Thiên Thần Tôn còn không có xuống tới. Hủy đi Thiên Trụ Sơn, chính là hủy đi con đường sống của các ngươi. Để ta xem các ngươi rời khỏi như thế nào. Quang Mang Thần Tôn nhanh chóng hoàn hồn, uy nghiêm hô to, âm thanh chấn động đất trời, run rẩy hư không, giờ khắc này hắn bá khí vô song, không còn là phiêu giật nho nhã. Hắn đưa tay tế lên một thanh thần kiếm, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu phá sơn hà, chiếu thấu thiên địa, thậm chí muốn chiếu thấu cả trăm vạn năm cổ kim, mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma. Đây là Quang Mang Thần Kiếm. Thần kiếm chấn điện của Quang Mang Thần Điện, làm bạn với Quang Mang Thần Điện trải qua vô số thời gian, từng rung động qua lịch sử, chém giết qua vô số yêu ma, càng từng rơi xuống U Minh,
chiếu phá trăm vạn quỷ vực, còn từng lưu vong vũ trụ, tan biến thời gian vô tận. Nó sinh ra từ hoang cổ, vài lần chìm nổi, vài lần biến mất, nhưng chưa bao giờ thật sự vẫn diệt, cũng chưa từng mở đi ánh sáng. Quang mang thần tôn cầm quang mang thần kiếm trong tay, cường quang vô tận, thiên trụ sơn đang hỗn loạn, hư không đang bạo động, đều chiếu như là trở nên trong suốt, giờ khắc này hắn và thần kiếm như trở thành duy nhất trên thế gian này. Không cần loạn, không có xích thiên thần triều, chúng ta vẫn có thể vây bắt xí thiên giới. Đợi chúng ta bổ xí thiên giới ra, các ngươi dựa theo kế hoạch đã định lùng bắt Khương Phàm cùng thiên hậu. Chu thiên thần tôn vặn vẹo xương cốt toàn thân, giống như vỏ kiếm đang nứt ra, thần huyết bay là tả, thần uy như thủy triều, một thanh thần kiếm màu máu phóng lên tận trời, huyết quang yêu dị nhuộm dần núi sông, bao phủ hư không, để đất trời hỗn loạn vừa mới bị quang mang thần kiếm chiếu giống như ban ngày, bây giờ lại biến thành giống như hoàng hôn che trời. Đây là Chu thiên thần kiếm, quấy lên huyết quang bành trướng, hồi hộp lấy vạn đạo pháp tắc. Chỉ là phần nhuệ khí cùng bá đạo kia đã có thể để chư thiên thần ma sợ hãi, càng có thể làm cho thương thiên thất sắc. Mặc dù không sinh ra từ hoang cổ giống như quang mang thần kiếm, cũng không có danh uy chí cao lưu lại ở lịch sử quá khứ, nhưng Chu thiên thần kiếm là từ vô tận thâm không phiêu lưu đến, 28.000 năm trước mở ra thâm không, bổ về phía thiên khải chiến trường, dẫn phát thần ma thiên khải hỗn chiến, cuối cùng thất lạc nơi biển cả, là do một lão giả đoạt được, cất giấu nơi vực sâu khổ tu 500 năm. Lấy cảnh giới thánh hoàng bước vào thương huyền, mở ra Chu thiên thần điện. Hiện nay, Chu thiên thần kiếm và quang mang thần kiếm, không thể nghi ngờ là tuyệt thế thần kiếm của thương huyền, có thể trấn nhiếp bách tộc thiên khải, có thể chu thiên đạo, có thể đốt đêm tối, có thể chém giết yêu ma, lực phá hoại là bá tuyệt đương thời. Hai vị thần tôn, hai thanh thần kiếm, để nhật nguyệt tinh thần trong thâm không vô tận đều ảm đạm hẳn đi, để chí bảo trấn tộc, cửu lê ma đồ của hoàng đạo ngoại vực kém đi mấy lần. Các cường giả của Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện phấn chấn hô to, Thái Cổ Thần Miếu và các cường giả hoàng đạo thì sợ hãi kiêng kỵ. Tản ra, vây quanh xí thiên giới, chuẩn bị lùng bắt. Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn tế lên thần kiếm, nở rộ thần uy, bọn hắn sôi trào thần huyết, chiến ý vô biên, đôi mắt đều bắn ra thần quang như thiểm điện. Rút lui, rút lui, rút lui. Lão Tổ Cửu Lê và các cường giả nhanh chóng người lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, hình thành vòng vây. Mặc dù biến cố đột phát để bọn hắn bối rối, nhưng mũi tên đã ở dây, không phát không được, huống chi bọn hắn vẫn còn bí mật mưu đồ như cũ, chiếm cứ uy thế như cũ. Chém! Giờ khắc này, ta chờ quá lâu. Quang mang thần điện ở chỗ này đau khổ trông chờ 10 tháng, mỗi ngày đều hận không thể bổ xí thiên giới ra, rốt cuộc bây giờ cũng đã đợi được cơ hội. Mặc dù không chủ động như hắn mong muốn, nhưng cũng không quan trọng. Quang mang thần kiếm bạo động ánh sáng, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chút xuống tia sáng, lại như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ mịt mờ, chiếu thấu vạn cổ, ánh sáng mãnh liệt, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn đảo loạn đất trời đang bạo loạn. Chu thiên thần tôn tế lên chu thiên thần kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết quỹ tích của bầu trời, như là xuyên qua cổ kim. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, muốn chém đến xí thiên giới. Ầm ầm. Sau khi xí thiên giới va sụp con đường không gian thì đều nhanh chóng rút lui, cự vật to lớn với đường kính vạn dặm dùng tốc độ cao nhất di chuyển, trụ trời sụp đổ đưa tới hư không nổi sóng chiều trầm trọng hơn. Mê mụ hỗn độn kịch liệt như biển gầm, giống như biển mây cuồn cuộn, bên trong như là xuất hiện hình ảnh tuyệt thế khai thiên tích địa, có hàng trăm ngàn vạn giang sơn đứng vững, có rừng rậm mênh mông chập trùng. Càng có hoa thơm cỏ lạ, chim bay thú chạy, chư thiên tinh thần. Cổ lão mà đại khí, thần bí mà mênh mông, diễn biến bí mật của đất trời lúc bắt đầu được hình thành. Nhưng ngay lúc quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn kích phát thần uy đến cực hạn, muốn phát ra một kích kinh khủng tuyệt thế, bổ xí thiên giới ra, xí thiên giới đang rút lui, đột nhiên mặt ngoài hiện lên vòng xoáy, liệt diễm xích hồng cuồng bạo lại không mất đi vẻ lộng lẫy, như là hàng vạn ngọn núi lửa tể phát, thao thao bất tuyệt phun ra liệt diễm. Cường quang bành trướng, liệt diễm xen lẫn, hóa thành chu tước dương cánh, từng tiếng gáy to bạo loạn thâm không, dưới thần quang của Chu Thiên Thần Kiếm cùng quang mang thần kiếm, cưỡng ép chống lên ánh sáng thuộc về mình. Khương Phàm, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chu Thiên Thần Tôn cùng quang mang thần tôn hơi phấn chấn tinh thần. Trước đó mặc dù chỉ khẳng định ngoài miệng, nhưng trong lòng xác thực không có lực lượng, không nghĩ tới Khương Phàm lại đang ở đây thật,
Các ngươi tìm ta. Khương Phàm dương hai cánh, đó là phần thiên luyện vực biến thành, liệt diễm cuồn cuộn, như sóng lớn oanh minh, cánh trái là hỗn độn nguyên hỏa, cánh phải là bát hoang tuyệt diễm, đều thể hiện ra uy lực tuyệt thế, trong tay hắn đang nắm lấy liệp thần thương, khí tức sát phạt mênh mông như là đại biểu ý chí đất trời, vặn vẹo hư không. Mặc dù chỉ là tân tấn thánh hoàng, nhưng sau khi dung hợp đầu lâu kiếp trước, đã có thể hơi tản ra thần uy. Nhất là thần văn bắn ra từ trên trán, đơn giản đã thần tính. Ngươi rất rõ ràng tình thế, hôm nay chúng ta không đàm phán với ngươi, chỉ cho hai ngươi lựa chọn. Đầu tiên, chúng ta vây bắt xí thiên giới, đổ sát tất cả mọi người ở bên trong. Thứ hai, ngươi dâng liệp thần thương lên, dỡ phần thiên luyện vực xuống, mang tất cả người sống bên trong xí thiên giới đi ra tiếp nhận đầu hàng, chúng ta có thể. Khi quang mang thần tôn đang nói chuyện, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm khí tức Khương Phàm. Thánh hoàng. Khí tức này rõ ràng là thánh hoàng. Không phải đan dược cưỡng ép thúc dục, bởi vì khí tức rất ổn định. Khương Phàm thánh hoàng rồi. Hắn mới bước lên thánh vương bao lâu, từ khi nào đột phá thánh hoàng lại đơn giản như vậy rồi. Chu Thiên thần tôn cũng phát giác được khí tức của Khương Phàm có sự khác thường. Thánh hoàng. Trách không được Khương Phàm ở lại xí thiên giới thật, thì ra là đang cưỡng ép đột phá cảnh giới. Chu Thiên thần tôn đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu như bọn hắn không thỏa hiệp cùng đế tộc, không có khởi xướng vây bắt, mà thật chờ đợi cái được gọi là ước hẹn một năm, khẳng định Khương Phàm sẽ sớm xuất kích, lấy thánh hoàng cảnh thôi động liệp thần thương, uy hiếp tất cả hoàng đạo. Đến lúc đó, bọn hắn lại lâm vào bị động kéo dài. Nghĩ tới đây, ước định giữa bọn hắn cùng đế tộc cũng không có khó tiếp nhận như vậy lấy. Đừng hòng đi, muốn khai chiến, xí thiên giới chúng ta. Phụng bồi tới cùng, đến đây. Khương Phàm cầm liệp thần thương trong tay, chỉ đến bọn người lão tổ Cửu Lê đang lui lại ở phía xa. Khai chiến ở ngay chỗ này, các ngươi có đảm lượng rời khỏi cái mai rùa xí thiên giới kia. Ngươi không phải là ngươi kiếp trước, ngươi cuồng cái gì. Như thế này càng tốt hơn, bớt đi phiền phức, toàn thể tập kết, chuẩn bị đồ sát. Cửu Lê ma tộc, Thao Thiết, Thiên Cực Giới, Thái Cổ Thần Miếu, toàn bộ vung tay hô to. Các cường giả Chu Thiên thần điện, quang mang thần điện liên tiếp triệu ra vũ khí, chiến ý như thủy triều, oanh động đến hư không đại địa đang bạo loạn. Trước đó, bọn hắn lo lắng nhất chính là xí thiên giới có thể chống đỡ hai người Chu Thiên thần tôn tấn công hay không. Bọn hắn lo lắng nhất chính là sau khi bổ xí thiên giới ra, gây nên bạo tạc thảm liệt, sẽ hình thành hư không loạn lưu càng sâu. Nếu Khương Phàm muốn công khai quyết chiến, vậy thì quá tốt rồi. Đều đã đi ra. Tất nhiên là ta đã chuẩn bị nghênh chiến. Khương Phàm cao giọng thét lớn, âm thanh mãnh liệt như sấm, rung động đất trời hỗn loạn. Giống. Hống hống hống. Vòng xoáy hỗn độn lắc lư kịch liệt, cường quang vặn vẹo, quang ảnh trùng điệp, địa ma thụ giống như là ác thú hoang cổ, vung vẩy 800 sợi dây leo tráng kiện, từ bên trong vòng xoáy hỗn độn dẫy giụa đi ra. Theo cảnh giới được thăng hoa toàn diện, dây leo so với trước đó càng dài, càng tráng kiện hơn. Từ vạn mét đến ba vạn mét không giống nhau, mỗi sợi dây leo đều có thể so với cự long, mặt ngoài giống như được bao trùm lân giáp ác long, phía trước chính là những cái miệng cực lớn mà tinh hồng, trong mồm tất cả đều là từng tầng răng nanh xoáy sâu vào trong. Địa ma thụ cuồng kích dây leo, ma khí như biển, quy mô đã tăng vọt đến 500-300 dặm, giống như là phiến rừng rậm di động. Khí tức kinh khủng, quy mô khủng bố, tiếng gào thét kinh khủng, mang cho toàn trường áp bách đến tuyệt vọng. Ngay cả Chu Thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn đều nhíu mày, không thể không rung động lần nữa, Khương Phàm có thể bồi dưỡng loại quái vật địa ma thụ này đến trình độ như vậy, thật sự là kỳ tích. Chỉ sợ từ hoang cổ đến nay, chỉ sợ tứ đại tộc nhân yêu ma linh sẽ không biết, địa ma thụ còn có thể trưởng thành đến quy mô như vậy, còn có được tiềm lực như thế. Nhưng, quy mô có lớn hơn, có cuồng bạo dã man hơn, thì cũng không bù được số lượng lớn thánh hoàng của bọn hắn vây bắt. Nhất là Thao Thiết Thánh Hoàng, hẳn là rất nguyện ý cùng gia hỏa cuồng bạo này giải quyết ân oán cá nhân. Không đúng, các ngươi nhìn cường giả ở phía trên địa ma thụ, lưu ý khí tức của bọn hắn. Gương mặt lão tổ Cửu Lê có phản ứng, quả quyết tế lên Cửu Lê Ma Đồ, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Cửu Lê Ma Đồ trải rộng ra như vạn dặm sông núi, lấp lóe hào quang cực kỳ kinh người, như tuyệt thế luyện lô, có thể dung luyện trời đất, như đại lục chân thực. Có thể để dầm dĩ thần binh thiên hạ. Bên trong chứa đựng ma thần thức tỉnh,
khống chế cửu lê ma đồ, phát ra tiếng ma hống hùng vĩ. Hạo Ngọc Thành của Thái Cổ Thần Miếu, Kim Giáp Hư Thiên Trùng của Thiên Cực Giới, các thánh hoàng của Thao Thiết Thánh Hoàng, toàn bộ đều tế lên vũ khí, sẵn sàng trận chiến đấu. Minh mông cường quang, uy lực thánh hoàng vô tận, giống như vòng xoáy thâm không, liên tiếp thành hình ở bên ngoài mấy trăm dặm. Địa ma thụ vung vẩy tất cả dây leo, hoàn toàn gạt ra vòng xoáy hỗn độn của xí thiên giới, hình thể kinh khủng tản ra ma uy tuyệt vọng. Ma hoa to lớn nở rộ, huyết quang chiếu rọi bầu trời, yêu dị mà khủng bố, hắc ám như một con mãnh hổ, đong đưa chín con ác thú cự long, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ dáng thực sự của nó, đơn giản là đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Thao Thiết Thánh Hoàng trước đó đều kích động muốn khiêu chiến, thì ngay lúc này nó đã cảm nhận được kiêng kỵ mà trước nay chưa từng có. Nhưng, thứ thật sự kích thích đến toàn trường chính là những sợi dây leo đang giơ lên cao kia. Dây leo tráng kiện quay quanh chỉ lên trời, kéo lên từng con mãnh thú, từng bộ chiến khu. Phượng Hoàng, Kim Hống, Địa Long, Thiên Hồ, Kim Kiêu, vân vân. Yêu thú gào thét, thú văn hóa hình, càng có hỗn độn chiến tộc kích phát huyết mạch, hóa thân thành chiến khu trăm mét, diễn biến hai đầu bốn tay. Bọn hắn thể hiện ra toàn bộ tư thái cùng khí thế mạnh nhất, phóng thích ra uy lực cảnh giới mà không hề giữ lại chút nào. Ở bên trong dây leo hỗn loạn mà cuồng bạo của địa ma thụ, ở bên trong hư không đang rung chuyển, dưới bối cảnh những vết nứt như sấm chiều đang rít gào, thời khắc này, những hình ảnh cùng khí tức tràn ngập kia đều khủng bố đến cực hạn. Thánh Hoàng. Bọn hắn thấy được ngoài địa ma thụ ra còn có ba thánh hoàng khác. Bất Diệt Thiên Hoàng, Đọa Lạc Minh Hoàng, Hỗn Độn Chiến Khu. Thánh Vương. Bọn hắn thấy được hơn 10 vị thánh vương ngoài ý liệu. Chỉ mới không đến một năm mà thôi, xí thiên giới đây đều là thế nào? Bọn hắn dự đoán được sẽ xí thiên giới mạnh lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Nhất là số lượng thánh hoàng, vậy mà đạt đến 5 vị, nghe mà rợn cả người. Phải biết bát bộ hoàng đạo hao hết tài nguyên ngàn năm mới có thể bồi dưỡng được một vị, chí tôn hoàng đạo thì miễn cưỡng có thể bảo chứng được hai vị. Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn đều không thể chấp nhận được sự thật này, rốt cuộc trong khoảng thời gian này xí thiên giới đã trải qua cái gì. Không chỉ có Khương Phàm biến đổi đến thánh hoàng, hắn lại còn cưỡng bức tạo ba vị thánh hoàng mới. Dựa theo mong muốn của bọn hắn, hẳn là bảo đảm ngoài địa ma thụ ra, thì chỉ có thể tạo nên một người, mà nhiều nhất là hai người. Chu Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, trước khi khai chiến, có thể giải đáp một nghi vấn của ta hay không? Ai cho các ngươi lực lượng, có thể không nhìn trụ trời sụp đổ? Các ngươi đã làm giao dịch gì cùng với đế tộc rồi? Khương Phàm nắm chặt Liệp Thần Thương, chỉ đến hai vị thần tôn ở phía xa, Liệp Thần Thương run rẩy dữ dội, khuấy động sát uy kinh thế, giống như là thần ma hoang cổ đang giãy giụa, đang gầm hét giận dữ, đang điên cuồng nóng nảy, nó là đã nhận ra khí tức thần linh, như sói đói gặp được thịt tươi, muốn chủ động bạo kích. Liệp Thần Thương oanh minh, cũng kích phát thần uy của Quang Mang Thần Kiếm và Chu Thiên Thần Kiếm, ánh sáng như mặt trời nở rộ, rọi khắp đất trời hỗn loạn, kiếm khí như thủy triều, vặn vẹo thiên địa pháp tắc. Đều nghe cho kỹ đây, chúng ta có thần, xí thiên mạnh nhất là Khương Phàm. Chúng ta có thánh hoàng, thánh vương, thánh linh, toàn diện đều mạnh hơn xí thiên giới. Không sợ, giết cho ta. Chu Thiên Thần Tôn không có trả lời sự chất vấn của Khương Phàm, mà là gào thét với hư không, bỏ đi sự lo lắng của các phương, chủ động xuất kích, đuổi giết Khương Phàm. Chu Thiên Thần Kiếm âm vang tranh minh, sát uy tuyệt luân, uy lực trảm thiên diệt địa được kích phát toàn diện. Huyết khí mênh mông, giữa đất trời, trong hư không, tất cả đều là màu máu tinh hồng. Bất luận là cường giả vần quanh địa ma thụ, hay là các cường giả Chu Thiên Thần Điện ở phía sau, đều run rẩy toàn thân, giống như không tự chủ muốn uốn lượn bái phục. Khương Phàm, chịu chết đi, chênh lệch giữa Thánh Hoàng cùng Thần Linh, kiếp trước ngươi rõ ràng, kiếp này càng hẳn là đã hiểu. Chu Thiên Thần Kiếm bạo động thần uy, Chu Thiên Thần Kiếm rạch ra trời đất, chặt đứt đại đạo. Bên trong vết nứt hư không như là có khí tức hỗn độn tiêu tán đi ra cái thế giới thật này, khủng bố, tuyệt luân. Khương Phàm ngẩng đầu lên trời hét lớn, tóc dài bay loạn, hai con người kiếp trước cộng minh cùng đầu lâu tiền thế, bộc phát ra thần uy, bảy bản thân yên lặng trong huyết hải của hắn như là bảy tôn chu tước, toàn diện thức tỉnh, như là bảy vị thánh hoàng giao hòa với nhau. Giờ khắc này, khí thế tuôn ra được tăng vọt, hài cốt đôm đốp giòn vang, huyết dịch sôi trào bạo động.
cảnh giới lại lần nữa từ tân tấn thánh hoàng ngang nhiên bước đến đỉnh phong, cơ hồ muốn chạm đến thần uy. Oanh! Liệp thần thương cảm nhận được chiến ý vô tận trong Khương Phàm, cảm nhận được thần uy chu tước quen thuộc, tại thời khắc này, nó đã thức tỉnh toàn diện, như là một côn ác thú đang quay cuồng, như thần ma hét lớn đầy giận dữ, khí tức sát lục kinh khủng như biển gầm ngàn tỷ lớp, trùng kích mênh mông hư không, bao phủ vạn dặm núi sông, như là trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều bị kéo vào u minh địa ngục, thậm chí tạo thành huyễn cảnh bị vô tình săn giết, thần hồn câu diệt khủng bố ở trong ý thức của tất cả mọi người. Liệp thần thương bộc phát trong chốc lát, toàn trường bất luận là thánh linh, thánh vương hay là thánh hoàng, thậm chí là chu thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn, đều giống như thấy được hình ảnh cái chết của mình. Trận chiến đầu tiên của liệp thần, chu thiên thần tôn, xin ngươi, chịu chết. Khương Phàm hét lớn như sấm, run rẩy cửu thiên, rung động thập địa, hắn mãnh liệt xoay chuyển chiến khu chu tước, đánh ra liệp thần thương, giết tới chu thiên thần tôn. Răng rắc, hư không đang vặn vẹo. Rách dưới đã sụp đổ ngay tại chỗ, một con đường 200-300 dặm được thành hình trong nháy mắt, trực tiếp kéo dài đến mi tâm chu thiên thần tôn ở xa xa, liệp thần thương không nhìn không gian giam cầm, thời gian hạn chế tổn hại, cơ hồ trong chớp mắt đã liền muốn đến. Giết! Chu thiên thần tôn không sợ hãi, thần uy cuồn cuộn, hoắc loạn thâm không, thần huyết phun trào, gắt gao nắm chặt chu thiên thần kiếm, ngang nhiên nghênh kích với liệp thần thương. Hắn ngược lại muốn xem. Liệp thần thương có thể chống lại chu thiên thần kiếm của hắn hay không? Cùng lúc đó, quang mang thần tôn cũng hành động, toàn thân như đang hóa thành hàng tỷ chùm sáng, dùng tốc độ mạnh hơn cực hạn lao thẳng đến Khương Phàm. Hai đại thần linh, săn giết Khương Phàm. Kinh ảnh kinh khủng, uy thế kinh khủng, để toàn trường hồi hộp, để tất cả cường giả đều nín thở định thần, chịu đựng năng lượng bạo động tuyệt vọng đến hít thở không thông, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Khương Phàm, ngươi là của ta. Quang mang thần tôn giống như chùm sáng tuyên cổ vượt qua hoang cổ mà đến, lấy uy lực tuyệt thế tới gần Khương Phàm. Tốc độ nhanh chóng, sánh vai cùng không gian đại đạo, hắn nắm chặt quang mang thần kiếm, muốn tách rời Khương Phàm trong nháy mắt, cắt đi cơ hội niết bàn của hắn, triệt để kinh hãi địa ma thụ và đám dân liều mạng kia. Nhưng, vào thời khắc này, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Ầm ầm, một cánh cửa hư vô ầm vang rộng mở. Cao tới vạn trượng, đen như mực, đứng vững giữa thâm không vô tận, giống như hồng hoang thiên môn rơi xuống, mãnh liệt chặn đường tại trước mặt quang mang thần tôn. Xác thực mà nói, nó là đã tiềm phục tại nơi đó, đột nhiên mở ra tại lúc này. Vạn giới môn, quang mang thần tôn ngưng tụ con ngươi, nhưng không chần chờ chút nào, hắn lấy thần uy cuồng bạo không gì sánh được, cưỡng bức đụng tới. Mặc dù đây là bảo khí không gian, là chí bảo trấn giáo của vạn đạo thần giáo. Nhưng cho dù là vạn đạo thần tôn thì cũng đều không phát huy ra uy lực thật sự, huống chi là Khương Phàm. Huống chi, hắn là thần tôn. Nhưng, khi quang mang thần tôn đang giết tới, trong chốc lát, hai bóng người thoáng hiện ở phía sau vạn giới môn, một mảnh không gian va chạm vạn giới môn. Là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại. Hai vị thánh hoàng không gian chân chính. Bọn hắn liên thủ thôi động, hư thiên linh văn được bộc phát toàn diện, được phóng thích cực hạn. Trong chốc lát đã dẫn bạo ra uy lực và năng lượng chân chính của vạn giới môn. Vạn giới môn mãnh liệt lắc lư, như là dẫn dắt ra tất cả không gian trong trăm vạn dặm thâm không, trong chớp mắt, kích thích vòng xoáy không có tận cùng, cuồng kích không gian, diễn biến ra hàng tỷ vết tích không gian, giống như là mở rộng hơn hàng vạn thế giới thần bí, hình thành tuyệt thế phong ấn. Ầm ầm, quang mang thần kiếm giống như mặt trời hoành hành, va chạm hắc ám dễ như trở bàn tay. Răng rắc. Hàng vạn thế giới hư không, hàng vạn đạo ngấn không gian, trong phút chốc đã toàn diện sụp đổ, bị quang mang thần kiếm một kiếm chém chết. Vạn giới môn đều lắc lư mãnh liệt, cơ hồ bị cắt thành hai đoạn, ầm vang tháo chạy. Uy lực của thần kiếm, kinh thế hãi tục. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại ở bên trong vạn giới môn đều bị ánh sáng sắc bén đánh xuyên, để lại trăm ngàn cái lỗ máu, kêu gào thảm thiết thê lương. Nhưng, bọn hắn vẫn gánh vác được. Cũng tại một thời khắc vi diệu này đã hấp dẫn được quang mang thần tôn. Gần như là đồng thời, liệp thần thương và chu thiên thần kiếm đã đối diện giao phong với nhau. Một thánh hoàng thúc dục đệ nhất hung binh hoang cổ, một thần linh khống chế chu thiên thần kiếm, tại lúc vạn giới môn ngạnh kháng với quang mang thần kiếm, trong chốc lát liền muốn đối quyết chính diện. Nhưng, ánh mắt chu thiên thần tôn có chút hoảng hốt, như là trong lúc bất chợt đã thấy được một thân ảnh phiêu miểu ở phía trước.
quá đột nhiên, cũng quá mông lung mơ hồ, thậm chí ý thức hắn đều không có kịp phản ứng. Oanh! Liệp thần thương run rẩy kịch liệt, ở trong chớp mắt đã thay đổi tuyến đường. Là cửu thiên thần tôn. Hắn vượt qua vũ trụ, ẩn nấp chân thân, tại lúc liệp thần thương nghênh kích chu thiên thần kiếm, trong chốc lát, hắn sử dụng tuyệt thế thần thông, đan dệt ra đạo ngấn không gian kinh khủng, nghịch chuyển quỹ tích của liệp thần thương. Liệp thần thương là tuyệt thế hung binh, có ý thức của bản thân, khi nó bị quấy dày, trong chớp mắt đã bạo động kịch liệt, máu thần ma ở mặt ngoài đều đang gào thét, như là muốn tránh thoát khỏi kiềm chế đột nhiên xuất hiện. Nhưng cửu thiên thần tôn là bộc phát toàn lực, tại giữa một phần ngàn giây này, hắn đã cưỡng bức làm lệch vài cm. Cũng chính là cái bị lệch yếu ớt này, để chu thiên thần kiếm muốn nghênh kích liệp thần thương như sát thần kiếm, kiếm phong sắc bén, đối diện đánh xuyên đầu chu thiên thần tôn. Chu thiên thần tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã khóa chặt liệp thần thương, rõ ràng đã bổ đi lên, vì sao? Răng rắc, bành, đầu của chu thiên thần tôn vỡ vụn ngay tại chỗ, máu tươi theo liệp thần thương trùng kích phun ra thâm không, cuồng chiều sát lục thảm liệt cơ hồ muốn chôn vùi linh hồn của hắn. Chu thiên thần tôn bị đánh tan, thân thể thẳng tắp kịch liệt xoay chuyển, tiếp tục tháo chạy, cơ hồ muốn hoàn toàn mất đi khống chế. Thần tôn, các cường giả chu thiên thần điện hoảng sợ gào thét. Xảy ra chuyện gì? Đánh bay ra rồi. Chuyện này sao có thể? Thần tôn, các cường giả quang mang thần điện kinh hô, bọn hắn không dám tin, thần tôn toàn lực bạo kích, lại bị vạn giới môn chống đỡ cho. Vạn giới môn xác thực rất mạnh. Nhưng trừ phi là cường giả không gian chân chính, còn phải là thánh hoàng hay thậm chí là thần linh, nếu không thì rất khó thi triển toàn lực được, làm sao lại có thể chống đỡ được thần tôn bạo kích. Tại lúc vạn giới môn tháo chạy, tại thời khắc mấu chốt khi quang mang thần tôn kinh ngạc, Khương Phàm lập tức chấn động hai cánh, tiếng hư không tạch tạch vỡ vụn, hiện ra lăng thiên thuật, đánh xuyên hư không hỗn loạn, đuổi giết chu thiên thần tôn vừa mới tháo chạy. Cửu thiên thần tôn giống như là thần linh hư vô. Hắn nhấc lên mênh mông chiều cường không gian, cưỡng ép cầm cố liệp thần thương đang hoành hành lại, cưỡng ép thay đổi tuyến đường, lộn vòng 180 độ, quăng về phía Khương Phàm. Khương Phàm cực tốc hoành hành, hai con người hừng hực, chiến khu hoàn toàn dung hợp cùng móng vuốt chu tước, một tay nắm chặt liệp thần thương đang gào thét lao đến. Ý thức lập tức cộng minh cùng liệp thần thương, hắn tăng vọt chiến ý, mãnh liệt bay lên, trong phút chốc lại lần nữa đánh ra liệp thần thương. Sau khi liệp thần thương xác định là Khương Phàm đang khống chế, nó mới không có chống cự, sát huy tuyệt thế lại lần nữa tăng vọt, hoành kích hư không hoắc loạn, không nhìn đến tất cả ngăn trở, trong chốc lát đã hình thành trăm dặm không gian trống rỗng, lao thẳng đến Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn cưỡng ép ổn định thần khu không đầu, linh hồn đau nhói, máu tươi dâng trào từ chỗ cổ, hắn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng khuất nhục đột phát đã để hắn triệt để tức giận, thần uy tuôn ra như biển gầm sôi trào. Nghịch loạn thiên địa, chu thiên thần kiếm cuồng bạo đánh ra huyết quang, như ngân hà cửu thiên rơi xuống, chút xuống kiếm quang đầy trời, đầu tiên muốn hình thành tuyệt thế kiếm trận ở xung quanh để tạo một vòng bảo vệ, nghiêm phòng hai lần bị thương. Nhưng, thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước đó kia. Cửu thiên thần tôn trực tiếp hiện ra chân thân, thần uy minh mông được phóng thích mà không giữ lại chút nào, hắn nâng một chân đạp ở trên cái cổ vỡ vụn của chu thiên thần tôn, hai tay diễn biến, vạch ra hàng tỷ đạo ngấn. Như cuồng phong bạo vũ chút xuống, triệt để giam cầm không gian xung quanh, một mực định trụ chu thiên thần điện, cưỡng ép áp chế chu thiên thần kiếm. Cửu thiên thần tôn. Vô số người bỗng nhiên biến sắc, tê cả ra đầu, mẫu thân nó, ta đang nhìn thấy cái gì? Gặp quỷ sao? Cửu thiên thần tôn. Linh hồn chu thiên thần tôn hét lên, đột nhiên đã hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, hắn cuồng loạn gầm thét, chu thiên thần kiếm bộc phát đến cực hạn. Tuyệt thế kiếm khí xé nát không gian giam cầm. Ngươi còn chưa có chết, sao ngươi có thể không chết? Chu Thiên Thần Tôn nắm chặt Chu Thiên Thần Kiếm, toàn diện bộc phát, liền muốn đuổi giết Cửu Thiên Thần Tôn. Nhưng, Cửu Thiên Thần Tôn đã biến mất, không còn bóng dáng, đã dung nhập vào thâm không. Ngay một khắc này, Liệp Thần Thương đã giết tới, vô tình xuyên qua lồng ngực Chu Thiên Thần Tôn, đâm rách trái tim đang bành trướng nhảy lên kia. Liệp Thần Thương đến săn giết. Máu chảy như trụ ở phía sau lưng Chu Thiên Thần Tôn, phun ra thâm không, thân thể thẳng tắp lại lần nữa tháo chạy. Cửu Thiên Thần Tôn hiển hiện chân thân, đưa một tay cầm cố Liệp Thần Thương lại, cưỡng ép thay đổi tuyến đường, thuận thế quăng về phía Khương Phàm nơi đó,
một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã xuất hiện ở bên trên quỹ tích mà Chu Thiên Thần Tôn lui lại, mặt mũi già nua của hắn lãnh tuấn như đao, nhanh chóng khắc họa đạo ngấn không gian, vung tay lên, đạo ngấn như cầu vồng vạn cổ, bị hắn quăng về phía chân trời xa xôi. Chu Thiên Thần Tôn lảo đảo tháo chạy, vừa vặn bước vào đạo ngấn không gian, không chờ hắn kịp phản ứng thì đã bị đạo ngấn quét sạch, bay về phía thâm không. Không xa, Cửu Thiên Thần Tôn đánh đến cực hạn trong nháy mắt, 5 vạn dặm. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, để cho tất cả mọi người hồi hộp. Rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì. Cửu Thiên Thần Tôn, ngươi còn sống. Quang Mang Thần Tôn bỗng nhiên biến sắc, trong chớp mắt, vô số nghi vấn rườm rà trầm tích trong đầu của hắn đột nhiên được thông suốt, chấn kinh, tức giận, nhục nhã các loại cảm xúc cứ theo đó mà xông lên đầu. Hắn chỉ vào Cửu Thiên Thần Tôn cuồng loạn gầm thét. Ngươi là lão súc sinh, là ngươi, là Cửu Thiên Thần giáo các ngươi, là các ngươi đang hợp tác cùng Khương Phàm. Ngươi, 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 ngươi. Sự tức giận vào thời khắc này để vị thần tôn cao ngạo nho nhã này đã không có chút hình tượng nào. Là Cửu Thiên Thần giáo. Nội ứng mà từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn hoài nghi lại là Cửu Thiên Thần giáo. Thậm chí Cửu Thiên Thần Tôn cũng chưa chết. Tại sự kiện Đại La Sơn trước đó, tất cả hoàng đạo bí mật gặp gỡ, ước định tín hiệu săn giết Khương Phàm, kết quả Khương Phàm lại đột nhiên ra tay trước khi phát động tín hiệu, an ổn rút lui. Thì ra là được Cửu Thiên Thần giáo mật báo. Cuộc càn quét lớn tại hư không trước đó, Cửu Thiên Thần Tôn tự mình lùng bắt xí thiên giới, còn huyên náo oanh oanh liệt liệt, làm chuyện chính nghĩa mà vĩ đại, kết quả. Mẫu thân nó, là đang dắt chó sao? Là con khỉ làm xiếc sao? Sự kiện quan tài đá trước đó, Cửu Thiên Thần giáo giận chửi mắng Quang Mang Thần giáo, chém giết giáo chủ thần giáo, hô to oan khuất, còn chạy đến Thiên Khải nổi giận quát mắng, kết quả. Giả, diễn trò, trong quan tài đá khẳng định là Khương Phàm. Tất cả mọi chuyện trước đó, lực lượng để Khương Phàm điên cuồng hồ nháo mấy chục năm qua, từng sợi nghi vấn khi Khương Phàm có thể gian nan thoát thân trong nguy cấp, toàn bộ đều là có liên quan cùng Cửu Thiên Thần giáo. Đây đã không phải là Khương Phàm đang gây hấn, đang nhục nhã bọn hắn, rõ ràng chính là Cửu Thiên Thần giáo đang lừa trên gạt dưới. Cửu Thiên Thần Tôn còn sống, Cửu Thiên Thần Tôn liên thủ cùng Khương Phàm rồi. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì hay không? Tất cả chủ nhân hoàng đạo đều chấn kinh đến sợ hãi, ngay sau đó thì là tức giận đến thấu xương. Cửu Thiên Thần giáo, các ngươi chết không yên lành. Các cường giả Chu Thiên Thần Điện tức giận nhất, tức giận đến mức trái tim đều đang run rẩy. Thần tôn của bọn hắn còn tự thân đến Cửu Thiên Thần giáo bái phỏng, buông xuống tư thái xin bọn hắn hợp tác, thậm chí thần điện bọn hắn còn đưa thần cốt chân tàng đến bồi dưỡng thánh hoàng, kết quả. Mẫu thân nó, Cửu Thiên Thần giáo đã liên hợp cùng Khương Phàm rồi. Liền không có khi dễ người như vậy. Mẫu thân nó, Cửu Thiên Thần giáo còn là người sao? Cửu Thiên Thần giáo đã sớm hợp tác cùng phần Thiên Thần Hoàng rồi. Rốt cuộc Khổng Tước Thánh Vương đã hiểu ý tứ thật sự của câu nhắc nhở kia từ Đông Hoàng Yến, một đám khổng tước ở phía sau đều trừng lớn con mắt, bọn chúng cảm giác như là đang nằm mơ. Cửu Thiên Thần Tôn lại còn sống, Cửu Thiên Thần giáo hợp tác cùng Xí Thiên giới rồi. Trấn Nam Yêu Quốc và các cường giả hoàng tộc nhận phải trùng kích quá lớn, đến mức ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một loại xúc động phức tạp nào đó. Trước khi Chu Thiên Thần Tôn trở về, phế hắn đi. Cửu Thiên Thần Tôn không để ý đến ánh mắt của các phương, toàn thân khuấy động minh mông chiến ý, càng có khí tức sinh mệnh nồng đậm. Thuần Dương Thiên Nguyên Đan không phụ cái danh Thiên Đan, xác thực đã kích phát ra tinh khí thần đã lâu của hắn. Mặc dù không đến đỉnh phong, cũng chỉ có 3 giờ, nhưng đã hoàn toàn có thể để hắn trèo chống bạo phát toàn lực. Trước khi chết có thể tận tình chiến một trận, không tiếc. Khương Phàm đã ăn Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, thừa dịp đám người kinh hồn, hắn nhanh chóng khôi phục thực lực. Hắn nắm chặt Liệp Thần Thương, chỉ đến Quang Mang Thần Tôn, chuẩn bị tập kích bất cứ lúc nào. Cửu Thiên Thần Tôn, ngươi là lão súc sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Quang Mang Thần Tôn vô cùng tức giận, mặt đều bị bóp méo. Thần huyết sôi trào, sát uy vô biên, toàn thân hắn nở rộ ánh sáng kinh khủng, diễn biến ra mấy triệu chuôi quang mang sát kiếm. Như là từng chuôi quang hà, vắt ngang ở giữa đất trời hỗn loạn, ánh sáng bất hủ, chiếu thấu hắc ám, chiếu thấu vạn vật, phát ra thần uy tuyệt thế. Giết! Quang Mang Thần Tôn thôi động mấy triệu quang kiếm, mở ra hư không hỗn loạn,
lưỡi kiếm cuồn cuộn như đại dương mênh mông, bạo kích toàn diện. Kiếm khí tung hoành xen lẫn, ánh sáng chói mắt lại cường thịnh, cái gì cũng đều không thể ngăn cản, kịch liệt không gì sánh được, mà tốc độ còn nhanh đến cực hạn, như là trong nháy mắt liền có thể trúng đến mục tiêu, tiễu sát cường địch, ba động khủng bố để dân chúng hồi hộp, để hư không sụp đổ. Cửu Thiên Thần Tôn thi triển bí thuật hư không, mượn dẫn hư không loạn lưu khi Thiên Trụ Sơn sụp đổ, ở trong chớp mắt đã hình thành hư không hủy diệt, lan đến gần mỗi chuôi quang tiễn, một bộ phận bị vỡ nát, tiêu tán thành vô hình, một bộ phận thay đổi phương hướng, nghịch chuyển bạo kích quang mang thần tôn. Tràng diện kinh khủng giống như mấy ngàn dặm hư không đều muốn vỡ nát, để mênh mông đất trời quay về lại nguyên thủy, tràng diện khủng bố càng là rung động lòng người. Cửu Thiên Thần Tôn, ta để cho ngươi giả chết biến chết thật. Chịu chết đi. Quang mang thần tôn đang thôi động quang kiếm khởi xướng bạo kích sau khi, cầm trong tay quang mang thần kiếm, đuổi giết Cửu Thiên Thần Tôn. Sắc bén cùng tốc độ, là hắn cực hạn, như là có thể đại biểu lấy hai loại đại đạo pháp tắc. Hoành đoạn hư không. Cửu Thiên Thần Tôn không có tuyệt thế thần khí như quang mang thần kiếm truyền thừa từ xưa như thế này, dù sao thời gian thần giáo bọn hắn sáng tạo quá ngắn, nhưng tại bên trên tạo nghệ hư không đã cao đến cực hạn. Một trận bạo động quỷ bí mà rộng rãi trong chốc lát được kích phát, trong chớp mắt, cầm giữ hư không mênh mông, đọng lại tất cả mọi thứ trong hư không, bao gồm cả vết nứt đang hỗn loạn, chiều cường đang rung chuyển, thậm chí là xí thiên giới đang đi xa, tất cả đều bị định trụ. Lấy nhanh chóng xưng hùng, quang mang thần tôn lập tức giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm. Cửu Thiên Thần Tôn cuồng dã vung mạnh quyền, sát khí kinh người cuồn cuộn kéo lên, trong chốc lát đã bạo phát ra hàng trăm hư không chi nhận giao cắt, số lượng không nhiều, nhưng lại cắt đứt thiên địa, cắt đứt thiên vũ, quỷ bí mà cường thịnh, để cho người ta thần hồn kinh hãi, mỗi đạo hư không chi nhận đều phiêu miểu không gì sánh được, giống như là kéo dài vài dặm, lại như ngang qua mấy ngàn dặm, có thể chảm phá hết thảy mọi sự ngăn trở, thậm chí có thể đoạn nhân quả, chém âm dương. Mấy trăm đạo hư không chi nhận, trong nháy mắt bổ về phía quang mang thần tôn, giống như là muốn tách rời hắn. Quang mang thần tôn kích phát sát huy của thần kiếm, ánh sáng chiếu thấu hư không, trong chốc lát đã tránh thoát khỏi giam cầm, quét ngang thâm không, mạo hiểm chặt đứt tất cả vết nứt hư không, đuổi giết Cửu Thiên Thần Tôn. Ánh sáng chiếu phá thâm không, vết nứt hư không như hàng vạn tia cuồng lôi. Hai vị thần tôn cuồng dã chém giết, thảm liệt mà khủng bố. Khương Phàm kích phát phần thiên chiến vực, chống cự lại bành trướng thần uy khủng bố giống như là biển gầm, gắt gao nắm chặt liệp thần thương khóa chặt quang mang thần tôn, tìm kiếm thời cơ săn giết tuyệt hảo. Mặc dù hắn không thể nào trực tiếp chống lại cùng quang mang thần tôn, nhưng thông qua thực lực thánh hoàng đỉnh phong do bản thân kích phát ra thôi động liệp thần thương, hoàn toàn có thể tập kích chí mạng tại thời khắc mấu chốt. Địa ma thụ cùng đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo tiếp tục lui lại, sóng chiều không gian đến từ Cửu Thiên Thần Tôn như là đại dương mênh mông chồng chất lên biển động, muốn bao phủ, thôn phệ, nghiền nát bọn hắn, mà quang mang thần tôn nở rộ ánh sáng giống như là hàng tỷ thanh kiếm chiều cuồng kích thâm không, tùy tiện là có thể chém giết bọn hắn. Thần uy kinh khủng đã kích phát ra sự kiêng kỵ ở sâu trong linh hồn bọn hắn, loại uy thế này ngay cả thánh hoàng đều không chống đỡ được. Thao thiết thánh hoàng tập trung vào Khương Phàm, muốn thừa cơ đánh lén, nhưng nhìn liệp thần thương trong tay hắn, nó không thể không nhịn ở xúc động. 300 giảm, 500 giảm. Cường giả hai bên kéo dài tháo chạy cuối cùng đã đạt tới hơn 2.000 dặm, cơ hồ không nhìn thấy cặn kẽ tình huống chiến trường nơi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sóng chiều không gian đang mãnh liệt ba động dưới hào quang óng ánh chiếu sáng, tựa như là nhìn lên một mảnh tinh vân ở bên trong hư không. Sau khi triệt để kéo ra một khoảng cách an toàn, bầu không khí của hai bên bỗng nhiên khẩn trương lên. Địa ma thụ giống như ác thú to lớn đang hoàng thành, đứng vững trong hư không tối tăm đang cuộn trào mãnh liệt. Nguy nga khổng lồ, tản ra ma uy ngập trời, ma hoa nở rộ, huyết quang như ánh trăng máu, chủ thể bên trong địa ma thụ lộ ra răng nanh dữ tợn, bãi động chín cái đuôi giống như đại long, hung tợn tiếp cận đám thánh hoàng trước mặt kia. Đông Hoàng Càn xuất hiện ở bên cạnh Kiều Vô Hối, toàn thân máu me đầm đìa, nhìn thương thế rất nặng, nhưng lại khuấy động chiến ý cuồng bạo, thánh hoàng đỉnh phong ba động không gian như là tùy tiện liền có thể đánh sụp đổ mấy ngàn dặm thâm không. Đông Hoàng Toại xuất hiện ở bên cạnh Khương Quỳ, do hắn khống chế vạn giới môn đã bị hao tổn, thuận tiện lặng lẽ đưa cho Khương Quỳ một thứ đồ tốt, trái tim bị đánh xuyên của Chu Thiên Thần Tôn. Nhắc nhở cuối cùng, đây là nhắc nhở cuối cùng. Thiên Hậu đứng ở trên lưng địa ma thụ,
âm thanh trong trẻo truyền khắp thâm không, cảnh cáo các cường giả của tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo. Sau trận chiến này, nếu như xí thiên giới vẫn còn, các ngươi phải suy nghĩ một chút, xem các ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại hay không. Sau đó, xí thiên giới sẽ căn cứ biểu hiện ngày hôm nay của các ngươi, tiến hành thẩm phán cuối cùng. Nhất là hoàng tộc các ngươi, hôm nay các ngươi có thể giễu võ dương oai, đi theo hoàng đạo vây bắt chúng ta, việc này qua đi, chúng ta xử lý các ngươi như giết gà thịt heo. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có thể chịu được mấy ngày, sẽ có hoàng đạo nào dám đi cứu các ngươi. Thiên hậu đang nói, thánh hoàng đầu tiên của quang mang thần điện, Bùi Tu Nghiệp ngạo nghễ bước về phía trước, chặn ngang thiên hậu mà nói, thanh âm cao vút truyền khắp thâm không. Không được bị nàng mê hoặc, Chu Thiên Thần Tôn chỉ là bị lưu vong tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại nơi này. Khương Phàm cuối cùng cũng chỉ là thánh hoàng, Cửu Thiên Thần Tôn đã khô mục sắp chết, tổ hợp của bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Quang Mang Thần Tôn. Quang Mang Thần Tôn đang cầm Quang Mang Thần Kiếm trong tay, có thể chém Khương Phàm, giết Cửu Thiên. Lại nhìn số lượng thánh hoàng, thánh vương của chúng ta, nhất là số lượng thánh linh, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Hôm nay, xí thiên giới chắc chắn sẽ bại vong, hôm nay Khương Phàm chắc chắn phải chết. Các ngươi không cần làm ra lựa chọn, tiếp tục xuất kích dựa theo kế hoạch đã định, sau đó luận công hành thưởng. Chỉ cần biểu hiện tốt, đừng nói là di cốt thánh hoàng, thần cốt của Cửu Thiên Thần Tôn cũng đều có thể cho các ngươi. Giọng Bùi Tu Nghiệp cao vút, truyền khắp toàn trường, kích thích người của tất cả hoàng tộc. Mặc dù không trông cậy vào đám người kia liều mạng, nhưng đó là số lượng hơn 20 thánh linh. Nếu quả thật có thể tụ họp lại, vẫn có thể hình thành sức chiến đấu cực mạnh, càng quan trọng hơn là loại thanh thế áp bách kia, rất dễ dàng kích thích đến chiến ý của xí thiên giới. Lời này quả nhiên đã khơi dậy cảm xúc của hoàng tộc, mặc dù Cửu Thiên Thần Giáo xuất hiện mang đến rung động thật lớn, nhưng bọn hắn vẫn có ưu thế thực lực tuyệt đối. Thần cốt, thật sự có thể đạt được thần cốt sao? Đây chính là chí bảo vô thượng. Thiên hậu hừ lạnh, lời cũng không dám để cho ta nói xong. Ngươi đang sợ cái gì? Chỉ cần Cửu Thiên Thần Tôn khống chế Quang Mang Thần Tôn lại, Liệp Thần Thương bạo kích 5-3 lần, liền có thể muốn mệnh của hắn. Quang Mang Thần Tôn có thể sống đến lúc Chu Thiên Thần Tôn trở về hay không, còn nói còn quá sớm. Coi như Chu Thiên Thần Tôn trở về, lại có thể hiện ra bao nhiêu thực lực. Chỉ cần chúng ta đánh các ngươi cho tàn phế, các ngươi liền uy hiếp không được xí thiên giới liền có thể rời khỏi nơi này, tiếp tục trốn xa vào thâm không. Các vị thống lĩnh hoàng tộc, các ngươi đều là chủ nhân hoàng tộc, không chỉ là phải phụ trách đối với sinh mệnh của mình, càng phải phụ trách đối với liệt tổ liệt tông, phụ trách đối với con dân mà các ngươi bảo hộ. Làm lựa chọn dễ dàng, gánh chịu hậu quả lại rất khó. Đương nhiên, không phải là ta đang thỉnh cầu các ngươi, chỉ là đang nhắc nhở các ngươi. Các ngươi quy thuận, chúng ta hoan nghênh, các ngươi không quy thuận, chúng ta không quan tâm. Mục đích chủ yếu mà ta muốn là dùng vài câu nói nhảm này, để cho các người buông lỏng cảnh giác, cho chúng ta người tranh thủ thời gian. Xí thiên giới, xuất kích. Thiên hậu đột nhiên quát lớn, đôi mắt bắn ra sát ý thấu xương. Tâm ý tương thông, địa ma thụ bỗng nhiên giơ dây leo lên, khởi xướng bạo kích về bốn phương tám hướng. Ma khí sôi trào, huyết quang cuồn cuộn, dài mấy vạn mét, mỗi sợi dây leo đều thế như ác long, cuồng kích thâm không, mang theo tốc độ tấn mãnh. Ba vị thánh hoàng là Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Ngưu Thái Bình, cùng các thánh vương quan trọng như Khương Diễm, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Bạch Tai, toàn bộ đều mãnh liệt đánh qua phía chiến trường đang tụ tập lui đi kia. Chuẩn bị nghênh chiến. Các thánh hoàng của Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện toàn bộ đều giận dữ hét lớn, trước tiên muốn khởi xướng trùng kích. Thao Thiết Thánh Hoàng cuồng dã gào thét, cũng bộc phát chiến ý bành trướng, khóa chặt mục tiêu liền muốn xuất kích. Nhưng hai vị thánh hoàng không võ là Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại lại dũng mãnh không sợ, thể hiện ra tính tình điên cuồng cực độ, khi thiên hậu vừa mới phát hào chiến lệnh, khi địa ma thụ sôi trào ma khí, cuồng kích dây leo làm hỗ trợ, bọn hắn đã vượt qua không gian hư vô trước tiên, dữ dội xuất hiện ở sâu trong đội ngũ chí tôn hoàng đạo. Trực diện với đội ngũ Thao Thiết yêu tộc hung hãn nhất. Đám Thao Thiết ngưng tụ con ngươi, điên cuồng gào thét, nhưng hư không đại huyền giới, thiên hoa kính. Đông Hoàng Càn từ trong hư không bước ra, trong nháy mắt, tóc dài bay loạn, gương mặt dữ tợn, từng cái từng đường gân xanh nổi cao trên cơ thể, một mảnh không gian cấm kỵ cuồng bạo khuấy động thâm không, cưỡng bức phong tỏa mấy trăm dặm. Phạm vi không lớn,
áp xúc đến 300 dặm, lại triệt để cầm giữ tất cả cường giả trong 300 dặm. Đều là các cường giả hoàng đạo. Trước đó, không gian còn bởi vì thiên trụ sơn sụp đổ mà mãnh liệt, trong lúc bất chợt lại giống như là hàng vạn con sông băng, triệt để bị đông kết. Trong lòng chư vị thánh hoàng thánh vương chấn động mãnh liệt, đang bộc phát uy lực và năng lượng triệt để phóng thích, muốn liên thủ dung chuyển không gian bị giam cầm, nhưng ngay giờ khắc này, Đông Hoàng Toại đã xuất hiện, đồng thời cường thế kích phát ra uy lực và năng lượng của vạn giới môn. Không gian vừa mới giam cầm đã lập tức phá thành mảnh nhỏ dưới sự trùng kích của hơn ác vạn vòng xoáy từ vạn giới môn. Vạn giới triều dâng bạo động dã man, mênh mông tấn mãnh, 300 dặm không gian toàn bộ đều bị sụp đổ. Rầm rầm giòn vang, nương theo máu tươi phun ra, số lượng lớn cường giả bị sống sờ sờ tách rời, bao gồm cả thánh linh, thậm chí là thánh vương. Hình ảnh thảm liệt, để toàn trường rung động. Thánh hoàng không gian bộc phát cực hạn, phối hợp với vạn giới môn phóng thích toàn diện, giữa ngưng kết cùng phá toái, cho thấy cuồng chiều sát lục không có gì sánh kịp. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, từng tiếng rít lên kinh dị, vang vọng khắp toàn trường, để cường giả của hoàng tộc ở bên ngoài hồi hộp không thôi. Bạo! Đông Hoàng Toại cùng Đông Hoàng Càn vung ra ba viên thiên kiếp liên tử, đánh ra hư không loạn lưu, cưỡng ép dẫn bạo. Trong chớp mắt, cường quang chói mắt chiếu thấu hư không, thiên kiếp liên tử liên tiếp vỡ nát, giống như là ba mảnh lôi hải được phóng thích trong nháy mắt, tiếng vang kinh khủng, lôi chiều vô biên, trong chớp mắt đã bao phủ các cường giả hoàng đạo còn không có thoát ra khỏi không gian loạn lưu. Không thua gì ba mảnh lôi chiều do thánh hoàng bạo kích, tàn phá, cuồng kích, mấy trăm tia lôi điện xé mở hắc ám, băng diệt thâm không, điên cuồng trùng kích, nổ lên huyết nhục toái cốt đầy trời. Chiến trường vỡ vụn như là đột nhiên rơi xuống u minh địa ngục. Quá đột nhiên, cũng quá tàn bạo. Ưu thế của võ giả không gian tại thời khắc này đã phóng thích đến cực hạn. Bằng vào thiên hậu hấp dẫn, địa ma thụ quấy nhiễu, đột nhiên bạo kích đã thể hiện ra hiệu quả tuyệt hảo. Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện và tất cả các cường giả hoàng đạo đều bất ngờ trước trùng kích hủy diệt mà bọn hắn không hề có phòng bị. Mặc dù bọn hắn đã phân tán rất rộng, nhưng trong chốc lát, mấy trăm dặm không gian bị ngưng kết cùng bạo động, nhất là lôi chiều tàn phá, đã mang đến cho bọn hắn đả kích chí mạng. Cùng lúc đó, Khương Quỳ hoành hành bên trong chiến trường bạo loạn, mặc cho bạo tạc cùng lôi chiều tàn phá chiến khu Minh Hoàng, đuổi giết Thao Thiết đang chạy trốn. Đám Thao Thiết lúc ấy đã trực diện với bọn người Đông Hoàng Càn, đầu tiên là bị không gian đánh trọng thương, tiếp theo thì bị lôi chiều bạo tạc bao phủ, tám vị tân tấn thánh linh chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, thánh vương tân tấn đều trọng thương sắp chết. Chỉ còn Thánh Vương Đỉnh Phong cùng Tân Tấn Thánh Hoàng đang chật vật chạy trốn. Khương Quỳ phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, huyết khí toàn thân sôi trào, minh hỏa kịch liệt thiêu đốt, hắn tế ra trái tim của lão tổ tông Thao Thiết Thánh Hoàng kia, cưỡng ép diễn biến thành Minh Hoàng huyết kiếm. Như là năm đó săn giết vạn đạo giáo tôn, hắn lấy trái tim giáo tôn diễn biến thành huyết kiếm chém đầu giáo tôn. Giờ khắc này, hắn dùng trái tim lão tổ tông Thao Thiết, diễn biến ra huyết kiếm. Xé mở minh cuồng chiều năng lượng bạo động, chém về phía Thao Thiết Thánh Hoàng. Huyết kiếm thiêu đốt, huyết quang chiếu thấu thương thiên, như là lão tổ tông Thao Thiết nở rộ lần sau cùng, khí tức đều khủng bố tuyệt luân. Thao Thiết Thánh Hoàng kinh hồn nhìn lại, thanh huyết kiếm như muốn chảm thiên diệt địa kia nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, bên trong minh hỏa cùng huyết khí như là có thể thấy được hư ảnh lão tổ tông của bọn chúng. Phốc, keng, huyết kiếm bổ cái đầu cứng rắn nhất của Thao Thiết Thánh Hoàng ra. Tàn nhẫn chém đầu nó. Máu tươi dâng trào, Thao Thiết Thánh Hoàng lọt vào đả kích chí mạng. Ngay sau đó, minh hỏa ngập trời, Khương Quỳ ngưng tụ ra ngàn vạn minh chảo, thiêu đốt lên phượng hoàng minh hỏa kinh khủng, tràn ngập đất trời bạo kích đến Thao Thiết Thánh Hoàng. Linh hồn Thao Thiết Thánh Hoàng kêu thảm, minh chảo sắc bén âm trầm, giống như là quỷ chủ u minh đang cướp đoạt sinh cơ của nó, kéo lấy linh hồn của nó. Thân thể vừa mới bị trọng thương, giờ phút này lại bị minh chảo xé rách, nó cơ hồ đã lâm vào sụp đổ. Khương Quỳ nhanh chóng lao xuống, móng vuốt sắc bén như thiên đao, phốc phốc, xuyên thủng cơ thể, một tay cầm lấy trái tim đang nhảy lên ở bên trong. Giống, Thao Thiết Thánh Hoàng triệt để nổi giận, toàn thân bạo phát ra một mảnh ánh sáng đỏ tươi kinh khủng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đều giống như huyết hải cuồn cuộn, trong vòng xoáy đều tuôn ra đầu Thao Thiết dữ tợn, cuồng dã bao phủ Khương Quỳ. Đây là bí thuật tuyệt sát của Thao Thiết, có thể thôn phệ huyết nhục và sinh cơ. Cùng lúc đó, Thao Thiết Thánh Hoàng điên cuồng giãy giụa, muốn ôm chặt Khương Quỳ,
dẫn bạo chiến khu đồng quy vô tận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.